La 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 la. Hello mấy chị ơi, mấy chị à. Hello mấy chị nha. Chia sẻ like giúp em nha mọi người ơi. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Hôm nay có mẫu áo mới đẹp lắm. Bữa nay có mẫu áo mới rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Hello, 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 hello. Mấy chị ơi, chia sẻ like dùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like dùm em nha mấy chị nha. Chia sẻ like dùm em. Chia sẻ like dùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ giúp em ha. Chia sẻ like giùm em nha mọi người. Thấy em không mấy chế ơi. Hello hello nha mấy chị nha. Hello hello mọi người. Hello mấy chị. Hello mọi người ơi, mọi người à. Mọi người ơi, mọi người à. Mọi người ơi, mọi người à. Chia sẻ like giúp em nha mọi người ơi, mọi người à. Lên là lên là lên, bữa nay có mẫu mới này cưng lắm. Dễ thương lắm, hàng vừa mới ra luôn. Hàng vừa mới ra luôn nha mấy chị nha. Hàng vừa mới ra nha mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha, để em coi thử bữa nay tặng cái gì ta. Ở đây tôi tự tặng gì ta. Em tặng cho mỗi chị một cái túi xách cho Neo full hợp. Em sẽ tặng mỗi chị chia sẻ like lượt chia sẻ càng nhiều. Chia sẻ like nhiều nhất em sẽ tặng mỗi chị một cái túi xách cho Neo full hợp luôn. Siêu đẹp, siêu xịn sò luôn, tặng mỗi chị một cái. Trong vòng 5 chị chia sẻ like nhiều nhất nha mấy chị nha. Em sẽ tặng mỗi chị một con túi Chanel. Tặng mỗi chị một con túi Chanel cho 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Một lần trang cá nhân, có cá nhân còn lại hội nhóm nha mấy chị nha. Một lần trang cá nhân còn lại tất cả đều là hội nhóm nha mấy chị nha. Một lần trang cá nhân và còn lại là hội nhóm. Nhớ kỹ giùm em cái cách nha mấy chị nha. Em sẽ tặng mỗi chị một cái Chanel dễ trúng lắm. Các bà chia sẻ con lượt cái trúng rồi trời. Chia sẻ có một lượt là trúng luôn á. Trời ơi, hai ba bữa, quên mấy bữa nay á, toàn là hỏi bà chia sẻ con lượt con trúng nữa trời. Mấy chị ơi nhớ nha mấy chị nha, chia sẻ like giùm em. Mấy chị ơi, 5 chị nó hiển thị từ số 1 cho tới số 5 mà 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Em hãy up ở trên fanpage đó mấy chị ạ. À. Đó, là mấy chị coi giúp em ha. Nha mấy chị nha, 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em sẽ tặng mỗi chị. Em sẽ tặng mỗi chị một cái túi túi Chanel nha mấy chị nha. Cầm tay được, đeo chéo được, đeo kẹp mắt được luôn nha mấy chị, hàng full xích luôn. Mỗi chị một chị nè, một chị một cái nha mấy chị nha. Năm trong vòng 5 chị nha mấy chị ơi, 5 chị mỗi chị một con. Cưng lắm nha mọi người ơi, hàng full hợp luôn. Nha mấy chị nha, hàng full hợp luôn. Mỗi chị một cái ha. Mỗi chị một cái nha mấy chị nha. 5 chị cho 5 chị, tặng mỗi chị một cái nha mấy chị nha. Tặng mỗi chị một cái nha mấy chị nha. Giày em mang hả? Sandal em mang có 220.000 một đôi mà nó đẹp ná thở. Nó đẹp kinh khủng, 220.000 một đôi mới lụm kèo. Nha chị coi nè, 220.000 một đôi. Ô là trời, nó đẹp dã man luôn chị ơi. 220.000 một đôi từ 36 cho tới 40. 220.000 một đôi mà em dám up bài mấy chị. Em up bài em sợ em gom không đủ ha. Cho nên là mấy chị thấy em like không à. Em không dám up bài luôn mấy chị, up bài là em sợ người ta lấy ngầm ấy. Cái là em không biết được cái là không gom đủ hàng để trả đơn cho mấy chị. Cho nên em like luôn, em like em nắm số lượng luôn. Ừ, tới khi nào mà ngừng được là em ngừng, em hết gom được là em ngừng lại. Nha mấy chị nha. Giày em mang có 220.000 à mấy chị.
coi giùm em nè, đẹp dã man luôn, 220.000 một đôi, mấy chị thấy chưa? Chị nào chưa có đôi này quất liền giùm trên nha mấy chị nhé. Hàng Brazil này mấy chị, Brazil Linh này. Thứ nhất nè, cái đôi này á là nó phân phối đặc quyền tại Thái Lan, nhưng mà nó nơi sản xuất là Made in China nha. Nơi sản xuất của nó là Made in China nhưng mà phân phối độc quyền tại Thái Lan giùm em. Cái thứ hai này mấy chị, một đôi giày như thế này, sandal như thế này mà cân lên có mấy lạng à? Cân lên có vài lạng thôi mấy chị, nó nhẹ tên luôn mà nó êm dã man luôn. Nó êm mà phải nói với chị là nó siêu êm luôn nha mấy chị, mà mang cái đôi giày lên đẹp lắm mấy chị. 220.000 đế cao 4 phân. Trời ơi, nó ăn gian thêm khúc chiều cao nè. Ha. Nè. Ha. Nè. Thấy chưa? Nè. Đó, có đây. Nè, cái đây là lúc em mang lên nha, cái lúc em mang đôi giày lên ha. Má cái dáng thanh thoát liền luôn. Nè, bỏ chân xuống. Đó, ở gì đây chứ? 4 phân cho em. Này nó kêu 5 phân nhưng mà em nghĩ 4 phân là hợp lý nhất nha mấy chị nha. 4 phân cho em nha mấy chị nha. Đó. Mấy chị ơi, nó ăn gian được khúc chiều cao nữa mà nó sang lắm mọi người. Tôi nói 220.000 ăn cái ruột nó cũng hết. Hút ly trà sữa, ăn bịch trắng trộn nữa, cái đó hết mẹ là 220.000. Nhưng mà mấy chế mua đôi giày này, mấy chế mang hoài luôn. Đã lắm. Mấy chế coi nè, cái hoài nó xuyên từ trên này nó xuyên xuống, xuyên từ trên này nó xuyên xuống. Vậy thôi chứ sao đứt được, vậy thôi chứ sao đứt được nè. Có một màu duy nhất chơi, một màu duy nhất thôi. Nó đẹp dữ lắm, nghe em đi. Gom một đôi đi mấy chị, gom một đôi đi ha. Gom một đôi đi mấy chị. Cái mấy chị mang hoài hoài luôn. Đã lắm, mà nó nhẹ tên nha. Nó nặng thì mấy chị còn có chê cái khuyết điểm nó, ồ thì ơi nó nặng lắm chị không thích, nhưng mà không mấy chị, nó còn nhẹ nữa nha mấy chị nha. Đó, nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha, ghi rõ giúp em. Sandal chéo 220.000 một đôi, từ size 36 cho tới size 40, ghi cho em sandal chéo nha mấy chị ơi, đẹp lắm nghe em đi. Một đôi nó không bao nhiêu tiền đâu mấy chị, một đôi nó không bao nhiêu tiền đâu ha. Size lớn hả? Size lớn nó tới 40 rồi bà. Ô, bà chân của nhà bà hả? Bà hai con gái bà mà bà cần size lớn vậy? Nè mấy chị coi giùm em nè, đẹp lắm, đỉnh cái chớp luôn, 220.000 rồi lên đơn nha mấy chị nha. Đẹp lắm, có dầu cá collagen không thủy. À em không có dầu cá chị ơi. Cái túi xách em đang đeo nè mấy chị, em gom mới chế bao nhiêu biết không? 99.000 full hộp. Mã hổ mấy chị biết sao? Em gần hết gom được nữa. Mệt quá, nặng quá mấy chị. Bán có lời đâu, trước em bán 150 con con đó, em lời còn vài đồng. Bây giờ em gom mấy chị lấy tương tác có 99.000 à. Bù nào là tiền là vận chuyển rồi, do em bán lấy tương tác đó mấy chị à. Không có lấy lời ấy nha mấy chị nha. Ồ, à, biết chân bà to hả? Nó không có bà ơi, nó không có. Nó tới 40 à. Mà bây giờ này mấy chị à, bây giờ này à, em thấy chị không? Là sao ta? Chị Dung Lê hả? Sao chị ơi, giày có một màu nha chị Đặng Nga ơi. Rồi này mấy chị, con Chanel gom cho mấy chế 99.000. Chị nào ân lên giùm cho em Chanel full hợp. Chanel full hợp 99.000. Đeo chéo được, đeo kẹp nách được nha mấy chị. Mấy chị ghi giúp em là Chanel full hợp nha. Rồi mấy chị ơi, nè cái này mấy chị đeo chéo nè. Mấy chị đeo chéo nè, em đi tiệc á, em mang cái này không, em đeo chéo không mấy chị. Đi tiệc mang cái này đeo chéo đẹp lắm. Vân da của nó là vân da hột gạo giùm em nha. Vân da hột gạo, logo là logo đồng nổi luôn nha mấy chị. Rồi, đeo chéo. Quá đẹp luôn. Đeo chéo, quá đẹp luôn. Đeo chéo nha mấy chị nha, 99.000. Đeo chéo, quá đẹp luôn. Đeo chéo, quá đẹp luôn. Rồi xong, biết làm gì nữa không? Chuyển qua cầm tay. Không thích đeo chéo nữa, cái mình chuyển qua mình cầm tay. Đựng tiền, đựng điện thoại, thoải mái luôn nha mấy chị nha. Đựng tiền, đựng điện thoại to, điện thoại nhỏ nào cứ lụm kèo vô đây cho em. Cầm tay, quá xanh luôn. Rồi nha mấy chị nha, lên cho em Chanel full hợp. Chanel full hợp 99k nha mấy chị nha. Giày mang nhiêu tiền? 220.000. 220.000 mà nó đẹp ná thở luôn mấy bà ơi. Ông chồng của tôi á, mà mỗi lần tôi rời vô giày dép là ông nói tôi một câu nè, giày cả đống ở nhà mấy ông hết mua chi nữa. Em mà rời vô giày dép chỗ nào nha, ông sẽ nói một câu như này nè, nhà giày dép cả đống rồi còn mua chi nữa. Tại em nói thiệt mấy chị luôn, em cái này phải hai tủ giày. Ông mới nói hồi tối bà nói lầm rồi, em hỏi chứ sao lầm mới nãy nè, em mới khuyên em mua thêm nữa. Ông nói chưa, ở nhà bà phải ba tủ giày bà mới chứa hết giày bà, chứ hai tủ đâu đủ. Này mấy chị vậy mà họ em rờ tới đôi này, ổng nói đẹp á, mua đi. Lần đầu tiên trong đời của em mà ổng kêu em nè, đẹp đó, mua đi.
Nha mấy chị nha, đôi giày này mấy chị mà ông kêu em đẹp đó mua đi, 220 ngàn. Em nói lại một cái nữa cho mấy bà nghe nè. Cái đôi này á là xanh đan chéo nha mấy chị nha. Cái này nó phân phối bán tại Thái Lan, nhưng nơi sản xuất của nó là Mắc In China. Tại vì cái nhà máy nó sản xuất tại của Mắc In China nha mấy chị nha, tại Trung Quốc, cho nên nó là nó nhập về đây. Cho nên mấy chị sẽ thấy những người nào mà đi order hàng Thái là sẽ có, còn những người mà order hàng Trung là sẽ không có nha mấy chị nha. Order hàng của Thái Lan là sẽ có gặp những cái đôi giày này, còn order hàng Trung là sẽ không gặp những cái đôi giày này, bởi vì nó chỉ phân phối tại Thái thôi. Hàng của nó, thương hiệu của nó là Brazilian nè mấy chị, mang ngon lắm. Em ơi là em, nguyên một cái đôi sandal này nó chỉ cân nặng nó có vài lạng thôi mấy chị, vài lạng thôi nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Chỉ có một mẫu, một màu duy nhất luôn, và em chọn màu đẹp nhất trong tất cả các màu, và màu đẹp cực kỳ đẹp nhất luôn nha mấy chị nha. Rồi giúp em đi 37, dài đi 36 được không? Chị này đi 36, ủa đúng sai em. Ví dụ như chị mang dép 39 thì chị mang giày sandal này cũng 39 luôn em. Không trầu, không trục gì hết trơn á em. Không tăng size, không có hạ size gì hết trơn á. 220 ngàn, em nói mới chớ nghe nè. 220 mới chớ ăn cái rột nó cũng hết. Uống ly trà sữa kèm bịch bánh tráng trộn cái cũng hết. Nhưng mà chị ăn cái bánh pizza nó cũng hết. Uống thêm lon coca nó cũng hết. Mình ăn phát mình hết liền luôn. Nhưng mà cái đôi giày này mới chế mang đi làm cũng được, đi chơi cũng được, đi học cũng được, đi du lịch cũng được, mà bảo đảm mang lên là đẹp nha mấy chị. Cầm cái đôi sandal lên là mới chế ưng liền luôn. Thủy ơi thiệt, em đi ngang qua cái chỗ này em cũng liếc cái, đi ngang qua chỗ này em cũng liếc cái, liếc qua liếc lại hoài luôn mấy chị ơi, liếc miết luôn á. Đẹp đẹp lắm nha mấy chị nha. 220 ngàn, rồi từ 36 cho tới 40 nha mấy chị nha, từ 36 cho tới 40. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Rồi hôm nay á, là em chơi lượt chia sẻ, 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất em sẽ tặng mỗi chị một cái túi sách Chanel này nha mấy chị. Mỗi chị một cái túi sách Chanel này em sẽ tặng cho 5 chị. Em sẽ tặng cho 5 chị, mỗi chị một cái con túi sách Chanel này nha mấy chị nha. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất một lần trang cá nhân, còn lại hội nhóm. Bao nhiêu hội nhóm, càng chia sẻ hội nhóm càng nhiều thì cơ hội mấy chị trúng càng cao nha mấy chị. Một lần trang cá nhân thôi, còn lại hội nhóm. Mấy chị ơi nghĩ sao chia sẻ con lượt mà cũng trúng nữa. Em nói thiệt mấy chị luôn, dễ trúng lắm, do mấy bà ít chia sẻ ấy, cho nên chia sẻ phát cái trúng liền luôn á nha mấy chị. 5 chị chia sẻ lượt nhiều nhất em sẽ tặng cho 5 chị, và em sẽ up vào ngày hôm sau vào ở trên fanpage mấy chị, rồi mấy chị lướt cái mấy chị thấy liền luôn. Hôm nay chị này trúng, chị kia trúng, hôm qua là 5-10 chị trúng rồi, thì hôm nay bắt đầu em lại chơi nữa nha mấy chị nha. Rồi chị nào ơn cư cho em túi Chanel nha mấy chị, full hợp ha. Rồi nha mấy chị nha, túi Chanel full hợp. Sandal dạ ok chị luôn, sandal nha. Sandal quay chiếu ok chị luôn, sandal rồi ok chị luôn. Một cây son dẫn nha đam ok chị luôn. Trúc Phương lên số điện thoại nha, ok chị luôn. Rồi ô quá trời luôn. Mấy chị ơi quá trời, mấy chị đặt cái sandal chiếu với lại cái túi. Sandal chiếu cái túi chị nào đặt nó cũng có hết. Chị nào đặt cũng có. 5 chị chia sẻ ra nhiều nhất đạt được cái mốc số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Nó sẽ xếp thứ tự từ trên xuống dưới. Và em sẽ chụp cái phần màn hình ở cái phần fanpage nó chấm á mấy chị. 5 chị là sẽ có được chấm ngẫu nhiên, mấy chị fanpage nó tự chấm mà nó sẽ hiển thị. Ví dụ như chị đã chia sẻ nhiều tự động nó dội lên phần trên. Còn chị nào chia sẻ ít thì nó sẽ nằm ở phần dưới nha mấy chị nha. Nói chung là vậy mấy chị, mà nghĩ đi ít thì ít, ít con lượt mà cũng được nữa là sao trời cũng biết nữa luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Lên giùm em nha mấy chị nha, còn con này em lên mới chế 99 nha. Rồi bây giờ cái lên em quan trọng này mấy chị. Bây giờ em lên áo ha. Này mấy chị ơi, cái này là cây nhang mũi nè. Cái nhang mũi của Thái này mấy chị, hot rần rần luôn. Thứ nhất á, là cái nhang này nổi tiếng của Thái Lan nữa mấy chị, người Thái người ta chỉ á. Cái này là người Thái Lan người ta chỉ nè. Chị nào lấy em gom cho mấy chị một hộp nhang mũi này, người ta hay gom mấy chị 55 ngàn, em gom mấy chị 29 ngàn một hộp nhang mũi. Chị nào ân á thì nói em một hộp nhang mũi nhang cây đốt con là mũi nó rớt bập đập bập 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 hết mấy chị. Cái này nó là chuyên diệt mũi luôn. Ví dụ như ở trước nhà mấy bà mũi nhiều lắm, thủy ôi xung quanh nhà của chị mũi kinh khủng, bỏ ra 29 ngàn thôi mua hộp gì đốt xung quanh cái chỗ cái nhà mình nó mới chị, mũi là nó bớt đi nó chết lập mấy chị, dùa lại quét luôn á. Nhang mũi 29 ngàn hộp, nhang mũi xanh đi, gửi cho em nhang mũi xanh hoặc là nhang mũi cây đi nha. Một hộp nhang mũi cây, hai hộp nhang mũi cây. Chị nào mà lấy 5 hộp em để luôn 27 ngàn hộp luôn, tại vì mấy chị sao biết sao nó như ta, nó rẻ lắm nhưng mấy chị nha, nó rẻ lắm. Cái nhang mũi này nó nổi tiếng của Thái Lan lắm, cho nên chị nào lấy thì nói em một hộp nhang mũi như thế này em gom cho mấy chị có giá là một hộp nhang mũi như thế này ha. Em gom cho mấy chị là
một cây đi, à, quên nhang mũi cây đi, hai hộp nhang mũi cây, ba hộp nhang mũi cây, Hà nhớ ghi nhang mũi cây vô nha. Cái này nha mấy chị, nhang mũi nó siêu ok luôn á mọi người. Cái này á người dân bản địa á, người ta xài nhiều lắm, người dân bản địa ở bên Thái nè, người xa ta xài nhiều nha mấy chị nha. Cho nên nhang thơm em có mà. Rồi nha mấy chị nha. À, mấy chị ơi nhớ chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. À, Di Hiến sandal không có 35. Mấy chị ơi sandal không có size 35 nha mấy chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. À, giày chứ không phải dép. Giày chị ơi 220.000 mang lên là đẹp ha. Trời ơi tôi nói thiệt với bà luôn á, tôi mang đi đâu chắc người ta cũng hỏi tôi quá trời. Ê sandal mày mua đâu đẹp thị? Ê sandal mày mua đâu đẹp thị? Thiệt luôn á bà ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. À. Rồi nha mấy chị nha. Đây này mấy chị. Nè, một bó này mấy chị quá trời nhang luôn. 29.000 quá trời nhang luôn, đốt lần cây cho em nha, đốt lần cây. Chị nào ơn ghi cho em là bó nhang mũi một à, quên một hộp nhang mũi xanh, hai hộp nhang mũi xanh, 29.000 một hộp luôn. Cái này là đốt lên là mũi rất lập đập luôn nha mấy chị nha. Chị nào mà lấy 5 hộp em để luôn 27.000 hộp luôn nha mấy chị nha. 5 hộp á, thì em để luôn 27.000 một hộp. Chị nào lấy lên giùm em nhang mũi cây hộp xanh nha mấy chị nha, 29.000 hộp, 5 hộp trở lên để luôn 27.000 hộp, lấy bán rỉ luôn nha mấy chị. Sandal chiếu 36 ok chị luôn. Sandal chiếu em đang mang có 220.000 thôi. Bây giờ em lên cho mấy chị cái mã hàng này nè, em vừa mới gom luôn. Xin lỗi cuộc đời nó quá đẹp luôn. Xin lỗi cuộc đời nó quá đẹp luôn mấy chị ơi, cái chất nó đẹp lắm nha mấy chị nha. Áo này là hàng phi size giùm em, hàng phi size nha mấy chị nha, mà cái chất nó đẹp lắm mấy chị. Cái chất nó đẹp lắm, mấy chị coi nè. Thị ơi, thị ơi, thị ơi. 5 hộp nhang mũi ok chị luôn, xanh đan chiếu, rồi ok chị luôn. Mấy chị ơi. Thị ơi, đẹp quá thị ơi. Gấu xanh, áo gấu, à, áo trắng gấu xanh, áo trắng gấu, à, áo trắng gấu, áo đen gấu nha mấy chị nha. Hà nhớ ghi là áo áo trắng gấu xanh, à, một cái, hai cái gì đó. Một áo như thế này nè mấy chị, em có size là từ 63kg cho tới 73kg mặt vừa. Dưới 63kg ưng mặt rộng như em hãy mua nha mấy chị nha, quá đẹp luôn. Dưới 63kg ưng mặt rộng như em hãy mua. Ô là trời ơi, đẹp quá Thủy ơi. Bao nhiêu? 180.000 một cái, chị nào lấy giùm em nha mấy chị nha, 180.000. Chị ơi, mấy chị ơi, nó quá đẹp luôn. Nó quá đẹp luôn nha mấy chị, quá đẹp luôn. Sandal chứ không phải dép chứ ơi. Sandal, sandal nha. Mấy chị ơi, cái áo này gom liền cho tôi đi. Gom liền. Cái áo đẹp quá trời quá đất luôn rồi này mấy chị. Áo gấu trắng xanh, áo lột, áo gấu trắng 180, áo gấu đen 180. Mặt vừa là 63kg cho tới 73kg mặt vừa. Dưới 63kg ưng mặt rộng như áo gió quần như em thì mấy chị hãy mua. Trời ơi là đẹp luôn mấy bà ơi. Áo này đẹp lắm mấy chị ơi, hàng của Neo nè. Mấy chị coi giùm em nè, hàng của Neo nè, mặt sướng lắm nha mấy chị nha. Mặt sướng lắm luôn. Chị nào ưng gấu lên gấu giùm em ha. Gấu trắng nha mấy chị nha. Gấu trắng ạ. Sandal ok mấy chị luôn. Sandal mấy chị nha. Rồi ok mấy chị luôn, mấy chị quấy quá trời sandal luôn. Đẹp lắm. Em cho kiểm tra hàng trước khi nhận nên mấy chị yên tâm, cực kỳ yên tâm ha. Em cho kiểm tra hàng trước khi nhận cho nên mấy chị yên tâm ha. Ừ không biết ở ngoài nó có đẹp như vậy không. Không biết thì nó nói nó nhị lắm mà không biết ở ngoài nó có nhị không nha. Đây này mấy chị, tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi, có nhiều bà họ bắt bẻ lắm. Thứ nhất nè, đôi giày này nơi sản xuất là Mắc In China nhưng phân phối đặc quyền tại Thái Lan. Bởi vì nha mấy chị nha, bởi vì nè, mà em nói thiệt mấy chị, giày của Mắc In China mang rất là bền luôn á nha mấy chị nha. Cái này á là hàng của New Zealand, hàng độc quyền của nó nha mấy chị. Cái thứ hai nè mấy chị, coi cái quai nó nè, nó ngắn cái cúc từ bên này xuyên xuống này, từ bên này xuyên xuống này đó nha mấy chị, từ bên này xuyên xuống này. Ở đây mấy chị, người ta order gì người ta không có giải thích kỹ như em đâu. Người ta chụp cái hình mã giày đó, mình ưng là mình quốc thôi, không có cần rõ xuất xứ hay là ở đâu hết trơn á. Ưng là quốc, người ta không ai nói kỹ đâu mấy chị. Cho nên nhiều chị nhận hàng gì mấy chị vẫn thấy. Mà ở bên này mấy chị nha, đây nó có nhiều hàng á mấy chị, mà hàng của kiểu như là hàng của đặt nhà máy bên Thái, ở bên Trung Quốc, bắt đầu người ta bán ở đây mà độc quyền ở đây thôi nha. Vậy mà họ hàng nội địa sao mấy chị không biết nữa, mà họ bên này nó bán đầy luôn, mà đôi nào cầm lên bà cũng ghiền hết trơn á. Giá cao lắm chứ không có giá rẻ đâu nha mấy bà. Rồi mấy chị nha, chuẩn sai nha. Rồi nha mấy chị nha, em kêu nhân viên điện cho chị nha. À, Hà chụp cái bill gửi qua, gửi cái tin nhắn qua đây qua cho chị Nguyễn Thanh Vân đi. Kêu đứa nào gọi điện cho chị kia. Áo thun tay liền không, không có tay liền là sao?
Tay tiền không em là sao? Sandal có một màu, em ơi một màu. Sandal 220.000 nha mấy chị nha. Áo thun lon đẹp lắm chị và em, ok cảm ơn. Rồi mấy chị nha, chuyển khoản bên em. Rồi ngày 21 tháng 6 hả? Ha ha, mày kêu đứa nào kiểm tra đơn của chị đi. Từ từ hả? Rồi nè mấy chị. Ủa, xong luôn, có hàng luôn hả? Rồi, vô vô. Rồi mấy chị, em gấu trắng 88, gấu trắng đen 88. Trời ơi mấy chị ơi. Nha mấy chị nha, sandal 38. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, sandal nha. Một màu à, bà gái ơi. Ngọc chấm ơi, một màu mà nó đẹp lắm. À quên, áo của em nha. Áo ui của em hả? Ui không? Lười quá, à khui đây luôn. Tại vì mấy chị xanh đang chiếu size 39 vậy ok chị luôn. Không có size 35 nha chị Hồng Trang ơi. Rồi, áo gấu các bạn ơi. Nhìn sao cái con gấu này đẹp muốn chết luôn. Áo con gấu từ 4, từ mặt vừa là từ 63kg cho tới 73kg mặt vừa. Dưới 63kg chị nào ôm mặt rộng như em thì mấy chị ơi mua. Áo gấu trắng và áo gấu đen. Nha mấy chị nha, 180.000. Nha mấy chị, 180.000 thôi. Áo gấu hàng của Neo này mấy chị ơi, đẹp quá trời luôn á. Nha mấy chị nha, đẹp quá trời đẹp luôn. Chị nào ân lên giùm em nha mấy chị nha. Nè, mấy chị coi nè. Trời ơi đẹp lắm mọi người ơi. Sandal cái size 40 baby ơi, có em, có 180 mà mấy bà ơi. Thiệt luôn, tôi thề luôn, cầm cái áo lên tức giả mang luôn. Coi con gấu xanh này trời. Áo gấu trắng mặc vừa 63kg tới 73kg, dưới 63kg ông mặc rộng như em thì mấy chị mua nha. Có 180.000 à, cái này gấu trắng. Cái hàng của Neo này mấy chị ơi, nó đẹp nè. Mặc 180.000 à. Gấu đen, chết đi đẹp muốn chết luôn. Nha mấy chị nha, gấu đen đẹp muốn chết luôn. Nha mấy chị, 180.000 luôn. Chị nào ơn gấu đen lên giùm em gấu đen. Trời không mua cho vợ đi trà sữa hả? Rồi nha mấy chị nha, gấu đen. Ô là trời, Thủy ơi, đẹp quá trời luôn. Cầm cái máy kéo không? Lọc cái túi thôi cái này. Rồi này mấy chị ơi, lên giùm cho em gấu đen túi nha mấy chị nha. Cái túi ở đây nè, tôi hay ở đây. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em gấu đen. Chị nào ôm gấu đen lên cho em gấu đen. Chết đi đẹp muốn chết luôn á. À, bữa chị nhận kem nano xài đà lắm em. I love you chị Nhi Trương, cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị nhiều. Đây mấy chị nha, đây. Được chưa? Rồi. Rồi này mấy chị ơi lên giùm chị em nó, gấu đen, chất đi đẹp quá trời luôn, có 180.000 mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, nè sandal em vô lại cận cảnh cho mấy chị coi nè. Nè cái này là sandal nè. Đó, mấy chị coi mấy em, đế cao 4 phân. Đế cao 4 phân lần. Nha mấy chị nha, coi mặt sau đế chống chống trơn chống trượt nè. Và cái này nè mấy chị, cái quai nó là quai cúc như vậy nè mấy chị, chống đứt chống hư luôn. Thứ hai nè mấy chị, nơi sản xuất của nó là Made in China, nhưng phân phối độc quyền tại Thái Lan. Nha mấy chị nha. Em nói luôn để cho mấy bà, có nhiều bà khó tính khó chịu lắm. Bắt bẻ tôi từng cái một luôn á trời, cho nên rất là khó chịu luôn. Cho nên là mấy chị nào mua hàng thì mấy chị lưu ý giùm em ha. Nơi sản xuất của nó là tại nhà máy tại tại Trung Quốc, nhưng mà nơi phân phối hàng của nó là tại Thái Lan. Cho nên mấy chị sẽ thấy những người đi Thái order sách tay gì là có những cái mã hàng này, mà bên Trung thì lại không có nha mấy chị nha. Cho nên chị nó ân lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, nói chị chuyển lồn, chị tính là 1-2 đôi dép 1. À chị cứ nhắn vào tin nhắn giùm em nha chị, tao nhắn vào tin nhắn giùm em ha. 220.000 từ 36 cho tới 40. Chị nào lấy ghi cho em, chị nào lấy ghi cho em là xanh đan chiếu từ 36 cho tới 40, 220.000. Rồi áo gấu nha mấy chị nha, gấu trắng ưng gấu trắng lấy gấu trắng, ưng gấu đen lấy gấu đen giùm cho em, quá đẹp luôn. Ưng gấu trắng lấy gấu trắng, ưng gấu đen lấy gấu đen giùm em. 180.000 một cái áo thôi nha mấy chị nha. Xanh đan nó không được chị ơi, cái này cho nữ chị chứ không cho nam. Cái này cho nữ nha chị nha, cho nữ ha, không có cho nam nha chứ ơi. Rồi này mấy chị ơi lên giùm em. Ồ đẹp lắm mọi người ơi. Áo gấu trắng lấy, áo gấu đen lấy, 180.000 từ 63kg tới 73kg mặc vừa. Dưới 63kg ân mặc rộng như áo gấu quần như em thì mới chế mặc ha. Ân 63 dưới 63kg mặc cái kiểu như là rộng rãi thoải mái như em thì mới chế mua luôn. Tại vì thoải mái lắm. Đây mấy chị coi em nè, mang lên đẹp lắm nha mấy chị ơi, mang lên rất là đẹp luôn. Chị nào lấy lên giùm em ha. Áo đẹp mà áo gấu cũng đẹp mà áo gấu cũng đẹp mà cái quần em mặc nè, nó có size 29-30-31-32. Quần em mặc size 29-30-31-32. Bữa nay sale luôn 175 ngàn. Chị nào ưng thì lấy nha. Quần em mặc là size 29-30-31-32.
nha mấy chị nha, 29 30 31 32 175 ngàn. Rồi mấy chị nha, 35 mang 36 được không? Em sợ hơi rộng mấy chị, hơi rộng nha. Như em nè, hơi rộng xíu, hơi rộng xíu, nó nhích size nó hơi rộng hơn xíu nha chị, tại cái áo này là full đúng size. Rồi mấy chị nha, không có size 41 em ơi. Rồi nha mấy chị, xanh nanh chéo ok mấy chị luôn. Rồi nha mấy chị nha, chống nắng Aquarix không? Aquarix hả? Hình như là cái này mấy chị chụp hình gửi qua tin nhắn giùm em ha, chụp hình cái mã. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ơn lên giùm em ha. Rồi, áo gấu nha mấy chị nha, đẹp muốn chết luôn á, có 180 ngàn. Quần 70 kg không vừa đâu. Rồi nha mấy chị nha, có luôn nha Út Mạng Nguyễn ơi, áo hoa là có hết. À quần nam giống chồng em mặc hả? Quần nam giống chồng em mặc 280 mấy chị. Rồi cho mấy chị nha, nãy thấy em nhắn tin chưa? À thấy em lấy áo, em lấy áo gấu trắng gấu đen đúng không? Gấu trắng gấu đen đúng không? Xanh đan chứ không phải dép mấy chứ rồi. Cái này xanh đan mà, xanh đan chứ không phải dép nha. Xanh đan này mọi người ơi, nè xanh đan nè, mấy chị thấy chưa, xanh đan nè, mấy chị thấy chưa, nè có cái quai nó nè, mấy chị coi cái quai nè, thấy chưa, đó đẹp lắm, xanh đan chứ không phải dép nha mấy chị nhé, nhìn giống dép hả, xanh đan mấy chị ơi, 220 ngàn từ 36 cho tới 40, xanh đan nha mấy chị nha, xanh đan chiếu, em gấu trắng đen ok luôn, 220 ngàn, em ơi đẹp lắm, em nói thiệt mấy chị, cái đôi xanh đan này nè, mấy chị ơi, mình ăn cái nó cũng hết, nhưng mà mình mua cái đôi xanh đan này mình còn hoài luôn mấy chị, mình còn hoài luôn á, còn mãi luôn á mấy chị, mạng sướng lắm, nha mấy chị nha, em chốt cái chị Mai Trâm rồi, em thấy chị nãy lên đầu tiên luôn á, chị đặt hai cái áo này đầu tiên luôn á, chốt chị nãy giờ rồi, chị yên tâm nha. À, áo gấu này mấy chị cứ lên đơn là có, lên đơn là có, đẹp lắm mấy chị, đẹp lắm, cái chất vải nó không đẹp, hàng của neo nè, hàng của neo này mấy chị, hàng của neo cho nên nó đẹp nha mấy chị nha, 180 ngàn cái à. Ân áo gấu đen thì lên gấu đen, mà ân gấu trắng lên cho em gấu trắng nha mấy chị nha, ân áo gấu đen lên cho em gấu đen, ân áo gấu trắng lên cho em gấu trắng mấy chị ơi. Cái combo ly giữ nhiệt có mấy chị, đây nè, cái ly của nó tặng thêm kèm cái túi ống hút là như vậy nha mấy chị nha. Cái này nè mấy chị, đây, rồi mấy chị để vô trong cái ly giữ nhiệt đó mấy chị. À cái này nó tặng kèm, cho nên mấy chị, có chị nào mà không lấy túi thì cũng 195 ngàn, mà mấy chị nào có túi thì cũng 195 ngàn. Nha mấy chị nha, đây, đấy, đây, ha, 195 ngàn, này mấy chị coi giùm em này. Combo túi ly giữ nhiệt nữ hoàng á là 195 ngàn một ly. Nó kèm có một cái ống hút nè, một cái ly giữ nhiệt nè, và một cái túi nha mấy chị nha. Combo ly nó là như thế này. Nha mấy chị, combo ly nó là như thế này, 195 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào ôn thì gửi cho em là combo ly nữ hoàng 195 ngàn. Áo gấu đen ok mấy chị luôn. Ngon quá. Giữ nhiệt không dưới 12 tiếng nha mấy chị nha. Giữ nhiệt không dưới 12 tiếng. Rồi nha mấy chị nha. À không, không em. Nè chị mới mua hai cái túi riêng nè. Em biết nhiêu tiền không? Chị mua hai cái túi riêng nè. Hai cái túi riêng đâu mất rồi. Ờ chị mua hai cái túi riêng mà cái loại này nó không có bán túi riêng em, nó bán theo cái combo á. Còn chị mua cái túi riêng nè em, chị mua cái túi riêng nè, 85 ngàn cái túi riêng nè em. Ờ nhưng mà hở cái túi riêng nè, nhưng mà cái túi loại này nó là dòng siêu dày, dòng này là dòng siêu dày, cái dòng này á nè em. Còn cái loại này á là 85 ngàn á, chị mua gì à, chị mua gì à, để chị đựng á là 85 ngàn nè. Cái loại này á là dòng siêu dày, 85 ngàn cái túi không luôn mấy em. Này nó có cái nút cúc nó gài lại luôn, 85 ngàn. Này nó còn giữ nhiệt nữa. Cái này là 85 ngàn á, em có ơn thì chị lấy cho, chứ giờ không có em. Nè, cái này là cái túi ly giữ nhiệt riêng của nó, chị mua riêng 85 ngàn á. 85 ngàn tôi không lấy 1 ngàn tiền lời luôn á. Là cái túi riêng này em, mà công nhận nha, nó chất lượng gấp 10 lần cái túi kia luôn. Cái kia là nó tặng mình, còn cái này á là cái hàng mình mua riêng, nó chất lượng gấp mấy chục lần so với lại cái túi kia luôn. Chị nào lấy thì ghi cho em là túi giữ nhiệt đen, rồi biết ngỏ em lấy cho, tôi không lấy một xu tiền lời luôn nha mấy chị, không lấy một xu tiền lời luôn trong này luôn á nha mấy chị nha. Tại vì em mua gì em cần á mấy chị, cho nên em mới mua hai túi này, mới mua xong cho mấy hai túi, em mua hai túi là 190 ngàn, 190 ngàn hai túi á nè mấy chị. Túi giữ nhiệt đen rồi ok chị Hà, nhớ ghi riêng á là nhớ nói nha Hà, để chị lấy riêng ra, chứ cái này là phải nhớ chốt đơn cho khách đó nha. Cho 80 mấy ngàn, tại vì tôi xài không có hết đâu á. Rồi nha mấy chị nha, ghi cho em túi giữ nhiệt đen 85 ngàn, túi giữ nhiệt đen 85 ngàn, đơn vừa rồi. Cao bóp kẹt ken tí kéo không được em, ô dễ hả? Chị gửi lại đây em đổi cho chị nha,
chị bảo bảo ơi, đôi khi nó có bị lỗi á, thì chị gửi lại giúp em đổi lại cho chị nhé. Nó có bị lỗi á, chị gửi lại giúp em nhé. Túi sách đen đúng không? Túi sách đen mà có cái nào bị lỗi mấy chị cứ nói em ha. Đa phần thì bán một lần gần cả 10.000 cái thì lâu lâu nó cũng kỳ bị 1-2 cái vậy chị. Nó cũng bị 1-2 cái vậy thôi, kệ mấy chị thông cảm giùm em ha. Số lượng nhiều quá thì mình không có kiểm soát hết được á. Cho nên là nó thì nó bị kẹt dây kéo rồi, gửi chị đổi màu khác. Đổi lại được nha mấy chị nha. Một túi giữ nhiệt nữ hoàng. Ghi là một túi giữ nhiệt đen 85.000 riêng, combo ly nữ hoàng là 195.000 nha Hà. Rồi mấy chị ghi rõ ra đã chia sẻ túi giữ nhiệt đen 2 cái. Dạ cảm ơn chị Trần nghe này, 85.000 cái nha. Bánh mì em mang cái size 38 có chị. Ôi nó đẹp dữ lắm. Sandan size 36 ok mấy chị nè, Sandan 36. Ô chu che mấy chị lấy quá trời sandan luôn. Này mấy chị, sandan này nè, nó đi nó lại rất là nhiều lần ha. Thứ nhất, nơi sản xuất của nó là Made in China, nhưng phân phối bán hàng tại Thái Lan. Cho nên mấy chị sẽ thấy những người đi order hàng Thái như em, từ ở Việt Nam mình qua Thái order sẽ gặp ngay những cái mã hàng người ta sẽ săn sale cho mấy chị như thế này. Em gom mới chế chỉ có 220.000 một đôi thôi. Dòng giày siêu nhẹ nha mấy chị. Cái thứ nhất, cái thứ hai, đế của nó, cái quai của nó mấy chị không sợ là thị ơi sợ bị đứt bị đồ họ keo họ kiết đồ là thôi. Trời, không cần phải lo. Quan cái quai này nó xuyên xuống cái này, cây quai này nó xuyên xuống cái đế luôn, và đế của nó là đế trong trơn trong trượt. Cái thứ ba, đế của nó cao 4 phân, người ta nói 5 phân nhưng mà em nói là 4 phân là hợp lý nhất. Mấy chế coi này, đây nè, em đứng bình thường ha, mang cái đôi giày lên cao lên liền. Mấy chế thấy chưa, đang đứng bình thường này ha nha, đang đứng bình thường này, một chân trụ này, em mang lên coi cao lên liền. Khúc An Giang được mấy chị khúc chiều cao luôn. Tao nói hả, 1m6 cao lên được 1m64, 1m64 cao được 1m68 nha mấy chị nha. Ai mà không thích cao mấy chị, cao lên mình mang cái gì cũng đẹp, mình mặc cái gì nó cũng đẹp hết trơn, mà nó nhẹ mà nó êm mà nó bền mà nó đã cái nư lắm. Cầm cái đôi giày lên là mới chế ghiền liền. 200 như quên mẹ nè, 220.000 từ 36 cho tới 40 nha mấy chị nha. Ủa là sao, là sao bảo bảo là sao là sao thì chị cứ nói giải thích với lại bên em. Rồi nha mấy chị nha, túi giữ nhiệt đen ok mấy chị luôn, mấy cái túi giữ nhiệt đen rồi hà. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Mua ly không lấy túi được không, cũng 195.000 chị nè. Combo ly nè 195.000 nè chị, ly không là 195.000 nè. Cái túi kia nó tặng kèm chị ơi nè, còn chị mua chị lấy cái ly không với cái ống hút không á là 195.000. Rồi có thêm cái túi này nè, cái túi này là nó tặng kèm. Cái túi này là túi thun, còn cái kia là túi vải mà ở trong nó có thêm một cái lớp chống nhiệt nữa. Thì cái túi đó là 185, còn cái này nó tặng kèm chị, cái này nó tặng kèm. Còn mà chị không thích lấy túi á thì cái ly không á là 195 luôn, còn cái này nó tặng kèm với chị. Mình lấy không lấy gì nó cũng bán với nó chị à, nó không có bớt em ngàn nào luôn á. Rồi mấy chị, hai đôi màu da và đỏ hay xanh là sao chị ơi, chị có màu hồng được không? Ngôi sao mơ mắng ơi, cái này nó còn đôi màu hồng nữa, màu nâu với đôi màu hồng nữa. Được thì em lấy chuyện đôi màu hồng nữa thôi, chứ không có màu đỏ hay màu xanh gì đâu nha chị. Em sao mà biết có màu xanh nè. Nè mấy chị nha, túi hư dây kéo chị trả về rồi ok chị. Rồi nè mấy chị nha, 4 túi riêng rồi. Rồi nè, giày này nè mấy chị, màu nâu là màu chủ đạo và màu đẹp nhất luôn. Chị ngôi sao Hà ghi là sandan một nâu và một hồng, loại 220.000 nha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em sandan 40, em mua giùm chị 5 áo ngực size 44 đi Thủy. Size 44 hả? Để bà về, để tôi về đi. Bữa nay bà có vô tôi không? Bà vô em không? Em sợ mấy cái áo ngực kia hàng VIP luôn á, hàng đó tới mấy trăm ngàn cái lận. Em có 4 cái, 5 cái gì á, để em soạn ra cho. Bà bữa nay bà có vô em được không? Em soạn ra em bán với bà, em bán bà họ mấy chục luôn cũng được nữa, 100.000 cũng được, mấy chục 100.000 gì á. Tại vì không biết, nói chung mấy chục thì cũng là tầm chín mấy 100.000 gì á. Bà bữa nay bà qua tôi đi, bữa nay bà vô em đi, em soạn cho, em soạn em để riêng cho. Rồi chị vô chị coi thử ok cái chị lấy. Bữa nay bà rảnh không? Bà vô em đi nha. Bữa nay bà rảnh không? Bà vô em đi. Em đang mang sao mấy trời ơi, nghĩ sao giày dép bây giờ cũng hỏi theo số ký nữa. Chị ơi nó không có liên quan, em chân 39 lần không có liên quan chị ơi. Rồi mấy chị nha, chốt chị một đôi giày 39k 4 phân màu da, màu nâu chị, màu nâu chị ơi, không có màu da nha. Bữa nay bà vô em nha, em gì em soạn sẵn cho. Em gì em soạn ra hết xong rồi chị vô chị nói là chị là Linh Ngô thì nó nói soạn riêng mấy cái áo ngực cho chị đâu, lấy cho chị coi thử. Đó chị nói vậy là nó biết, nãy là nó soạn riêng, nó để riêng ra cho chị ha.
Lên mẫu mới mọi người ơi, lên mẫu mới nha. Ủa chồng em đi đâu rồi trời? Lên mẫu mới mấy chế ơi, lên mẫu mới. Bây giờ em lên cho mấy chế mẫu mới nè. Em lên cho mấy chế mẫu mới nè. Đẹp xuất sắc luôn. Nè, hàng mới về thêm một bả mà mấy chị, một mẫu nha. Một mẫu này mấy chị mấy trăm cái luôn á, gần ngàn cái. Một mẫu này mấy chị, một mẫu mà gần 1000 cái áo luôn á. Rồi bây giờ em lên cho mấy chị mã mới luôn. Ghi cho em là chào mấy chị nha. Dạ chị màu nâu nha. Một túi giữ nhiệt đen ok chị luôn. À, collagen vàng sử dụng làm sao thì chị quên rồi. Mặt nạ vàng á hả chị? Mặt nạ vàng đúng không? Mặt nạ vàng đúng không chị? Mặt nạ vàng đúng không? Vương Phượng ơi, mặt nạ vàng đúng không? Chứ collagen vàng là cái gì ta? Size 37 ok chị Lê Lộc. Ô là trời, test cái nắp chưa? Mã 15 cho em. Mã 20 đi. Mã 20. Gửi cho em áo đỏ mã 20. Mã 20 màu đỏ tô mì. Hàng mày gửi vậy nè. À, mã 20 tô mì màu đỏ nha. Từ 40kg tới 90kg đủ size mới toàn luôn. Em mới lấy gì nè. Mẹ chồng em mới đi lấy gì cho mấy chị nè. Mấy chị nha, được 1000 cái. Đây nè mấy chị, mẫu màu đỏ tô mì mới toan luôn, vừa mới ra hàng. Giá của nó 180g, mấy chế giá sale 119.000 một áo. Bao rẻ nhất thị trường tại Thái Lan luôn nha mấy chị nha. Từ Việt Nam, mấy chị có nhiều người đi Thái, mấy chị cũng đi xách tay hàng gì mà nhờ em mua giùm cái áo này mấy chị, nhờ em mua giùm. Tại vì em là khách hàng lớn á, cho nên là người ta giảm cho em được cái phần chiết khấu á mấy chị. Cho nên á, là những người đó người ta mua ít, người ta không có được cái phần chiết khấu. Cho nên nó là mấy người quen quen của em này, ở chung dãy trọ, ở chung cái khách sạn này này, quen quen mà đi hàng mấy năm với em á. Nhờ toàn nhờ em, thử ơi lấy giùm em đi, lấy giùm em mã này luôn. Là nó lấy chung giùm em á, là bắt đầu á là nó được giảm cái chiết khấu, nó được rẻ hơn. Cho nên em mới bán với chị 119.000, còn tụi nó bán ra là 180 cho tới 220.000 một áo. Quất cho em mã màu đỏ, mã 20 màu đỏ tô mì. Từ 40kg tới 90kg đủ size. Giá của nó là 180.000, em gom sale mới chế 119.000. Chị nào lấy lên giùm em với chị, em 55kg cao 1m6 chị ơi. 105kg lấy mấy cái hả? Không biết nữa chị, collagen vàng. Collagen đỏ đó chị Vương Phượng. Uống cho em một lần 2 viên buổi tối sau bữa ăn cơm tối nha chị Vương Phượng ơi. Ăn cơm tối 1 tiếng đồng hồ sau uống cho em 2 viên nhá. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Rồi mấy mua 3 chai dùng sạch gửi cho chị chưa? Gửi chưa chị? À, có ai chốt đơn em chưa? Sao không thấy bán quần jean nữ thủy? Có chứ mà lười like mấy bà ơi. Lười like mã đỏ 20. Quất liền cho em mã này. Mã đỏ 20 từ 40kg tới 90kg đẹp xỉu luôn. 220.000. Chị trời. Quên, 119.000 thôi. Bán rẻ ồm luôn nha mấy chị nhé. Chị nó ơn mã con tô mì đỏ xuất liền cho em mới toàn luôn. Nha mấy chị nha, một mẫu mà em lấy gần 1000 áo. Mấy chị nghĩ là em lấy ít mà. Số lượng em lấy khủng lắm mấy chị. Mã màu đỏ mã 20 119.000, 77 cưới ok chị. Ok chị Nguyễn Vi, ok chị Nguyễn Ái Lan nè. À, ngày 28 giờ em trả đơn. Đúng ngày 28 giờ em trả đơn nha mấy chị nha. 27 chứ. Thật ra là ngày 27 em về rồi. Đúng ngày 27 mới bắt đầu là mới soạn hàng ra mới trả đơn nha mấy chị nha. Đúng ngày 27 có nghĩa là áo là mấy chị phải chờ em. Nè, bữa nay là ngày 22 rồi hả? Ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27. Đúng ngày 27 là bắt đầu em trả đơn cho mấy chị hết tất cả các dòng áo nha. Đúng ngày 27 giùm em nha mấy chị nha. Đúng ngày 27 giùm em nha mấy chị. Đúng ngày 27 em mới trả đơn nha mấy chị nha. Em mới bắt đầu chốt đơn mấy chị, tại giờ hàng em phải gom á mấy chị. Em phải gom từ từ gì á nha mấy chị nha. Cho nên là mấy chị nào chưa có thì mấy chị thông cảm giùm em á. Chị Trương Soka đợi xíu. Rồi cho mấy chị nha, chưa chị chưa là em cứ gộp đơn được nha. Ái Thu Nguyễn lên số điện thoại giùm em. Trời ơi quá trời luôn. Ok chị Hà Vi Nguyễn nè. Rồi ok chị Thúy Loan nè. Ok chị Thu Kim nè. Ok chị Hằng Nguyễn nè. Ok chị Trang Phạm nè. À, Nam nổi được chị. Ok chị Nhớ Nhỏ nè. Ok chị Vân Lê Tương nè. À, Hà mày phải ghi vô mã 20 chưa? À, ốm trắng da collagen đó phải không em, uống trắng da phải không chị? Đúng đó chị, gói collagen hồng đó, uống trắng da đó chị. Rồi nha mấy chị nha, chốt đơn được không? Được nha. Suni Phượng ơi, tô mì đen 75 ok chị, đợi em xíu. Mấy chị ghi cho em mã 20, nhớ ghi mã 20 vô nha hà. Mã 20 màu đỏ từ 40kg tới 90kg. Mã 20 màu đỏ từ 40kg tới 90kg 119.000 luôn. Bán rẻ lấy tương tác cho mấy chị nha. Rồi, nam được, nữ được, già được, trẻ được, trai gái được hết, đàn ông, đàn bà, phụ em, phụ nữ đều mang được hết. Nha mấy chị nha. Ghi cho em mã 20, màu trắng, màu đỏ.
Rồi mã 20 màu trắng, má ơi nó đẹp xỉu luôn. Mã 20 màu trắng giùm cho em, cũng có size từ 40kg tới 90kg đủ size. Nha mấy chị đặt hàng lên số ký em lấy size nha. Này mấy chị coi em này, hàng nó có size cho nên mấy chị yên tâm nha. Hàng có size nha mọi người ơi, hàng có size nha mấy chị nha, hàng có size. Rồi màu đỏ từ 40kg tới 90kg đủ size. Rồi màu trắng, mã 20 màu trắng từ 40kg tới 90kg giùm em đủ size nha mấy chị nha. Mã 20 mấy chị gửi cho em. Đôi xanh nam đâu chị? Nguyễn Bích hả? Ngày 27 em trả hàng nha mấy chị, ship toàn quốc 29.000 cho kiểm tra hàng trước khi nhận. Nha mấy chị nha, em bán em ở Việt Nam mà, em chỉ qua em lấy hàng về em bán mấy chị thôi mà, chứ sao không ship Việt Nam. Em là người Việt mà mấy chị, chứ phải là em ở bên này luôn đâu. Em qua bên này em săn hàng rồi em về Việt Nam em trả đơn vậy đó. Em like tại Thái là để mấy chị ân cái gì mấy chị lấy luôn, rồi họ thiếu đủ gì em gom luôn, rồi em đem hàng về Việt Nam em trả đơn mấy chị thôi. Nhưng mấy chị nhé, nay á là em lên lịch là ngày 1, ngày 10, ngày 20 là em bay Thái. Có nghĩa một tháng em đi bay Thái 3 lần. Ngày 1, ngày 10, ngày 20 là em sẽ bay Thái. Cái em qua bên Thái cỡ tầm 7 ngày, em về em ở Việt Nam 3 ngày rồi bắt đầu em lại đi tiếp. Nhưng mấy chị nha, cái lịch bay của em là bắt đầu là thời gian tới là nó sẽ như vậy nha mấy chị. Rồi ha, nói chung là bây giờ ở Thái nó còn nhiều hơn ở Việt Nam luôn rồi. Rồi nha mấy chị nó ân lên giùm em ha. Tô mì màu trắng, nha mấy chị, mã 20 tô mì màu trắng 40kg cho tới 90kg đủ size. Nha mấy chị, tô mì màu trắng mã 20. Mấy chị ơi lên màu giùm em nha. Ngăn kim lên màu giùm em. Màu đen ok chị Yến Nguyễn, màu trắng ok chị Thu Nguyễn luôn. 119.000. Ok chị Tập Há Lộc Phát luôn, ok chị Thúy Loan luôn. Thúy Loan lên em số ký luôn nha. Ok chị Nguyễn Ái Lan luôn. Ok chị Nguyễn Hồng luôn. Ok chị On On Hồng luôn. Màu đỏ 20 ok chị luôn. Vaseline lớp kem chuối thôi có chứ. Kem chuối thì 37.000 là chị. Tối nay em like tại siêu thị mỹ phẩm lớn ở bên này luôn. Tối nay 7 giờ mới chế nhớ canh like em. Siêu thị mỹ phẩm em like tức tần tật hết những các mỹ phẩm nha mấy chị luôn. Mấy chị nhớ canh like giúp em ha. Rồi ok Linh Nguyễn luôn. Rồi nha mấy chị nha, nhiều quá. Ô em nhiều quá mấy chị. Ok Linh Nguyễn luôn. Rồi đẹp quá trời luôn. 40kg tới 90kg giùm em đủ size. Em gom mới chế chị có giá 119.000. Nhớ chị nha, bán rẻ ôi là rẻ luôn, em rẻ hơn shop khác là từ 50 cho tới 70-80 ngàn một áo luôn mấy chị. Chị nó ân lên giùm em ha, chị nó ân lên giùm em nha mấy chị. Quần em mặc là 175 ngàn, có size là 29, 30, 31, 32. Quần em mặc 195 ngàn nha mấy chị nha. Không, bữa nay sale luôn 175 ngàn luôn, từ size 29, 30, 31, 32 luôn, 175 ngàn nha mấy chị. Nam nữ được hết chị ơi. Ok chị Thanh Thúy Nguyễn luôn, ok chị Nguyễn Mai luôn, ok Nguyễn Bích luôn. Rồi mấy chị nha, ba cái không chị, 119 ngàn. Em rẻ hơn shop khác gần 70-80 lần chị. Em bán chị mà 180 ngàn một cái, bằng giá như người ta xách tay từ Thái về thôi. Em một cái còn phi ship nữa. Đằng này em bán mấy chị 119 ngàn, ship có 29 ngàn thôi mấy chị. Nó rẻ gấp mấy lần so với người ta. Em nói ví dụ đi một cái nha. Mà bây giờ em nói mấy chị nghe nè, mấy bà đừng có ham phi ship. Em nói mấy chị nghe nè, chị nào đặt hàng cũng đều có hết, em lấy đơn nha mấy chị. Em nói ví dụ nha, người ta bán 180, người ta bán 180, mấy chị mua 2 cái 3 cái người ta mới free ship đúng chưa? Còn em nè mấy chị, mặc dù em thu ship 29 ngàn nhưng mà em bán mấy chị cái giá bao nhiêu tiền? Có 119 ngàn à? Một cái người ta cũng không có cửa so với em nữa, chứ đừng có nói chi mà mấy chị là đừng có nói chi mà mấy chị đòi free ship hay là không free ship. Nhưng mấy chị nha, tính ra nó rẻ biết bao nhiêu rồi mấy chị. Hàng chuẩn xách tay từ Thái Lan về Việt Nam cho mấy chị hết, nhưng mà ráng đợi giùm em 2-3 ngày nha. Ngày 27 bắt đầu em mới trả đơn nha mấy chị, ngày 27 bắt đầu em trả đơn nha. Ngày 27 bắt đầu em trả đơn. Rồi lên cho em mã 20 màu trắng, màu đỏ và cuối cùng là màu đen. Mã 20 màu đen đẹp xỉu luôn, từ 40kg tới 90kg đủ size. Chị nó ơn mã 20 lên cho em mã 20 màu trắng màu đen. Em bán rẻ lắm mọi người ơi. Cũng như cái đôi xanh nam này em xách tay về nè, người ta xách tay mấy chị 320 ngàn, 380 ngàn, hoặc 350, hoặc là rẻ bèo cũng 280 ngàn. Em gom mấy chị bao nhiêu? 120 ngàn à. Mấy chị thấy chưa? Cái đôi sandal em gom mấy chị có 220 ngàn chứ mấy. Mà cầm cái đôi sandal lên là ưng cái bụng liền luôn. Nha mấy chị. Và cho kiểm tra hàng trước khi nhận nữa. Nha mấy chị nha. Toàn bộ hàng nhà em đều cho kiểm tra hàng trước khi nhận. Cho nên mấy chị không cần phải lo. Ừ Thủy ơi, nó có đúng hàng không? Thủy ơi, nó có đẹp không? Thủy ơi, nó có ok không? Nha mấy chị, em cho kiểm tra hàng cho nên mấy chị không cần phải lo nha. Rồi, mã 20 màu trắng 40kg tới 90kg, mã 20 màu đỏ 40kg tới 90kg, mã 20 màu đen 40kg tới 90kg giùm chị em. Chết đi, nó đẹp. Nè mấy chị ơi, coi giùm em nè, cái chất vải nó nè, mình lắm nha mấy chị nha. Mã 20 màu đen 40kg tới 90kg luôn.
Rồi mấy chị đặt hàng chưa thấy điện chốt đơn? Chưa đâu chị Phương Anh ơi, chưa chốt được đâu chị ơi, đơn hàng nhiều lắm chưa chốt đâu. Mấy ngày trước nó còn chưa chốt kịp nè, mới đặt hôm qua mà chưa đâu chị. Với lại cách chốt đơn bên em nha, riêng áo đúng ngày 27 em mới chốt. Riêng áo là đúng ngày 27 bắt đầu em chốt đơn. Riêng áo là đúng ngày 27 bắt đầu em chốt đơn nha mấy chị nha. Còn lại mỹ phẩm hay là tất cả những món khác là bắt đầu được mấy chị. Ví dụ đơn chị A đủ, em cho chị A đi trước, nó chốt đơn cho chị A đi trước. Đơn chị B, chị C chưa đủ, chị B, chị C chờ giùm em hàng nó gì là cái là đủ cái hàng nào nó chốt đi cho mấy chị hàng đó. Mấy chế yên tâm đi, chưa đủ đơn mấy chế mua cứ gộp vô đi. Tới cái lúc mà họ mấy chế muốn gộp vô là hàng nó đã đi rồi là không gộp được á. Nha mấy chị nha, cho nên thông cảm giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi giùm em nha mấy chị nha. Rồi nhưng mà chị nha, không có nha chị Thúy Hằng ơi. Ok chị Oanh Hồng này, ok chị Phương Lê này, ok chị lại thì bùi lên cho em số điện thoại. Thêm một áo màu trắng nam số 5, ok chị này, nam nữ đều mặc được nha. Ok chị Tâm Hoàng luôn, ok chị Thu Nguyễn luôn, ok chị Như Quỳnh luôn. À có dép phong thủy, cái này dày, còn cái dép đợi em xíu. Rồi ok chị Như Quỳnh luôn, ok chị Ngân Kim luôn. Rồi mấy chị nha, ok chị, nhiều quá. Chị nào đặt cũng có nè. Cái nào mới này, cái này nha mấy chị nha, là em mới gom 1000 áo một mã, 1000 áo nè, mã tô mì đây nè. Mấy chị yên tâm đi, mà mấy bà cứ yên tâm đi, bà nào lên cũng có hàng hết, bà nào lên cũng có hàng. Hôm qua là em gom mã này là cũng được 700 mấy cái, bây giờ em gom thêm 1000 cái mã này nữa, cho nên mấy chị yên tâm nha. Đặt là có ha, đặt là có nha mấy chị nha, hàng em gom mấy chị toàn số lượng khủng không à nha mấy chị, cho nên mấy chị yên tâm ha. Rồi mã 20 màu đen màu trắng lên giùm em nha mấy chị nha. Đặt hàng lên giùm em số ký. Chị nào mà thích mặt rộng tự động đu số ký giùm em. Ví dụ tại vì 60 ký, 61 ký là múc size, cho nên mấy chị nào ưng thì lấy số 3 ký. Ví dụ 60 ký thích mặt rộng, 61 ký thích mặt rộng, comment em số 3 ký. Chị nào mà 73, 70 ký, 72, 73 ký thích mặt rộng cứ comment 75 ký. 50, 51 ký thích mặt rộng comment 53 ký hoặc 55 ký nha mấy chị nha. Do mấy cái size đó là nó cuối size á, cho nên là mấy chị nào thích mặt rộng á thì đôn số ký lên để em lấy size to hơn nha. Nói chung là mấy chị ơi, loại này nó dễ mặc lắm, áo thun mà mình lấy nó đôn số ký lên nó thoải mái thì tùy mình thôi nha mấy chị nha, chứ không có vấn đề gì hết đâu nha mấy chị. Áo thun nó dễ mặc lắm. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha, chị nào lấy lên giùm em nha, màu đen ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi bây giờ em lên tiếp cho mấy chị mã này nữa nè. Đợi em xíu nha, đợi em xíu. Chết rồi. Rồi nha mấy chị nha, mã 20. Rồi không sao, chế nào cũng có, em có xài phần mềm mà. Mấy chế thấy chưa? Em có xài phần mềm. Mấy chế thấy chưa? Em có xài phần mềm nè, mấy chế thấy không? Mấy chế thấy không? Mấy chị thấy chưa? Phần mềm nè. Cho nên này mấy chị ơi, từng comment quá trời quá đất trong này luôn, mấy chị thấy chưa? Em mà ngồi đọc nhiêu này là như em khỏi like luôn, mấy chị thấy chưa? Quá trời nhiều luôn á mấy chị, thấy chưa? Đó, mấy chị thấy không? Mấy chị thấy chưa? Thấy nhiều chưa? Đó, cho nên là mấy chị thông cảm giùm em ha. Nha mấy chị nha, tin nhắn nhiều lắm, comment nhiều lắm, cho nên em không có ok từng chị được. Mà mấy chị cứ yên tâm đi. Nha mấy chị nha, đặt là có. Nha mấy chị nha, đặt là có hàng ha. Rồi em lên cho mấy chị cái mã Adidas này nha mấy chị nha. Cái mã Adidas này nè. Mã Adidas này nè mấy chị. Mã Adidas này đẹp lắm. Đây mã Adidas nha mọi người ơi. Mã Adidas nha. Rồi 80 ký có không có chị? Mã 20 ok chị luôn, hai cây nhíp một hai cửa. Ok chị luôn, mã đã đen trắng. Size L hả? Rồi nè mấy chị ơi, lên giùm cho em. Adidas đen siêu phẩm 40 ký cho tới 61 ký. Adidas đen siêu phẩm 40 ký tới 61 ký giùm em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Adidas đen siêu phẩm 40 ký tới 61 ký giùm em. Đen nha mấy chị nha, 40 ký tới 61 ký giùm em. Rồi chị nào ôm Adidas đen lên giùm em. Adidas đen 40 ký tới 61 ký giùm em, 119 ngàn. Chị nào ôm đen lên đen giùm em nha. Adidas đen nha mấy chị nha, 40 ký tới 61 ký giùm em. Em mua đồ bên chị một lần rồi nên mọi người mua cứ yên tâm mà, đồ đẹp lắm mà. I love you. Cảm ơn Suri Phượng rất nhiều nha, cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn em Facebook giùm chị nè, cảm ơn em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên mã này lên giùm chị em. Adidas đen 40 ký cho tới 61 ký nha mấy chị nha.
Chị nào lấy lên cho em Adidas đen ha. Lên cho em Adidas đen nha mấy chị nha. 40 kg tới 61 kg dùng cho em 119.000. 119.000 thôi nha mấy chị nha. Mẫu đen siêu phẩm á mấy chị. Adidas đen này siêu phẩm nha mọi người ơi, đẹp lắm. 40 kg cho tới 61 kg dùng cho em nha mấy chị, 119.000 à. Rẻ mà đẹp lắm nha mấy chị nha. Rẻ mà đẹp lắm mấy chị ơi. Chị nào lấy Adidas đen lên cho em Adidas đen nha mấy chị. 40 kg tới 61 kg dùm cho em 119.000. Ân đen lấy đen dùm em nha mấy chị nha. Mà Adidas này rất là đẹp luôn ha. Adidas đen nha mấy chị nha. 40 kg cho tới 61 kg dùm cho em 119.000. 119.000. Rồi chị nào lấy đắt đen lên dùm em đắt đen ạ. Đắt đen nha mấy chị nha. 40 kg tới 61 kg dùm em. 40 kg tới 61. Ủa ẩm nó lên đây luôn hả? Thôi cho nó chỗ. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên dùm em ạ. Nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em nha. Adidas đen phi size, không có phi size. Nó có size S chứ size M thôi. Nó có size S chứ size M thôi chứ không phải phi size. Nó có hai size à. Mẫu màu Adidas này nó có hai size thôi nha mấy chị nha. Adidas đen 40 kg cho tới cho tới 61 kg 119.000. Chị nào ưng đen lên đen giùm em. Chị nào ưng đen lên đen giùm em nha mấy chị nha. Adidas đen 40 kg tới 61 kg 119.000. 119.000 nha mấy chị nha. Còn màu trắng này mấy chị, màu trắng này, màu trắng nha mấy chị nha, màu trắng này, màu trắng em có size là từ 53kg cho tới 90kg. Adidas trắng combo ly giữ nhiệt nữ hoàng à, ok chị. Rồi, màu Adidas trắng nha mấy chị nha, Adidas trắng à, 40kg, không, 53kg tới 90. Adidas trắng thì 53kg tới 90. Ô là trời ơi, đẹp quá. Ô đẹp quá, Adidas trắng 53kg tới 90, chị nào lại lên giùm em. Adidas trắng 53kg tới 90kg 119.000. Chị nào ưng Adidas trắng lên giùm em chữ Adidas trắng nha. 53kg tới 90. 53kg tới 90kg giùm cho em 119.000. Bao đẹp luôn. Adidas nha mấy chị nha, rất là đẹp luôn ạ. 53kg tới 90 119.000. Chị nào lấy lên giùm em ha. Trắng ok chị Thu Kim, ok Linh Nguyễn luôn. Trắng 53kg tới 90 nha mấy chị nha. Đẹp lắm mọi người ơi. Có 119.000 à. Rẻ mà đẹp quá trời luôn á. Chị nào ưng lên giùm em ha. Chị nào ưng trắng lên trắng, chị nào ưng đen lên đen giùm em. Mẫu Adidas này đẹp lắm nha mấy chị. Coi nè. À coi nè. Đẹp lắm luôn mấy chị ơi, hàng full tim xanh luôn nha. 53kg tới 90 giùm chị em 119.000. 53kg tới 90 119.000. Rồi bây giờ em còn là 63kg. Hai cái ok chị ngôi sao may mắn là có nè. Rồi mấy chị nha. Nguyễn Mai ơi 60kg. 60kg hết rồi Nguyễn Mai ơi. 60kg không có nha. À, bây giờ là em còn là 62kg cho chị. 57 hả? Adidas đen lấy trắng được ông Lê Hiền. Nguyễn Mai với Lê Hiền là không có nè. Nguyễn Mai với Lê Hiền không có, em còn đen à. Nguyễn Mai với Lê Hiền là không đủ nha mấy chị nha. Nó hết rồi mấy chị ơi. Adidas trắng 50 không có, đen thì có. Đen thì 40kg tới 61kg có. Nè, 78 cho chị lại Thu Bùi có nè. Thu Nguyễn có nè. Trúc Ly hết. Ủa lấy ông chồng mới chị lấy quá trời luôn. Giờ lấy thêm nữa Adidas này. Hà mày ghi Adidas này, mày ghi chú là siêu phẩm nha Hà. Mày ghi vô Adidas siêu phẩm lấy thêm đi. Chị lấy thêm cho. Chị lấy thêm cho lười đi lấy mấy chị. Adidas 65kg. Rồi nha mấy chị nha. Ai Adidas trắng 90 có luôn. Rồi bà đặt đi. Lên đi tôi lấy cho. Lên đi tôi chạy lên tôi lấy thêm nữa nha. Tôi lười đi bà ơi. Lười đi lười đi. Đó mấy chị nha, tại vì bây giờ nè mấy chị, hàng không mấy chị biết sao không? Em mới lấy cho mấy chị mà không đủ số lượng. Bây giờ chị nào muốn lấy thêm mà giờ em phải chạy lên em lấy nữa. Lần. Rồi mấy chị nha, đen 47kg ok luôn. Màu trắng ok chị Tâm An, mày ghi áo Adidas trắng siêu phẩm ấy in bill ra đi chị đi lấy cho. Rồi nha mấy chị nha. Chồng chụp luôn, chụp cái hình này ra để chút nữa đi lấy nè. Chụp cái hình này cho. Chụp cái hình màu trắng này nè. Rồi, chụp đó nha. Rồi cái này màu đen nữa, chụp luôn đi. Để con giờ lấy size to cho mấy chị luôn. Rồi còn màu đen nữa này mấy chị. Không, mà màu đen lùi lại lỡ mà công không có nữa. Rồi 6553kg đen. Ok chị Tạp Hóa này, đen 70kg. Đen lấy luôn đi chồng. Rồi đen 70kg đúng không? Nhận đơn luôn. Đen từ 40kg tới 90kg nhận đơn luôn nha. Đen 40kg tới 90kg nhận đơn luôn. Siêu phẩm, chị nào ân nói em lậm luôn. Cái mã siêu phẩm này đụng vô là nó nhanh hết hàng lắm mấy chị, cho nên rất là thích luôn nha mấy chị nha. Trường thông báo. Gì? Tiêm mũi 1. Tiêm không? Tiêm mũi 1 cho anh Sơn à? Ừ. Nó bị hơn 3 tháng rồi. Nó 3 tháng mười mấy ngày rồi. 3 tháng mười mấy ngày hả? Tôi đây test ra tôi sợ bị âm. Test gì nữa mày, nay mà âm ai đâu test
Trời ơi, em với chị chưa biết đâu. Em test hoài, test ra, test ra, test ra. Nó bị lược chứ bà đúng không? Nó bị lược đó. Rồi em với chị nha, thì lại bùi lây số điện thoại giùm em. Đen 8064, ok, ngôi sao may mắn luôn. Mấy chị Hà, mày cứ ghi hết cái mẫu đó ra đi, chị lấy thêm hàng nha. Rồi nha mấy chị nha. Vsat đúng rồi, cái mã Vsat này đẹp lắm. Cái mã Vsat này nè mấy chị, mã Vsat này rất là đẹp luôn. Trồng cái mã Vsat đâu mất rồi. Mã Vsat trồng dùm cái này. Mã Vsat rồi. Đây cái mã Vsat này mấy chị, trồng trồng mặt chung với chồng. Nè mấy chị, cái mã Vsat này rất là hot luôn nha mấy chị nha. Cái mã Vsat này rất là hot luôn. Nè mấy chị coi giùm em nè, 40kg cho tới 73kg giùm chị em nha mấy chị nha. Gấu trắng nè đâu. À đợi em xíu. Rồi nè mấy chị ơi, Vsat trắng nè, 40kg tới 73kg 119.000. Wow, đẹp chưa, đẹp chưa. Vsat trắng 40kg tới 73kg 119.000. Auto sang luôn nha mấy chị. Adidas trắng 47. Rồi nha mấy chị nha. Sandan chủ sai nhất sai. Mang mạng lan không nghe, chuẩn sai. Ngọc Trâm chuẩn sai, chuẩn sai nha Ngọc Trâm ơi, chuẩn sai nha. Rồi lên cho em con Vsat này, Vsat trắng 40 kg tới 73 kg giùm cho em. Nha mấy chị nha. Vsat trắng 40 kg tới 73 kg giùm em. Nha mấy chị nha. Cái bản size mà chị gửi qua, hàng mà chị lấy được á Hà. Cái hàng mà chị lấy được bao nhiêu thì chụp qua đấy. Mày coi thử mà nó thiếu cái nói chị đã biết tại chị coi thử còn hàng chị đi lấy hoặc hết hàng chị ngưng nha. Ví dụ như hỏi nói chị ơi hết hàng size S, hết hàng M, hết hàng L gì biết hỏi chị ngưng lại. Hoặc là chị lấy thêm. Rồi mấy chị đáp đen 85kg ok mấy chị luôn. Rồi Adidas trắng 47 ok mấy chị luôn. Rồi lên cho em cái con Vsat siêu phẩm này chồng mặt vô cái em. Rồi mấy chị nha, em đi siêu thị mua tiếp loại dép bánh mì cho chị mang đi chờ hai đôi nữa nhé. 38 hả? Trời ơi dép bánh mì nó nhiều lắm trời. Vsat trắng 40kg cho tới 73kg giùm cho em. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, rất là sang luôn nha mấy chị nha, rất là sang luôn. Con Vsat rất là sang luôn. Nè mấy chị, cái này mặc cặp cho mấy chị coi nè. Mấy nhà vô cho. Cái này là áo mới mà. Áo mới á, thì áo mới đấy ha. Dính son đúng không? Ông hồi nãy có giờ ôm chồng á, nó dính đó. Chính con gái nào ôm mà tôi hay nha. Ừ, thôi con nào, ông muốn con nào ôm ông. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy làm em. Vsat trắng 40kg cho tới 73kg giùm chị em, 119.000. Nha mấy chị nha, chị nào lấy làm em ạ. À ok em, Nguyễn Bích ơi, em cứ nhắn qua nó đi, tôi nhắn đăng quá tải em ơi. Tôi nhắn đăng quá tải. Nè mấy chị coi giùm em nè. Má ơi, định chết chưa? 119.000, nam được, nữ được giùm chị em, tại vì của Thái rất dễ mang luôn. Nha mấy chị nha. Chị nào ân lên giùm chị em, nha mấy chị nha. Vsat màu trắng 40kg tới 73kg 119.000. Xong mang đôi giày lên tầng luôn không dở đó. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Hả? Vsat trắng 40kg cho tới 73kg 119.000. Quá đẹp. Mẫu này nam được nữ được, mặc đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Vsat trắng giùm cho em. Chồng chồng. Duy nhất luôn á. Duy nhất. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. À, không có 80. Không có 80 chị ơi. Mã này đặt hàng không có 80. Vsat trắng không có 80 chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ghi giùm em Vsat nha mấy chị nha, ưng trắng lấy trắng nha mấy chị nha, 40kg nha mấy chị nha. 40kg cho tới 61kg giùm chị em. Ở quan lộn tới 73kg giùm chị em. Rồi Vsat đen hàng siêu phẩm luôn. 40kg cho cùng tới 73kg thôi nha mấy chị nha. Đen cùng 40kg tới 73kg giùm em luôn. Nha mấy chị nha. Lan Lê lên số điện thoại chị ơi. Lan Lê lên số điện thoại. Rồi nha mấy chị, ngày 27 em mới gọi điện chốt đơn nha mấy chị nha. Hoặc là nhắn tin nha mấy chị, 27, 28, 29 là 3 ngày đó sẽ chốt những cái đơn áo nha. Nha mấy chị nha, nếu như mà họ em gửi về sớm kịp á, sớm lúc nào thì nó chốt lúc đó, còn không kịp là 27, 28, 29 là 3 ngày chốt đơn áo nha mấy chị. À, rồi nha mấy chị ơi, lên giùm cho em Vsat đen 40kg cho tới 73kg giùm cho em, đẹp quá. Cái mẫu rất là đẹp luôn mọi người. Màu trắng ưng trắng lấy trắng, ưng đen lấy đen giùm em. Màu đen 40kg tới 73kg 119.000, hàng cực phẩm nha mấy chị. Hàng cực phẩm giùm em ha, 119.000. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, đẹp lắm luôn mọi người ơi, đẹp lắm. Ưng trắng lên trắng, ưng đen lên đen giùm em nha, 119.000. Chị nào ưng mẫu này, màu nào lên cho em màu đó. Ưng trắng lên trắng, ưng đen lên đen giùm em. Rồi ok chị nè. Rồi Vsat đen 40kg cho tới 73kg. Mã này đẹp muốn chết, sang quá trời sang luôn. Rồi mấy chị 67 ok mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em nha. Vsat nha mấy chị nha, mã hàng thiệt đẹp luôn. Rồi chị nào lấy lên đơn giùm em ạ.
Rồi em lên cho mấy chị là áo đen này, mấy chị áo đen này, trong trong mặc chung trong. Áo đen này nó bị lẻ size rồi này mọi người. Mấy chị nhỏ nha, muốn mặc thoải mái thì mấy chị cần động đơn số ký lên giùm em. Nha mấy chị. Ủa. Ok Huỳnh Anh này, ok em. Rồi mã này nè mấy chị ơi. Trời ơi. Mấy chị gửi cho em là áo đen đi, mã 1 đen đi, mã 1 màu đen 40kg cho tới 61 và 75kg cho tới 90. Nha mấy chị nha. À, quên rồi, mã 1 đen ha. Mấy chị gửi cho em là đen cũng được. Đen này nha mấy chị nha, đen này ha. 40kg. Ồ. Thấy chưa mấy chị ơi. Đen 40kg cho tới 61. Nha mấy chị nha, đen mã này bao sang luôn, 40kg tới 61 và 75kg tới 90. Nha mấy chị nha, chị nào ưng đen lên đen giùm em ạ. Đen đẹp lắm nha mấy chị nha. 40kg cho tới 61 và 75kg cho tới 90. 119.000. Chị nào ưng cái mã V sắt, quên, mã eo vì đen lên giùm em eo vì đen ha. Không mấy chị gửi cho em đen là được. V sắt 63kg màu trắng ok chị này. Rồi chị nào ưng đen lên đen giùm em. 40kg cho tới 61 và 75kg tới 90. Này chào mặc yêu cái chào. Chị nào ưng đen lên đen giùm em nha mấy chị nha. Chị nào ưng đen lên đen giùm em. Đen nha mấy chị nha, rất là sang luôn. 40kg cho tới 61 và 75kg cho tới 90. 119.000 à mấy chị. 119.000, chị nào lấy lên giùm em ha. 119.000 nha mấy chị nha. 119.000 à. 119.000, mã 1 màu đen ok chị luôn. Mã 1 đẹp muốn chết luôn á trời. Mã 1 của họ mang cái loại này sang lắm mấy chị. Nữ mang cũng đẹp, nam mang cũng đẹp nha mấy chị nha. Trai gái gì mang cũng đẹp hết trơn á mấy chị ơi. À, đẹp lắm luôn á mấy chị, coi nè. Có 119.000 cho mấy, có 119.000 à. Nha mấy chị, sandal em mang là 220 nha mấy chị nha. Sandal em mang là 220.000 một đôi, từ 36 cho tới 40. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Giày 220 nha mấy chị nha. Rồi chị nào ân lên giùm cho em nha mấy chị nha. Đen 66kg không có chị ơi. 40kg cho tới 61 và 75kg tới 90. Rồi nha mấy chị nha. Không chị, em không có màu đen nha chị nha. Cao 4 phân chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Mã 1 màu đen. Áo đen của chị 40kg cho tới 61 và 75kg cho tới 90. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào ân đen lên đen giùm em. Chị nào ân đen lên đen giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Mấy chị đặt là có, đặt là có. Nha mấy chị nha. Đặt là có giùm em ha. Đặt là có hàng nha mấy chị nha, đặt là có hàng giùm em. 40kg tới 61 và 75kg cho tới 90. Nha mấy chị, muốn rộng rãi thoải mái mấy chị nhớ đơn số ký lên giùm em. Muốn rộng rãi thoải mái mấy chị nhớ đơn số ký lên giùm em ha. Rồi chị nào ưng đen lên đen giùm em ạ. Đen lên đen nha mấy chị nha. Đây, áo gấu nữa nè mấy chị. Áo gấu nè. Ủa. Ủa con gấu này đâu? Đây áo gấu trắng, gấu đen này mọi người. Áo gấu này. Đen 61kg. Ok chị nè. Đây nha mấy chị nha. Áo gấu này mấy chị, con này là của thằng Mochino. Mochino nha mấy chị nha, màu trắng. 40kg tới 90kg đủ size 119.000. Gấu trắng nha mấy chị nha. Không có nha Thiên Hương ơi. V-sát màu trắng 50kg không có hàng. À có. À quên lộn có. Đây nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm cho em. Ồ. Gấu trắng 40kg tới 90kg luôn. Chị nào ân gấu trắng lên giùm em gấu trắng nha. Cái con này à, sao gì hả? Mày cái con kia mày ghi có ghi giá 180 không vậy? Chứ đỡ lộn như con này nha. Rồi mấy chị nào ân lên giùm chị ha. Gấu trắng nha mấy chị nha. Đây nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Cái ly hình con heo á hả? Con gấu á hả? Rồi nha mấy chị nha. V sát trắng không có 75 nha Phong Văn ơi. V sát trắng không có 75 nha chị ơi. V sát trắng không có 75 nha chị nha. Cho nên không có chốt được rồi chị. Đây mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm em. Rồi, à, gấu trắng 40kg tới 90kg. Đen gì vậy chị ơi? Gấu trắng 40 tới 90. Gấu đen luôn. Gấu đen cũng 40kg cho tới 90. Gấu trắng 40 tới 90, gấu đen 40kg tới 90. Mấy chị đặt hàng á ghi cái chữ đen 90 rồi biết cái gì đen trời.
quần đang mặc có bán không? 175.000 chị. Rồi nha mấy chị nha, áo gấu trắng lên cho em gấu trắng, áo gấu đen lên cho em gấu đen. Áo gấu trắng lên cho em gấu trắng, áo gấu đen lên giùm em gấu đen. Gấu đen nha mấy chị nha là cũng 40 kg tới 90 kg. Gấu đen như 40 kg tới 90 kg nha mấy chị nha. Gấu đen 40 kg tới 90 kg, gấu trắng cũng 40 kg tới 90 kg luôn. 119.000. Giày em á là em mang giày chứ không phải dép nha mấy chị nha. Rồi ok ok Nguyễn Hậu nè. Rồi nha mấy chị nha. Không em cho trả hàng chị. Đôi này mà không siêu em là em không lấy tiền nha mấy chị ơi. Trời ơi nè chị chụp giùm em đi. Nè mấy chị ơi cái này mà không êm là em không lấy tiền luôn á. Em giả mang luôn, em cực kỳ êm luôn. Mấy chị coi nè, tụi nhúng đó nè, thấy chưa? Cái gì thấy chưa? Cái gì thấy chưa? Mấy chị ơi nếu như mấy chị mang cái đôi giày này xanh đanh này lên mà không êm, em cho trả hàng. Cam kết luôn nha mấy chị nha, hàng VIP luôn á mấy chị. Mà em gom mấy chị có giá 220.000 à. Nói đi nói lại mỗi lần em la là em nói. Thứ nhất này mấy chị, giày này nơi sản xuất là Made in China nhưng phân phối độc quyền tại Thái Lan. Cho nên mấy chị sẽ thấy những người đi order hàng Thái gì sẽ có gom được những mã giày này. Còn mà ở bên Thái, ở bên Quảng Châu mấy chị order là nó sẽ không có đâu mấy chị. Giày này là Brazil này mấy chị ha, Brazil nha mấy chị nha. Cái thứ ba, ưu điểm của nó rất lớn, đó là nó cái quai của nó mấy chị. Cái quai nó xuyên từ dưới này xuống dưới này, từ này xuống này. Cho nên mấy chị có thể đi, mấy chị không sợ là hở keo nè, hoặc là mình đi mà mình lỡ dính nước, dính nơ đồ, chà rửa là cực kỳ khỏe luôn. Trời, chà xong đem ra đắng dục ra ngoài nắng, nó khô xong mấy bà mang tiếp. Tôi nói thiệt luôn, nó sướng lắm. Kệ nó, uống ly trà sữa cũng hết mẹ nó 220, mua đôi giày này về mang đi mấy chị. Mang hoài không đứt luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Ghi cho em là giày nha mấy chị, xanh đanh nha mấy chị. Xanh đanh chiếu từ 36 cho tới 44 nha mấy chị ơi, sọt cái chân vô cái mang được liền luôn. Rồi mấy chị, gấu trắng 40kg tới 90kg đủ size 180.000. Gấu đen 40kg tới 90kg luôn 180.000. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lại lên giùm em ha. Chị nào ưng lên giùm em ạ. Mấy chị ơi đặt em á là em thấy rồi nha mấy chị nha. Rồi gấu đen nữa nha mấy chị, 40kg tới 90kg luôn. Ưng gấu trắng lấy gấu trắng, ưng gấu đen lấy gấu đen giùm cho em nha mấy chị nha. Gấu đen cũng 40kg tới 90kg giùm em đủ size 180.000 thôi nha mấy chị nha. Cái gì rồi trời, 119.000. 119.000 thôi nha mấy chị. 119.000, chị nào ưng lên giùm em ạ. Đó, gấu đen nữa nè mấy chị. Gấu đen của con Mochino nha. Gấu đen của con Mochino luôn. Gấu đen nha mấy chị nha. Đây, 40kg tới 90kg luôn. Chị nào ân lên giùm em ha. 40kg cho tới 90kg luôn. Chị nào ân gấu đen lên giùm em gấu đen nha mấy chị. Ôi, đẹp quá. Chị nào ân gấu đen lên giùm em gấu đen nha. Gấu đen cũng 40kg tới 90kg luôn. Đủ size 119.000. Ân màu nào lên giùm em màu đỏ nha mấy chị nha. Ân màu nào lên cho em màu đỏ nha mấy chị nha. Ân màu nào lên giùm em màu đỏ nha. Mỏng không rộng còn á chị Tinh Trương ơi. Trời ơi cái mẫu đó chị lấy liền ơi. Em chị sale đúng con đợt này nha chị. Đợt sau không còn sale giá này nữa nha chị ơi. Em nói đi nói lại chục lần luôn. Nói hoài luôn. Nói cho mấy chị hiểu chứ để mất công mấy chị không có hiểu rồi mấy chị hỏi à em á. Rồi nha mấy chị nha, gấu đen ok chị luôn. Nè, áo mặc áo vú bề ná chị hỏi em còn không? Còn. Tại vì đợt này á là em bán sale đặc biệt từ 380 sale còn có 99.000 à. Cho nên chị đúng một đợt em đi Thái này, chứ yêu nào lãi thì mới chế lên đơn. Đừng hỏi em giá này vào những đợt lần sau. Ví dụ em về Việt Nam em có bán tăng giá lên hoặc đợt đi sáu chắc chắn là sẽ không còn giá này nữa, cho nên mấy chị ơi, đừng hỏi em giá này vào những chuyến sau. Nhưng mấy chị nha, hỏi gì dở bạo lắm mấy chị, em nào nói rồi. Chị like sale đúng một sale giá này thôi. Một đợt duy nhất giá này thôi. Cho nên mấy chị nào ưng mấy chị mua, còn không ưng thì mình có thể đợt sau gì đó. Mình mua nó sẽ tùy thời điểm và cái giá nó khác nhau. Nhưng mấy chị nha, tại vì cái này thì mấy chị em bán lỗ một lần chứ chẳng lẽ em bán lỗ hoài. Đúng không mấy chị? Cho nên là lưu ý giùm em, khách quen, khách ruột, khách thân thiết, khách ơ gì của em, mấy chế ưng, mấy chế lượm đi. Tại vì một đợt thôi, nha mấy chị nha. Em bán rẻ lắm rồi mấy chị. Lời thì tính từng ngàn, mà sale một phát cái là nó âm vốn luôn á mấy chị. À, bề ná là thằng mút mỏng không gọng, hàng của Thái Lan, VIP. Nha mấy chị nha, mút mỏng không gọng, mặc lên mà không phải cái vú em cho trả hàng á mấy chị. Đà lắm. Cái thứ ba này mấy chị, cái bảng nó to. 380.000 em gom mới chế chị có 99.000. Chị nào ôm ghi cho em mút mỏng màu hồng size 34 36 38 99.000. Mút mỏng màu tím 34 36 38 99.000, đẹp lắm. Mút mỏng màu nâu 34 36 38 99.000. Mút mỏng màu da 34 36 38 99.000. Mút mỏng màu đen 34 36 38 99.000. Mút mỏng màu xám 34 36 38 99.000. Chị nào ôm lên
nha mấy chị nha. Mút mỏng này xài ngon lắm mấy chị nha. Mút mỏng này xài rất là ngon luôn. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em, không trao đổi mẫu nha mấy chị ơi, lưu ý giùm em. Không trao đổi mẫu nha. Mút mỏng duy nhất một đợt gom sale còn 99.000. Lưu ý, ưng thì mấy chị mua đợt này, không ưng làm ơn không hỏi giá này vào những chuyến sau. Bởi vì hiện tại đang bán giá lỗ. Để em lấy tương tác cho em, vừa mới qua Thái là em sale liền luôn. Để em lấy tương tác cái đợt đi Thái này á. Cho nên là mấy chị nào mà không có mua được chuyến này thì không chốt được cho những chuyến sau nha. Chị Lê Lan ơi lên số size chị ơi. Chị Lê Lan ơi lên giùm em số size nha. Rồi nha mấy chị nha, mút mỏng đi mà. À, không gọng 36 rồi, ok mấy chị nè. Cái màu này mấy chị, màu xám 34, 36, 38. Màu đen 34, 36, 38. Bạn nhìn cái form ngực đó, bạn biết nó đẹp rồi chứ cần gì trời. Màu đen 34, 36, 38 nè. Màu da 34, 36, 38 luôn. Màu nâu 34, 36, 38 luôn. Màu tím 34, 36, 38 luôn. Màu hồng 34, 36, 38 luôn. 100, không không, bữa nay sale còn 99 nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em ạ. Nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Mút mỏng 34 ok mấy chị luôn. Mút mỏng ok mấy chị luôn. Trời ơi có 99.000. Áo ngực mặc thích lắm đúng không? Mặc ghiền luôn á. Mấy bà mặc mấy bà ghiền luôn chứ đừng có nói. Mấy bà mặc thử đi, mấy bà ghiền luôn. Thủy ơi công nhận áo vú mặc sướng thiệt. Thủy ơi áo vú mặc ok lắm em. Thủy ơi áo vú mặc êm lắm nha. Không có trắng nha chị Hằng Kim ơi. Làm gì có trắng mà mấy chị comment trắng. Màu hồng 34, 36, 38 nè. Màu tím 34, 36, 38 nè. Màu nâu 34, 36, 38 nè. Màu da 34, 36, 38 nè. Màu đen 34, 36, 38 nè. Màu xám 34, 36, 38 nè. Không liên quan tới màu trắng luôn á. Ừ comment màu trắng luôn. Rồi nha mấy chị nha. Hằng Kim ơi chị nghĩ sao mà comment màu trắng vậy. Nó có màu trắng đâu mà chị comment. Rồi mấy chị nha. Màu trắng đâu có đâu mà chị comment. Em không đọc cái nào mà liên quan tới màu trắng mà bà comment ra màu trắng hay thiệt luôn á. Rồi mấy chị nha. Chị đòi em. Ok chị Thanh Thủy Nguyễn nè. Rồi mấy chị nha. Đen nâu 36 ok chị nè. Màu da nâu mút mỏng 38 ok chị nè. Có 99.000 à. Chị Hằng Kim ơi lên cho em lại đi chị. Xám đen da nha chị nha, chứ không có trắng đâu nha chị Hằng Kim. Xám đen da nha chị Hằng Kim ơi, không có trắng đâu. Mỗi lần hai cái. Màu nào nha Thanh Nhã ơi, em cho chọn màu mà. Áo ngực Thái có tăng size không? Tuyệt đối tăng không tăng size nha. Mấy bà tăng size là gì, cũng như là bỏ luôn cái áo vú cho mặt không vừa đâu. Rồi nha mấy chị nha. Em đang size, em xả còn có 99.000 mà đúng một đợt này thôi nha. Mấy chế mà hỏi cái giá này vào đợt sau là giận đó. Rồi mấy chị nha, mút mỏng màu da. Vậy đen lại giùm em là sao? Comment lại đi Hằng Kim ơi. Comment lại nha Hằng Kim nha. Không hiểu vậy đen lại giùm em là sao? Là đen là sao Hằng Kim không hiểu. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm em. Màu xám nè, 34, 36, 38. Nè mấy chị coi bên trong nè. Nó đẹp lắm. Nó thiết kế rất là thông minh ở cái này, nó làm một cái mút nhỏ, đệm nhỏ nhẹ ở chỗ này. Cho nên là những chị nào mà có vú thòng á mấy chị cũng không sợ nha. Nó sẽ nâng cái form ngực của mấy chị lên đẹp lắm. Màu đen 34 36 38. Rồi, màu da 34 36 38. Màu da 34 36 38. Màu nâu 34 36 38 coi nè, cái form này nó đẹp. Màu tím 34 36 38 luôn. Và màu hồng 34 36 38 luôn. Mấy chị đặt lên màu giùm em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Chị ơi, ở bên Thái nó không có cúp B, cúp C, cúp D, cúp E, cúp F gì hết trơn á. Cứ đúng sai là em lấy thôi, chứ không có cúp C, cúp B, cúp M gì hết trơn á. Đúng sai là em lấy thôi nha mấy chị nha. Mút mỏng 5 cái. Trời ơi, màu da không hả chị? Lầm lần 5 cái màu da không hả? Shop mình 5 áo 38. Chị Huỳnh Liêm ơi, lên màu ơi chị. Vừa mặc. Chị ơi, cái này gì chị lấy 38 thôi chị ơi. Cho chị hỏi chai xịt chuột có xịt trong phòng ngủ được không? Có một con chị có một con chuột chạy ra chạy vào phòng chị ạ. Chị ơi chị xịt chuột xong á chị mở cửa đồ ra cho nó thoáng ra nha chị nha. Chị mở cửa chị xịt cho xong á là chị mở cửa ra cho nó thoáng ra, rồi bắt đầu á là chị mở miếng vạt rồi cho nó thoáng ra bớt. Còn không chị xịt trước cửa phòng á, chị xịt ví dụ cái cửa mình đi vô đúng không, chị xịt trước cửa phòng cho em, nó không nhét miễn mạng vô đâu nha chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy làm em ạ. À. Em gom mấy chị còn cái giá 99.000 nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha.
Ủa Châu Bùi là sao vậy? Châu Bùi nãy giờ đặt bao nhiêu comment này? Nãy giờ mới có đặt có mới một cái bình luận rồi mà. Ủa là sao chị đặt hôm qua em kim kiếm kì hả? Chị đặt mấy ngày trước hả? Chị ơi, chị đặt cái gì cũng có hết. Chị đặt cái gì cũng có hết. Bà đặt cái 15 ngàn tôi cũng có bán nữa. Chứ đừng có nói chi mà không có bao. Em nói chị nghe nè, chị đặt cái gì em cũng có hết. Không phải, ở lộn, em cũng có lên đơn chị hết. Chị ơi, chị đặt cái gì cũng có lên đơn hết. Chị yên tâm nha, tin nhắn nó đang nhiều quá. Nó chưa có rip tới tin nhắn của chị á. Nó chưa có chốt đơn chị được đó chị. Chứ sao không có chị. Chị đặt cái gì cũng có hết. Nhưng mấy chị ơi, tại vì đi bán hàng mà đặt không có hàng là sao? Em đi bán mà mấy chị, em đi buôn mà. Em đi buôn từ Việt Nam qua tới Thái để lấy hàng mà mấy chị đặt cái gì em cũng chốt hết nha mấy chị nha. Miễn sao em có hàng là em chốt hết nha mấy chị nha. Yên tâm đi, mấy bà đặt cái gì cũng có nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em á. Rồi nha mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi ok mấy chị luôn, 99 ngàn. 99 ngàn chị ơi, 99 ngàn. Rồi lên cho em nha mấy chị nha, 99 ngàn. Rồi lên đơn, 99 ngàn. Ôi mấy bà chế ơi, cái đồ giúp lào nè. Mấy bà chế lấy nói tôi sớm nha. Giúp lào, cái này giúp lào là tăng size nè. Giúp lào này là tăng size nè. Nè cái giúp lào này là tăng size nè mấy chị. Chị nó ôm giúp lào lên giùm em ha. Giúp lào mấy chị thường mang 35 á, thì comment em giúp lào màu đỏ size 36. Mà mang 36 thì comment mấy chị giúp lào size 37 màu đỏ. Tăng lên một size giùm cho em. Giúp lào nè, đẹp quá. Ê nè mấy chị, giúp lào nè, đẹp chưa? Nè mấy chị, giúp lào nè, đế cao 3 phân. Nha mấy chị nha, đế cao 3 phân. Có 39 ngàn đôi à. Nếu bà nhận hàng, mấy bà cứ kêu Thị ơi, giúp lào mang ngon ghê Thị. Thị ơi, giúp lào mang thích ghê Thị. Thị ơi, giúp lào mang sướng lắm Thị. Thị ơi, giúp lào đã lắm. Nhưng mà phải tăng lên một size giùm em nha mấy chị nha. Em không có biết đâu mấy chị ơi. Không có biết đâu nha chị Hồng Vinh, Hồng Vơ gì ơi. Không có biết đâu chị. Đúng size được thì em bán thôi chị ơi. Hồi giờ em đi mua hàng cũng vậy chứ. Em không có hỏi cúp C, cúp D, cúp Y, cúp F, cúp B, cúp G gì. Em không biết đâu mấy chị, bình thường mang size bao nhiêu thì mấy chị lấy size. Ở đây cũng cả ngàn người mua, 2-3 ngàn người mua chứ cũng phải ít mấy chị. Thế mấy chị ơi, nếu mà chị hỏi ở cúp C, cúp B, cúp F gì đó rồi thôi xịu luôn, em bán được nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Không biết nha chị Hoa Đỗ ơi. Em không biết mấy chị vòng ngực, vòng eo, vòng F gì của mấy chị đâu. Ủa bình thường mấy chị mang size bao nhiêu? Chứ em mang 36 hồi giờ em cứ đúng 36 em lấy thôi. Như ở nhiều chị đây thì mấy chị ơi mang 38. Chứ em mấy chị nói gì chứ mấy bà đặt hàng này là cái gì? Nè, mấy bà đặt 36, 34, 38, 40 đồ gì đây tùm lum tà la đây. Tại vì người ta biết cái hàng của người ta mà. Còn mà mấy chị mà phải hỏi em bắt buộc mới có được thì mấy chị chịu em mát nha. Rồi nha mấy chị ơi. Cái dép lào này mấy chị có 39 ngàn một đôi à nha mấy chị nha. 5 màu hả? Sai chị ơi. Ủa 5 màu là cái gì? Áo vú hả chị? 2, 3, 6 màu. 5 màu là trừ màu đen nha hà. Áo vú mút mỏng không rộng á. Rồi nè mấy chị, hình liên á. Hình liên lấy 5 cái không lấy màu đen. 5 cái không lấy màu đen nha. Bỏ cái màu đen ra là được. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Rồi đây nè mấy chị, mút ở quên lột giúp nào kèm màu kèm size nhớ. Mang 35 thì lấy 36, mang 36 thì comment 37, mang 37 thì comment 38, mang 38 thì comment 39. Mang 39 thì comment 40 nhưng mà em không có 40 nha, em không có 40 tới 39 thôi mấy chị. Giúp lào này mấy chị đẹp lắm. Nha mấy chị ơi, giúp lào này rất là đẹp luôn. Màu đỏ từ 36 cho tới 40. Áo lộn, từ 36 cho tới 39. Màu đen từ 36 cho tới 39. Màu trắng đẹp lắm mấy chị nè. Màu đen nha, màu trắng từ 36 cho tới 39 luôn. Màu xanh ngọc từ 36 cho tới 39 luôn. Màu xanh dương từ 36 cho tới 39 luôn. Màu vàng từ 36 cho tới 39 luôn. Em gom mấy chị 39 ngàn đôi nha mấy chị nha. Mấy chị nhớ kèm màu dùm cho em ha. Đế cao 3 phân. Em nói ví dụ như đế thấp á, mấy chị mang nó thấy bình thường. Nhưng mà cái dòng đế cao này nè mấy chị, cái dòng đế cao này mấy chị mang lên nó trắng cái chân và nó sạch cái chân lắm. Cho nên mấy chị thường hay mua về xong nói Thủy ơi, mày bán cái đôi dép lào mà thấy cưng quá. Mày bán đôi cái dép lào mà dễ thương quá, nó êm lắm mấy chị, nhẹ tên luôn ha. Nhẹ tên lắm nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha, comment đông size lên giùm em nha mấy chị, comment đông size lên giùm em. Bình thường mang 35 thì comment dép lào màu trắng size 36. Bình thường mang 36 ghi chị em dép lào màu trắng size 37. Nhớ nha mấy chị nha, đôn tự động đôn size đi mấy chị, tự động đôn size lên. Màu xanh ngọc 36, 37, 38, 39. Màu vàng 36, 37, 38, 39. Màu đỏ 36, 37, 38, 39. Màu xanh dương 36, 37, 38, 39. Màu trắng 36, 37, 38, 39. Và màu đen 36, 37, 38, 39 luôn dùm chị em. Em gom mấy chị có giá là
39.000 một đôi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. À. Nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Không có nha ngôi sao may mắn thôi. Rồi nha mấy chị nha. Rồi nè mấy chị, ó cưng chưa? Đế cao 3 phân nha mấy chị nha. Rồi, màu xanh là xanh gì nha chị Nguyệt Nguyễn ơi? Em có xanh ngọc và xanh dương, chị lấy xanh gì? Em có xanh ngọc và xanh dương, chị muốn lấy xanh gì? Em có xanh ngọc và xanh dương nha chị nha. Chị muốn lấy xanh gì chị ơi? Xanh ngọc và xanh dương, chị muốn lấy xanh gì? Rồi nha mấy chị nha. Lấy em 3 đôi, 39K, 37, 38, 39, 30 màu nhí. Ủa, 3, à, 3 màu hả? Màu nào nha Hình Thị Nguyệt ơi, em cho chọn màu mà. Em cho chọn ngầm màu mà mấy chị. Em cho chọn màu mà mọi người ơi. Em cho chọn màu nha. Mấy chị chọn màu đi, em cho chọn màu mà mấy chị. Chọn màu đi cho dễ lấy hàng mấy chị ơi. Rồi em lên cho mấy chị cái con Prada này nè mấy chị. Cái con Prada nha mấy chị nha, đẹp lắm. Em lo mấy chị cái mẫu túi Prada. Cái túi sách Prada ăn dở đâu rồi? À đây. Em lo mấy chị mẫu túi Prada nha mấy chị nha. Em lên mấy chị túi sách, bảo quên mẫu mẫu áo Prada này mấy chị. Dễ thương quá. Giày em mang 220.000 chị ơi. Rồi, mẫu Prada giùm cho em. Giày em mang 220.000 chị ơi. Rồi mấy chị nha, mẫu Prada từ 40kg tới 90kg đủ size nè. Em gom mấy chị có 180, ôi lộn 119.000 thôi. Rồi lên cho em mẫu áo Prada. Ôi là trời ơi, đẹp quá chồng ra mặt đấy chồng. Này mấy chị ơi, coi cái mẫu Prada này. Đưa chị em áo trắng Prada nha mấy chị nha. Giày em mang 220.000 đó chị, từ 36 cho tới 40. Chị nào lấy thì đưa chị em sandal neo chiếu. Này mấy chị ơi, kèm theo túi xách Prada nữa là tét cái nách luôn nha mấy chị nha. Kèm theo cái túi xách Prada nữa là siêu tuyệt vời luôn. Lên giùm em nha mấy chị ơi. Lên cho em Prada, túi xách em gom mới chế 89.000. Cái áo em gom mới chế 119.000 nha mấy chị nha. Đẹp quá. Rồi chị nào ân lên giùm cho em nha mấy chị nha. Áo Prada em có size từ 40kg cho tới 90kg nha mấy chị nha. 40kg tới 90kg giùm em 119.000. Còn cái túi xách em gom mới chế 89.000 cái. Nè mấy chị, nó thu dây dài ngắn đều được hết. Áo Prada từ 40kg tới 90kg đủ size 119.000 nha mấy chị nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Đẹp lắm. Còn cái túi nha mấy chị nha. M2L, 2XL hả? Dạ ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha, Prada chị nào ưng lên em. Prada nha mấy chị nha. Prada em còn từ 40kg cho tới 73kg thôi. Nha mấy chị nha, Prada từ 40kg cho tới 73kg. Ok chị Hình Thủy nè. Giày đúng không chị ơi, em mang là giày sandal đó chị, sandal. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Đẹp lắm, có 119.000 mấy bà ơi. Còn cái túi xách Prada chống trầy, chống xước, chống hư luôn giùm cho em. Em gom với chị 89.000 cái túi. Có 3 ngăn kéo rẹt rẹt luôn. Nha mấy chị nha, nè mấy chị coi giùm em này thấy chưa. Đã lắm nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm cho em ha. Ghi rõ giúp em là, ghi rõ giùm em nha mấy chị nha. Áo trắng Prada từ 40kg cho tới 73kg giùm cho em. Nha mấy chị nha, 40kg nha mấy chị tới 73kg giùm em. Cái quần chồng em mặc là 280.000 đó chị. Em không có lấy lời á. Em mua cho ổng mặc đó. Bởi vậy tôi không có bán không bà ơi.
không có chưa lấy thành công. Rồi mấy chị nha, túi 89.000 chị nào lấy em. Brada trắng 70kg ok chị luôn. Brada 73kg ok chị luôn. Rồi nha mấy chị nha, áo trắng Brada 40kg cho tới 73kg giùm cho em nha mấy chị nha. 5365 ok chị tạp hóa này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Rồi sandal 36 ok mấy chị luôn. Cái túi sách em đang mang em gom mấy chị chỉ có 89.000 cái thôi nha mấy chị nha. Đẹp lắm, này mấy chị coi em này. Cái da của nó này, nghe không? Mấy chị nghe không? Cho nên chống trầy, chống xước, chống hư luôn. Đó, mấy chị coi em ha. Đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, 89.000 ok chị. Giày kim xe có chị ơi. Rồi nha mấy chị, sandal này. Sandal này mấy chị nha, em gom mấy chị 220.000 một đôi, từ 36 cho tới 40. Từ 36 cho tới 40 nha mấy chị nha. Từ 36 tới 40. Thứ nhất nè, tôi nói hoài luôn. Này mấy chị, cái nơi sản xuất của nó là Made in China, nhưng phân phối độc quyền tại Thái Lan giùm cho em nha mấy chị nha. Tại vì nhà máy sản xuất nó là nằm bên Trung Quốc, cho nên nó phải ghi cái nơi sản xuất của nó là Made in China. Nhưng mà mẫu mã hàng hóa là bắt đầu là phân phối độc quyền tại Thái Lan. 220.000 một đôi, có size 36, 37, 38, 39, 40. 220.000 một đôi, nguyên cả một cái đôi sandal như thế này. Nhưng mà chỉ có mấy lạng thôi nha mấy chị, bởi vì nó cực kỳ nhẹ. Mấy lạng à, không biết được 4 lạng không nữa. Nhẹ lắm mấy chị, nhẹ tên luôn ấy. Nhưng mấy chị nha, dòng siêu nhẹ nha, dòng nhẹ lắm mấy chị, mà mang nó đẹp lắm, cực kỳ êm chân, không êm chân cho trả hàng, cho kiểm tra hàng trước khi nhận luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, lên số ký nha Phạm Ngọc ơi, lên số ký em ơi. Rồi nha mấy chị nha, lên số ký đi em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Brada ok chị luôn. Rồi chị nào lấy lên em ạ. Brada 52 ok chị luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em. Ô chưa chốt quần hả? Chốt cái quần nam hả? 65kg chồng. Cái quần ông mặc á. Thì tôi biết rồi. 65kg hả? Có độn ký không vậy? Ổng là 63kg á. Ổng mặc size L đó. Còn 65kg hả? Số 5 cứ không biết sai nhiêu nữa chứ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Giày 36, 38 ok chị. Phạm Ngọc 60kg. Chốt áo em 1. Gì trời, mấy chị ơi ghi chị em. Lấy 39 hả? Giày với hả chị? Đúng size nha, chị mà đôn size là nó rộng hả chị. Size L thôi hả, quần size L. Hà mày ghi là quần cá sấu hà. Mày ghi cho ngôi sao may mắn một quần cá sấu nha. Ngôi sao may mắn một quần cá sấu 280.000. Rồi mấy chị, 38 chứ chị. Nó đâu có size 28 chị. Sandal này là sandal size từ 36 cho tới 39 á, à tới 40. Này chị, nó đâu có size 28, từ 36 cho tới 40 nha chị nha. 36 cho tới 40, 220.000. Nha mấy chị, anh L luôn đi hả? Chồng ra mặt nha mấy bà coi coi chuyện lý tục chuẩn thiệt luôn á. Chồng em mặc một lô quần toàn quần này không nha mấy chị nha. Tuy là nó hơi đắt chút xíu nhưng mà thôi bình thường ấy, mình đừng có dở chân lên nha. Nè mấy chị nè, ổng mặc size L mấy chị. Nói ổng mấy bà nào chồng mấy bà cỡ tầm này tôi lấy L, còn bự hơn ổng thì tôi lấy XL. Mấy bà nào ưng thì tôi nói tôi lấy cho. Cái sáu màu đen 280.000, còn màu xanh nữa đó chồng. Em mới mua cho ổng một lố luôn á. Em mới mua cho ổng lố mấy cái, mấy triệu. Mười mấy cái luôn á. Hơn mấy triệu á mấy chị. Bởi vậy nè, nó còn cái màu xanh nữa nè, đẹp lắm. Còn cái màu xanh nữa, em mua cho ổng hai cái. Một cái đen, một cái xanh. Rồi nha mấy chị nghe, chị nào lấy lên giùm em size 38. Xanh gì nó xanh gì thôi, cái gì đâu, cũng cùng cá vậy. Không chị ơi, ngồi lên nó lùn lắm. Né, màu xanh này, màu xanh rất là đẹp nha. À, màu xanh đậm nha, màu xanh đậm nè. Với lại cái màu đen, em mua ổng, em mới mua ổng á. Rồi mấy chị nha, rồi tô mì, tô mít rồi là tùm lum hết rồi. Rồi nha mấy chị, vậy là hai cái quần ha. Ai mà lấy cái quần cá sấu thì mày ghi là quần cá sấu nha. Ổng là 63kg nha mấy chị nha, size L. Có tầm đó thì mấy chị ưng thì em lấy cho. Ổng là size L đó nha mấy chị, size L nha. Đó, ổng size L. Còn bà nào muốn ở thì ơi thôi lấy cho chị XL thì nói em lấy XL. Nha mấy chị, xanh với đen L luôn hả? Cá sấu, quần cá sấu, một xanh một đen size L cho chị Tuyết Nguyễn. Cái quần loại này là có tầm 58 cho tới 63kg là ok. Thiệt á, 58 tới 63kg ok. Còn mấy chị nào 65kg trở lên mà đúng 65kg nha thì mấy chị nên lấy XL, đừng lấy L nha. Lấy XL đi, đừng lấy L. Rồi hai cái hai màu xanh L luôn rồi ok. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, rồi ok chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Nó hơi đắt chút xíu, mà đắt gì có 280 mà mấy chị ơi. Em mua ổng gần chục cái rồi.
Rồi mấy chị, 5 hộp thuốc bôi trĩ, ok chị luôn. Có áo nào tuổi trung niên không thị? Áo này tuổi trung niên hả? Vậy nến hả em? Vậy nến hình như hết rồi. Quần cái 6L đen cho lang thái luôn. Vậy là mấy cái quần của chồng? Mấy cái quần? Rồi nha mấy chị nha. Rồi xanh đan ơn lên cho em 280.000 từ 36 cho tới 40 nhị tên luôn. Rồi mấy chị, Phạm Ngọc lên số điện thoại hả? Phạm Ngọc ơi lên số điện thoại đi em ơi. Túi sách mấy chị đặt là có, đặt là có, đặt là có. Muốn gì có đó, đặt là có, đặt là có. Lên đơn là có hàng nha mấy chị nha. Quần em mặc bao nhiêu? 175.000 chị. Đôi giày kim sa bao nhiêu chị ơi? Giày kim sa sao bao nhiêu? Đâu mất rồi. Giày kim sa cầm lựa cho vợ giày kim sa đi. Ờ mấy bà chứ ơi, mấy bà có quen cái này chưa? Cái giày lấy cho vợ giày kim sa ấy. Mấy chứ ơi, có biết là gom cái đôi Super Star này của Thái chưa? Cái đôi Super này chưa? Nè mấy chị, mang êm giả mang luôn. Êm chân cực kỳ 220, lộn, 125.000 đôi à. Mới nghe sandal, ờ đúng rồi, 220.000 chứ em nói nhiêu? Ủa, em mới nói nhiêu? 220.000 mà. Ủa, em nói nhiêu vậy? 280 à? Không, 220.000, sandal 220.000. L 2 màu cho chị Văn Lê Trương luôn. Rồi nè mấy chị, giày, mấy chị có cho em giày Super 35, 36, 37, 38, 39, 40 220.000. Hàng này nó kiểu như phơm giày lười, nó cao, nó nâng cấp của cái thằng USA đó nha mấy chị nha. 220.000, chị nào ơn lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào ơn giày Super lên giùm em, giày Super 220.000 để bệt. Bao sang bao dễ thương luôn, 220.000 nha mấy chị nha. Chị nào lấy vòng tay chị đeo chị thỉnh 79.000 em ơi. Rồi mấy chị nha, nước đỏ không chị? Có em 19.000 một chai nha Nguyễn Ngân ơi. Quần cá sấu xanh L cho chị Thuận Quang luôn. Giày Super nha mấy chị ơi, giày Super em có size 35 cho tới 40 nha mấy chị nha. Em thủy giày nâu bằng gì không hiểu, ghi gì không biểu chị. Rồi giày Super, giày kim sa đôi chồng. Giày Super em gom với chị 125.000 từ 36 cho tới 40. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy làm em ạ. Đúng rồi, chị đừng có đôn sai nha. Xanh đan chị đừng có đôn sai, chân của em là thuộc chân rưỡi á chị. Em là 39 rưỡi mà em mang 39 đó. Rưỡi đó, em rưỡi đó. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm em. Rồi còn cái này là giày kim sa hột la hột lụ. Em có size từ 35 cho tới 40 luôn, à 41 luôn. Em gom mấy chị có giá là 115.000. Đôi này là đôi kim sa quốc dân của Thái Lan nha mấy chị nha, 115.000. Chị nào ưng giày kim sa lên giùm em, giày kim sa từ 35 cho tới 41. Chị nào lấy lên giùm em nha. Ồ. Đây là đôi kim sa 115.000, chị nào lấy lên giùm em ạ, từ 35 cho tới 41. Còn USA đôi chồng. Giày kim sa nha mấy chị nha, giày kim sa. Không có khum xuống đâu, khum xuống trong mặt. Rồi nha mấy chị nha, giày kim sa từ 35 cho tới, giày kim sa từ 35 cho tới nhiêu chồng? Cho tới 41, 115.000. Nhân hai giày, bữa em nhận hai đôi giày này, mang đẹp mê luôn. I love you em. Cái đôi giày kim sa đẹp lắm mấy chị, có 115.000 à. Nha mấy chị nha, 115.000 à. Chỉ là size 29 nha. Tạp hóa Lộc Phát lấy size 29 thôi em. Quần loại này hàng mày ghi là quần sọt jean một cúc. Quần sọt jean một cúc. Mày ghi là quần sọt jean một cúc size 53 kiểu mày lấy 29 thôi. Tại cái form này nó hơi rộng á. Mày lấy size 29 thôi nha. Ghi size 29 thôi. Rồi mấy chị nha. Chị nào lấy nó giùm em ạ. Rồi còn cái này là giày OSA nha mấy chị. Giày OSA này. Giày OSA này. Em có size là từ, đưa cho dựng chiếc OSA nữa cho. Giày OSA em có size cũng từ 35 cho tới 40 luôn. Chị nào ưng OSA lên cho em, OSA cũng 115.000. OSA cũng 115.000. Kim sa cũng 115.000. Giày Super là 125.000. Đó mấy chị nha, Super là nó nâng cấp của cái thằng OSA đó mấy chị. Rồi chị nào ưng lên giùm em ha. OSA 115.000, kim sa 115.000. Super 125.000 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Mang ngon lắm mấy chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi giúp nào, ok em nè. Mấy chị coi nè. Ô em bán lần mấy vạn đôi luôn mấy chị. Một đợt đi Thái vậy gom biết nhiêu nói luôn mấy chị ơi. Gom nhiều tới cái mức mà em nói thiệt mấy chị, gom nhiều tới cái mức mà em kêu nhân viên em đứng nhận đơn đó. Cái giày kim sa với giày USA là cái đôi giày quốc dân. Nó có từ lâu đời rồi mấy chị, nó nổi tiếng và đẹp và êm chân. Mấy chị biết không, một đợt cái gì á, em gom mà tới cái mức mà em nói thôi, đừng nhận đơn nữa. Sỉ hở mấy chị, lấy lần cái hộ mấy chị chưa biết đâu. Lấy lần mấy trăm đôi, thiệt mấy chị nhiều tới cái mức kêu đừng nhận đơn nữa. Nhận đơn nữa đi gom không nổi luôn.
không còn sức đi gom luôn mấy chị. Do em bán cũng rẻ mấy chị, có 115.000 đôi à, cho nên họ rẻ lắm. Chị nào ân thì nói ha, Kim Sa 115.000, OSA 115.000 luôn. Chị nào lấy lên giùm em. À, cái bình này nè, chồng à, gom cho mấy chị đi. Cái bình này bà biết nhiên 180.000, cân xỉu chưa nha. Nè mấy chị coi giùm em nè ha, uống vô đậy cái nắp lại. Ôi dễ thương, 180.000, ngắm bông hút vô hoặc là mở cái nắp ra uống ực 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 rồi xong rồi nha mấy chị nha. 180.000 cái con bình gấu vàng đít bự, bình gấu vàng đít bự của cái đít mẻ này, cái đít mẻ này thấy chưa, có cái đít mẻ này rồi nha mấy chị nha. Ôi ôi con này mấy chị, 180.000 con, chị nội ơn đó thì nói em ha, đùa, 180.000 con bị gấu đó, dày super. À, rồi ok luôn. Rồi mấy chị nha. À, hai quần cá sấu 70kg hả? 70kg. Em lấy XL nha Nguyễn Nguyệt. 70kg XL thôi. Chỉ là lấy hai cái quần cá sấu hai màu hả? Chị Nguyệt Nguyễn là hai màu đúng không? Mấy chị nhớ nha, mấy cái quần đó em không có lời đâu. Mấy chứ không có bơm em nha. Bơm em là tạo nghiệp em á. Nha mấy chị nha, bơm em là tạo nghiệp em á. Gom đã gom không có lấy tiền lời rồi, còn tiền công ở bên tiền vận chuyển em cũng không lấy luôn. Cho nên nó là mấy bà thiệt tình, tôi hỏi tôi thiệt tình ấy, tôi đọc luôn cái giá thiệt tình tôi mua luôn á, có 270.000 à nha mấy chị. Ơ lộn, 280.000 à. Rồi nha mấy chị nha, áo mặc có bán chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. À, rồi màu đen nữa nha mấy chị, màu đen nữa ha. Nó có hai quần ấy, quần màu đen với quần màu xanh đó chị. Cái quần đó chị, cái quần cá sấu là nó có màu đen với quần màu xanh. Em gom có 280.000 à. Ủa chồng. Ờ à, đúng rồi, 280.000. Đù mẹ không lời 1.000 luôn, không nhích 1.000 luôn. Tính ra là vừa bắp luôn á. Vừa bắp luôn á mấy bạn. Cái quần đó mấy chị nó có hai màu. Chồng đem cái quần lại đây coi. Nè có hai màu. Một cái màu xanh này và một cái màu đen. Chồng em mặc này, cái này là ông mặc. Thế bà thấy chồng em mặc cho nên bà hỏi là ừ mua cái quần như chồng thì mặc. Cho nên là em mới nói là ừ chị nào lấy thì em lấy giùm cho. Nè mấy chị, cái logo nó là logo nổi nè mấy chị thấy chưa? 280.000 một quần. Nha mấy chị nha. 280.000 một quần. Nha mấy chị, à, có dây khóa kéo luôn. Nè mấy chị coi giùm em nè. Đó, dây khóa kéo luôn ha. Dây khóa kéo luôn, 280.000 một quần. À, mấy chị nào ưng thì nó có, theo như em biết thì nó có L và XL. Nó có tới 100kg luôn mấy chị, nó tới 4x nữa. Ô thôi mấy bà ơi, thôi dĩ ra là mệt. Chốt rồi nha chị Thanh Tiền ơi. Rồi mấy chị nha, giày chị mang bao nhiêu, xanh đan hả? Hai màu đen, hai cái màu đen luôn hả? Vũ Lợi dép lên size XL. Hà ơi, nhớ ghi nha. Chị tính hoàng là cái quần, hai cái quần 60kg là L là được đó chị. Hà mày ghi á, chị tính hoàng là hai quần cá 6L. Chị Nguyệt Nguyễn hai quần cá 6. À, màu đen XL, chị tính hoàng là hai quần hai màu, một đen một xanh đúng không chị tính hoàng ơi. Chị Trương Tâm lên số size nha chị Trương Tâm ơi. Chị Trương Tâm lên số size. Cái quần nó tới 4XL mà trong khi chồng em mới mặc L thôi mấy chị. 70kg là 1XL mà họ 80kg là 2XL. 75kg là 2XL mà 80kg là 3XL. Không, 90kg luôn mấy chị, tới 100. Nói chung là cái quần nó bự ơi là bự luôn cùng các. Mà thôi mấy bà ơi, đừng có dĩa ra nữa. Dĩa ra mất công tôi đi gom nữa. Một đen một xanh cho chị tính hoàng luôn. Một đen một xanh cho chị tính hoàng luôn nha. Áo ngực nano có 147.000 em ơi. Áo có 65kg không có nha. Áo có 65kg. Áo ngực là 147.000 mà giờ không có hàng để gom luôn em. 147.000 mà không có hàng để gom luôn á. Nó cháy nano, nó cháy quá trời luôn á. Rồi nha mấy chị nha. Rồi còn cái bờ radar đen này mấy chị. Một đen một xanh ok chị luôn. Rồi nè mấy chị, cái bờ radar đen này. Wow đẹp chưa mấy chị ơi. Từ 40kg cho tới 90kg đủ size. Rồi mấy chị nha, không có chị ơi. Quần em mặc không có chị, không có 80kg đâu. Nè mấy chị nha. Chốt đã chốt nha Phan Thị Ngọc Như ơi, chốt rồi. Mấy chị ơi, mấy chị lên đơn là chốt hết nha mấy chị nha. Còn không để chị bốn cái bốn màu. À con nano còn nha, nhưng mà size bao nhiêu nè, nó có còn bốn màu này à, nó chỉ còn bốn màu này thôi, màu nâu nè, màu hồng nè, màu đen nè, màu đỏ nha. Nano em còn được bốn màu nè.
À quên là Thanh Phong ơi, chị còn bốn màu nè em. Còn bốn màu nè. À tao nói bữa nay nó thay đổi avatar, chị nhìn không ra gái ơi. Bốn màu gái yêu, gái yêu, nghe chị. Nghe chị, hốt cái con này về mặt. Chị nói thiệt luôn, mặt chỉ có ghiền thôi nha. Cái nano này mà chị nào mà chưa có thì mà hốt liền vô cho em 32 34 36. Má ơi mặt đẹp lắm luôn. 480 ngàn gom sale đợt này còn có 147 ngàn. Tranh thủ gom nha mấy chị nha. Thằng nano cao cấp dùm cho em. Nano cao cấp nha mấy chị. Đợt em mua size 3 kg mặt loại này size à chị 34 luôn em. Gái nghe chị đi, em nghe chị đi. Em mặc loại này đó, hổng mày mày muốn đụng với loại khác là thôi luôn á. Không muốn đụng bất kỳ cái loại nào khác luôn. Mặc xong là ghiền luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em im. Ok chị Phụng Lập Hình nè, nhớ hai quần hai màu nam anh L nha. Ok chị nè, hè mày nhớ mấy cái quần của mấy chị là ghi quần K6 vô nha. Kêu mấy đứa chốt đơn vô nha, chứ để mất công nó không chốt cái là mất công lắm. Túi sách đen ok luôn. Rồi mấy chị, quần em không cả. Rồi chị nào lấy em im. Nè em còn bốn màu nè em. Má ơi cái nano cao cấp lắm nha mấy chị nha. Nano là hàng cao cấp, hàng VIP á mấy chị, hàng đắt tiền á. Hàng mặt nó lâu cũ cực kỳ luôn. Đây tôi cho mấy bà coi cái vú. Má nhìn ai biết vú lép trời. Mặt lên mà không có khe tôi cho trả hàng. Mặt lên mà không có khe tôi cho trả hàng. Mấy bà nhìn đó hả? Ai nghĩ vú lép trời. Không ai nghĩ em vú lép luôn á. Mà mặc cái áo này mấy chị, lấy bốn cái bốn màu và bốn ok em mấy chị coi nè. Chết đi nó bự u u luôn mấy chị nha. Mà không nghĩ rằng là em vú lép đó mấy chị. Mặc lên nó đôn ngực dữ lắm mấy chị. Mặc vô êm lắm, êm dã man luôn, em cực kỳ luôn. Nano em có màu hồng nè. Em có size 32 34 36, 147 ngàn. Hàng siêu VIP, hàng cao cấp, hàng đắt tiền. Hàng bao giá thị trường từ 500 ngàn tới 700 ngàn trở lên nha mấy chị nha. Có nghĩa là cái chất lượng của nó bao giá thị trường là như vậy đó mấy chị. Hàng mang lên mà không đẹp, không đã. Hàng mang lên không nực, ở lộn à, không, không, không nâng ngực nè. Hàng mang lên mà bị nóng, bị bứt, bị đổ mồ hôi, hay là bị không rút mồ hôi, hoặc là bị chạy, bị tuột áo ngực cho trả hàng luôn nha mấy chị. Màu hồng, nano màu hồng em có size 32 34 36, 147 ngàn. Nano màu nâu em có size 32 34 36, 147 ngàn. Nano màu đỏ 32 34 36, 147 ngàn. Nano màu đen 32 34 36, 147 ngàn. 147 ngàn một cái áo vú thôi mà mặc ngon lắm nha mấy chị nha. Gửi chị em nano nha mấy chị nha. Nano nano kèm màu kèm size nha mấy chị. Tuyết Nguyễn ở 6 mới cưới 1m55 hả chị đặt là cái gì vậy chị? À ok chị Tuyết Nguyễn nè, ok chị nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em á. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Áo ngực kèm màu kèm size giùm em. Màu đen ha, màu đỏ ha, màu nâu ha, màu hồng nha. Có 147 ngàn một cái mấy chị, rẻ quá trời luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em á. Rồi nè mấy chị, áo Prada màu đen em có size là từ 40kg cho tới 90kg đủ size nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi áo Prada màu đen 40kg tới 90kg đủ size 119 ngàn luôn. Chị nào ông bra lên giùm em bra nha. Chị nào ông bra đen lên cho em bra đen nha mấy chị nha. Chị nào ông bra đen lên giùm em bra đen từ 40kg tới 90kg giùm em nha mấy chị nha. 119 ngàn, 119 ngàn giùm em. 119 ngàn nha mấy chị. 119 ngàn. Chị nào ông bra da đen lên giùm em bra da đen nha. 119 ngàn. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha. 119 ngàn thôi nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, áo ngực nano ok chị luôn, nano màu hồng màu nâu ok chị luôn. Rồi 75kg cho chị Ngọc Tú nè, áo ngực ok mấy chị luôn. Rồi mấy chị đặt áo ngực rồi lên có đơn hết nha. Chị nào cũng có hết, đặt là có, đặt là có nha. Đặt là có, đặt là có luôn, bra đen 2L, 2XL. Dạ ok chị nè, áo cá sấu đen lên mẫu chưa? Rồi đợi xíu em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em, nano màu hồng size 36 ok em. À, thử đi mấy chị, không tin thử em cái trước đi. Ok mấy bà mua thêm không sao hết á. Em cũng không kêu mấy chị ở muôn lần 5 cái 7 cái hết trơn. Thử một cái trước ok rồi mấy chị ủng hộ em sau thêm cũng được, không sao. Không sao hết nha mấy chị ơi, em đi Thái thường xuyên luôn cho nên mấy chị yên tâm nha. Rồi Prada ok mấy chị luôn, chị nào lấy lên giùm em. Rồi em qua mẫu nha. Em qua mẫu nè. Đưa cho anh giờ cái mã cái xấu cho. Đây là cái quần này mấy chị, do em tính trước rồi. Cái mẫu cái xấu này nè. Cái mẫu cá sấu này nè. Đó, tôi lấy cái áo ra để cho ông mặc là cái này nè. Đấy, ông mặc đi. Tôi lấy cái mẫu đó ra riêng cho ông mặc đó. Đây mấy chị nha, mẫu cá sấu, mẫu mới luôn.
về mang 220 ngàn chị ơi, về mang 220 ngàn. U là trời, cái con cá sấu mẫu mới toanh của nó luôn, vừa mới ra hàng luôn nha mấy chị nhá, 119 ngàn một cái. Mấy chị ghi cho em mã 10 màu trắng, cái này mã 10 màu trắng, em có size từ 40kg tới 90kg, chị nào lấy lên giùm em mã 10. Mã 10 màu trắng 40kg tới 90kg giùm em, 119 ngàn. Mã 10 màu trắng nha mấy chị nha, đẹp xuất sắc bà bảy luôn. Mã 10 màu trắng từ 40kg tới 90kg đủ size giùm em. Nano mặc ok lắm, lúc trước mua cũng đắn đo, mua rồi mặc kìa. I love you. I love you. Cảm ơn thiệt. Thiệt thử đặt niềm tin đi mấy chị, một cái trước cũng được ok, xong mới chế mua thêm vài cái nữa để dành mang nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ren còn nha em ơi, còn em 270, nó đang sale rẻ đó em. Rồi nha mấy chị nha, mã 10 màu trắng từ 40kg tới 90kg dùng em. Đẹp ơi là đẹp luôn. Hai quần cá sấu nam 80kg hả? 80kg chắc 3X phải không chồng? 80kg 3X đi, 80kg 3X. Hà mày ghi hai màu luôn nha, thanh phượng ha. Ủa vậy là bao nhiêu cái quần rồi? Nãy giờ mày có thiệt kê ra không Hà? Có ghi không? Rồi nè mấy chị, rồi cá sấu trắng 40kg cho tới, 40kg cho tới nhiều ta, 90. Trời ơi, đẹp xỉu luôn, mã mới ra của cá sấu luôn nha. 40kg tới 90kg giùm em, đủ size 119 ngàn. Cá sấu nè ha, nhưng mấy chị tên thương hiệu nó nè. Mã 10 màu trắng 60kg. Rồi chị nào ân lên giùm cho em nha mấy chị. Mã 10 màu trắng 40 tới 90. Nano không có 40 chị ơi. À, đợt năm ngoái em mua cả lố áo ngực, mặc tới giờ còn ngon mà ghiền quá, mua tiếp để dành xài hả? Cảm ơn em, I love you em, cảm ơn em nhiều nha. Rồi mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm em ha, ghi giùm em nha mấy chị nha. À, mã cá sấu trắng 40kg, mã 10. Mấy chị ghi cho em mã 10, mã 10 nha mấy chị nha, mã 10 40kg cho tới, mã 10 là 40kg cho tới nhiêu ta? Mã 10 40kg cho tới 90kg màu trắng, chị nào ơn mã 10 lên cho em mã 10 nha mấy chị nha, mã 10 màu trắng 40kg tới 90kg. Quần led này của thằng xui này nè, hot lắm. À, từ 45kg cho tới 58kg em gom mới chế chỉ có 270 ngàn một lố 10 quần, một lố 10 quần nha mấy chị nha, rất 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 là đẹp luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, một lố 10 quần cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha, 270 ngàn, 270 ngàn nha mấy chị, 270 ngàn. Chị nào ân lên giùm em hàng của xui này nè mấy chị đó, thương hiệu của nó đó mấy chị. Rồi chị nào lấy quần lót lên cho em, một lố 10 quần 270 ngàn, không có cho chọn màu chọn mơ gì trơn đó mấy chị nhá. Ừ, cứ lố nó gì đó mấy chị, nó bóc nguyên lố gì mấy chị. Đợt này em chỉ gom được có 30 lố thôi nha mọi người, muốn cũng có thêm nữa. Em chỉ gom được có 30 lố thôi nha mấy chị nha, muốn cũng có thêm nữa mấy chị ơi, bởi vì nó cháy hàng dữ lắm do nó đang sale á. Bình thường nó không sale tới 399 ngàn một lố mà bây giờ nó sale còn có 270 ngàn, cho nên ai cũng đổ xô vô mua quá trời quá đất luôn. Mấy người mà đi buôn mấy chị, qua bên Thái rồi mấy bạn biết đi buôn nhiều lắm. Tôi nói đi mà qua bên Thái Lan là gặp người Việt của mình là nhiều nhiều lắm luôn mấy chị. Giờ nay á, ngày nay đi dễ rồi á, cho nên người ta đi cũng nhiều á, cho nên là gặp dễ lắm mấy chị. Xong rồi hả, là người ta đặt hàng này mấy chị à, người ta lấy nhiều lắm. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em sandal 36, ok chị Hương Mai nè. Rồi mấy chị mã 10 màu trắng 40kg hai áo, 42kg nano ok chị, có đen như Hương Đoàn ơi. Rồi mấy chị, mình toàn mặc áo thun nhà Thủy Lê, I love you chị con sóc nè. cảm ơn chị nhiều, ơn gì ủng hộ em nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em, thấy chị không em. Cái gì chị, cái gì chị hỏi em cái gì, chị hỏi em cái gì chị hỏi lại giúp em nha. Chị hỏi cái gì chị hỏi lại giúp em. Rồi mã 10 cá sấu màu trắng 40kg tới 90kg 119 ngàn. Mã 10 cá sấu màu đen nha mấy chị nha, 40kg tới 90kg luôn, cũng 119 ngàn nha mấy chị. Quần 70kg là quần gì, quần em mặc hả, 70kg không có hàng đâu chị ơi, không có vừa nha. Rồi nha mấy chị này đấy. Ủa cái áo đó màu vàng nữa nè mấy chị, màu vàng hồi tối qua em bán quá trời luôn. Mã 10 màu vàng nữa nè mọi người ơi, đẹp quá. Màu vàng cũng 40kg tới 90kg giùm em. Mã 10 màu vàng nha mấy chị nha. Mã 10 màu vàng 40kg tới 90kg luôn. Chị nào ân lên giùm em nha mấy chị nha. Mã 10 màu vàng 40kg tới 90kg giùm em. Ủa chồng ơi, hình như buổi sáng là mình không có ăn sáng, cái mình ăn trưa luôn đúng không?
Rồi cái à. Rồi nha mấy chị ạ. Ô đẹp quá, màu vàng 40 kg tới 90 kg. Mã 10 không có nha chị Kim Đài ơi, không có chị ơi, màu đen em nói thiệt sự luôn. Chị mua thử màu đen đi. Màu đen đẹp cả tầm 8 thôi, màu nâu đẹp 10 lần chị. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em. Em thấy cái màu đen ở ngoài rồi. Em thấy cái màu đen đó ở ngoài mấy chị. Màu đen rồi màu này màu kia nữa, nhưng mà mấy chị biết sao, thứ nhất là do những cái màu nó kém, mặt nó không có đẹp. Cái thứ hai nó không có kiểu như là nó không có bằng á mấy chị. À, không có bằng, ví dụ như thường thường là có kiểu là 1910 đúng không? Nhưng mà cái này nó có sự chênh lệch là 1810, cho nên mình thường mình sẽ nhích những cái màu nào mà mình thấy nó đẹp hơn. Cho nên nó mấy chị, em chọn ngay cái màu nâu mang lên nó trắng da mà nó lại mang nó đẹp lắm mấy chị. Nhìn nó sang lắm. Có 220 nghìn à. Cho nên rẻ lắm mấy chị ơi. Rồi nha mấy chị nha, mã 10 màu vàng 45 hai cái ok chị. Mã 10 màu vàng ok chị luôn. Mã 10 màu vàng đẹp lắm mấy chị ơi, từ 40 kg cho tới 90 kg nha. Chị nào lấy form à, dáng ô lộn giày hở giày giày size chuẩn nha. Giày size chuẩn chị nào lấy. Mấy chị nào đặt cái gì cũng có hết trơn nha mọi người, đặt cái gì cũng có hết. Màu vàng 40 kg cho tới 90 kg luôn. Ghi chị em mã 10 màu vàng 40 tới 90. Mã 10 màu vàng 40 tới 90 có 119 ngàn mấy chị, nó rẻ. Như cái áo thun hàng mấy chị mua ra ngoài chợ, mấy chị mua cái kia cũng hơn trăm mấy. Thôi mấy chị mua em đi, ủng hộ em đi. Em xách tay về cho mấy chị luôn. Chắc mặt cọt tông không mát không lấy tiền luôn. Nha mấy chị nha, không mát không lấy tiền luôn mọi người. Rồi nha mấy chị nha. Màu đen nữa nè. Cảm ơn mấy chị màu đen nữa nè. Cá sấu đen nữa nha mấy chị. Dép nữa đúng không em? Ủa em có mà. Em có giày dép sandal rồi tùm lum tà la tà lả hết chưa? Rồi lên cho em cá sấu đen mã 10 đen 40 kg tới 90 kg. 220 chị con sóc ơi, nghe em đi. Bà mua và nhịn mua một hai cái áo, cái bà mua đủ cái đôi sandal này. Bà mua cái đôi sandal này bây giờ bà nghe em đi mang mà không đã cái nư bà tôi cho rõ hàng. Này cái đôi giày này mấy chị đang cái dáng đang đứng ha. Có cái giày ha. Ha. Nâng xuống liền. Đẹp ha. Này mấy chị thiệt mấy bà nhịn tô hủ tiếu rồi, mấy bà nhịn nhịn ly trà sữa với bịch đánh rắn trộn, mấy bà mua được cái đôi này à, 220 ngàn, từ 36 cho tới 40 mà nó đẹp lắm mấy chị. Mang lên họ cái form nó đẹp mà nó nhẹ tưng luôn, mà nó êm giá mang luôn, nó êm cực kỳ luôn mấy chị. Chà rửa thoải mái đi mức đi nữa, lỡ mà dính nước dính ô đồ không sợ bị họ kêu, bởi vì cái quai nó mấy chị không, nó đúc từ dưới đây đúc xuống, đúc dưới đây đúc xuống đó. Rồi hàng này á là nơi sản xuất của nó là Mắc In China, nhưng phân phối độc quyền tại Thái Lan nha mấy chị nha. Chị nào ưng á thì mấy chị lấy lên đơn dùm chim 220 ngàn nha mấy chị. Cho nên thường thường mấy chị sẽ thấy là những cái đôi này là những người đi Thái xách tay về sẽ có nha mấy chị, sẽ có những cái dòng này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy em ạ. Rồi mã 10 nha, chị nào đặt hàng cũng có hết. Mã 10 màu đen, trời ơi đẹp lắm. Trời ơi chị Nguyễn Á Lan ơi, mã này đẹp lắm. Rồi mã 10 màu đen 40 kg cho tới 90 kg, má ơi đẹp chưa. Mã 10 màu đen này chồng mạnh có vô chồng. Mã 10 màu đen 40 kg cho 90 kg luôn nè mấy chị, coi giùm em này. Nè đó, hợp với con cá sấu quần trọng mặt luôn. Rồi mấy chị nha, em lấy ra em để cho ông mặc đó mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, đó em lấy ra em để cho ông mặc nè. Em lấy ra để em để cho ông mặc đó mấy chị. Rồi nha mấy chị nha, mã 10 màu đen. Mã 10 màu đen 40 kg cho tới 90 kg luôn, đủ size. Nha mấy chị, ân màu nào lên cho em màu đó. Nha mấy chị, tao nói làm biến chi mà giữ thì trời. Rồi mã 10 màu trắng, mã 10 màu đen luôn. Màu trắng 40 kg tới 90 kg, màu đen cũng 40 kg tới 90 kg, màu vàng cũng 40 kg tới 90 kg luôn. Nha mấy chị, mã 10 em có 3 màu. Nha mấy chị nha. Chị đang mặc size M đó em. Ha. Thấy rõ. Thấy chưa? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi chị nào lấy mã 10 lên cho em, mã 10 kèm màu kèm size. Mã 10 kèm màu kèm size. Rồi mấy chị, em có cái áo gấu này nè. Mấy chị nào lấy thì tranh thủ nha mọi người ơi. Áo này là hàng phi size, hàng neo nè. Mấy chị lấy chị em là gấu đen. Gấu đen 63kg tới 73kg mặc vừa, hàng phi size. Mà dưới 63kg mặc rộng như em mà mấy chị quất nha, đẹp lắm. Mấy chị y ân ghi cho em gấu trắng 180, gấu đen 180. Ôi đỉnh cái chớp luôn. Quá đẹp luôn Thủy ơi. Trời ơi đẹp lắm chị nào ơn. Cái con này đang hot rần rần tại Thái luôn nha. Ai đi đặt hàng gì, ai đi xách tay gì đó, gần như cũng có mấy chị. Đặt hàng á, khách đặt hàng với lại á, mặt đi ngớ nè. Nhiều lắm, người ta xách tay về nhiều lắm nha.
Rồi chị nào ưng lên giùm em mã 10K6. Ok chị. Ô đỉnh quá. Lên cho em áo gấu đen từ 63kg tới 73kg, mặc vừa, dưới 63kg, ưng mặc rộng như em mới chế xúc. Nha mấy chị ơi, nha, ưng mới chế, ưng mặc rộng như em mới chế xúc. Gấu đen 108, gấu trắng 108, mấy chị ghi nhớ ghi gấu đen hoặc gấu trắng 108 vô nha. Nhớ ghi chữ em 108 vô nha mấy chị. Nó phân biệt cái giá mấy chị. Rồi, nè, mấy chị coi em này, gấu trắng trụ đẹp chưa? Ưng gấu đen lấy gấu đen, ưng gấu trắng lấy gấu trắng giùm chị em. Không có nha Bé Nguyễn ơi. Rồi những mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Ưng gấu đen lấy gấu đen. Ôi ơi. Ô con này mấy chị ơi, đẹp quá, có 180.000 mọi người ơi. Ô đẹp quá à. Mấy chị ơi coi này, đẹp quá. Gấu đen gấu trắng nha. Một màu cá đen cá 690, ok chị luôn. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Ưng gấu đen lấy gấu đen, ưng gấu trắng lên giùm em gấu trắng nha. Helen Nguyễn áo lên số ký chị ơi, gấu trắng. À, chị Thủy Tiên ơi, 60kg là nó không có sai, em nói trước nha. Em thì 55kg em mặc rộng như vậy. Chị 60kg chị mặc đỡ rộng hơn của em. Nhưng mà cái áo này với chị mặc vừa là từ 63kg tới 73kg mặc vừa. Dưới 63kg ưng mặc rộng như em hãy mua. Hàng nó không có sai nha mấy chị nha. Hàng của nó là hàng free size nha mọi người. Hàng của nó là hàng free size nha. Đẹp quá. Ồ, nhức nách luôn mấy chị. Helen Nguyễn lên số ký chị ơi. Rồi chị nào ưng lên giùm chị em nha mấy chị nha. Ưng màu trắng lên màu trắng à. Ưng gấu đen lên giùm em gấu đen nha mấy chị nha. Có 180.000 thôi chị. Có 180.000 thôi. Đẹp quá à, thích ghê luôn á trời. 180.000 thôi nha mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ơi. Ok chị Helen Nguyễn nè. Chào mấy chị nha. Cái con này nha mấy chị ơi, đẹp lắm. Cái con này là cái con LV. Từ 40kg cho tới 61kg. À tới 73kg giùm chị em. Nha mấy chị. Ok chị Thu Hàng Nguyễn nè. Rồi nha mấy chị nha, cái mã LV màu đen này ạ. À, từ 40kg. Nha mấy chị nha, từ 40kg cho tới 73kg giùm chị em mặc vừa. Em gom mấy chị chỉ có giá 119.000 thôi. Chị nào ưng con LV lên giùm em con LV nha mấy chị nha. Ưng con LV lên giùm em con LV. Từ 40kg cho tới 73kg giùm chị em nha mấy chị. Gửi chị em con LV nha mấy chị nha. Kim Đài lên cho em số size chị ơi. Sát đuổi mũi em gom luôn giá sale 79.000 cục luôn chị. Sát đuổi mũi gom luôn giá sale 79.000 cục ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ưng lên giùm chị em ạ. LV đen 40kg cho tới 73kg giùm chị em 119.000. Chị nào ưng đen LV lên chị em đen LV nha. 40kg cho tới 73kg giùm chị em 119.000. Nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Đó. Quá đẹp luôn. LV đen 40kg cho tới 73kg giùm chị em 119.000. Nha mấy chị, 119.000 ạ. Ồ đẹp quá. Mấy chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Nha mấy chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi mấy chị nha. Không có size 27 chứ ơi. Quần này cái size 29, 30, 31, 32. Rồi mấy chị, ok phong trần luôn. LV đen size L. LV đen 40kg cho tới 73kg giùm chị em 119.000. Nha mấy chị nha, 119.000. Chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Rồi ok băng băng, ok Nguyễn Hồng luôn. Rồi LV đen 40kg cho tới 73kg 119.000. Đẹp lắm luôn mấy chị, rất là sang luôn nha. Rồi 40kg tới 73kg giùm chị em 119.000. Rồi chị nào lấy LV đen lên LV đen. Rồi cái này nó có LV trắng luôn nha mấy chị. LV trắng luôn nha mấy chị nha. Ồ đẹp quá. LV trắng là 53kg cho tới 61 rồi mấy chị. LV trắng thì nó có size từ 53 tới 61 thôi nha. LV trắng có size từ 53kg tới 61kg thôi. Ô đẹp dữ vậy trời. LV trắng trong lại đây lựa dép cho vợ này. 53kg tới 61kg. Chị nào lấy LV trắng lên giùm em. Giày mỏng sang nữa thôi mấy bà ơi. Trắng em chỉ có size 53 tới 61. Cái đôi mã bra gì với cái mã hàng này chồng của thằng
của thằng cùng hãng với thằng Sandan này này. Yep á, nó cùng hãng với thằng Sandan đó. Rồi eo vì trắng nha mấy chị nha, eo vì trắng chô đế cao lên nhìn cái dáng mình đẹp liền nha mấy chị. Rồi nha mấy chị, eo vì trắng 53kg tới 61kg mấy chị ơi. Em có cái đôi à, trời nó đẹp dữ vậy trời. Nè mấy chị, nó cùng hãng với lại cái thằng Sandan luôn. Ồ mấy chị coi giúp em nè. À dép bờ ở gì bra nè mấy chị, dép bra hồng và dép bra đen, lấy chân vợ màu đen được chưa. Vậy 50kg mặc size mấy em hả? Ồ 50kg hả, sợ 29 sợ mặt rộng quá chị à, sợ 29 sợ mặt rộng á. Cái quân loại này sợ 29 sợ rộng, bình thường là cỡ tầm 50kg mặc sợ 29 ok, nhưng mà cái này sợ 29 sợ rộng. Trời ơi cái đôi bra này mấy chị đẹp quá, bra hồng này mấy chị ơi, cái đôi bra hồng đẹp chết đi, đẹp đế cao 4 phân giùm cho em. Mấy chị ơi, nó y chang với lại cùng hãng với cái đôi sandal đó. Nè mấy chị, nó cũng bra nhưng mà cái này nó có làm theo cái logo của nó trên cái quai luôn. Mấy chị ơi, có 195.000 em gom cho mấy chị, có 195.000 thôi. Gửi cho em bra hồng có size từ 36 cho tới 40 nha mấy chị nha, bra hồng đẹp lắm. Từ 36 cho tới 40. Trắng nha mấy chị, trắng không có L như Phương Trần ơi. Em có hai màu, màu trắng và màu đen, bờ ra đen và bờ ra trắng dùm cho em 195.000. Đẹp cực kỳ luôn, nó cùng hãng với sandal. Cho nên này mấy chị, cái đế của nó, nó cũng khắc cái logo của nó là Made in China, nhưng mà độc quyền phân phối tại Thái Lan nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Ok Trần Thị Thanh Phong nè. Rồi chị nào ơn ghi dùm cho em bờ ra đen hoặc bờ ra trắng dùm em. Trời ơi đẹp lắm. Bờ ra hồng và bờ ra đen giùm em bao nhiêu trời, có 195.000. 195.000 nha mấy chị. Ok băng băng luôn. Mấy chị ơi đẹp lắm, 195.000 à mấy chị, đẹp lắm luôn nha. Nè. Thấy chưa? Còn màu đen nữa nè. Ồ thì ơi. Từ 36 chết đi nó sang. Từ 36 cho tới 40 luôn. Ê, sang lắm mấy chị. Sang lắm luôn á, nhìn sang lắm nhá. Dép bờ ra đen hoặc bờ ra hồng giùm em. Ok chị Minh Đặng luôn. Quần em mặc không có 73kg nha chị Loan Nguyễn ơi. Không không vừa nha chị Loan Nguyễn. Bờ ra hồng. Ồ mấy chế ơi nó sang lắm, sang lắm. Nè cái quai này. Ví dụ như mấy chế mang cho nó nhỏ nhỏ hơn thì mấy chế rút cái size lại. Đó vậy nè. Nè nhỏ nhỏ hơn cho nó xích sao hơn thôi mấy chế rút lại. Ô mà nó đẹp quá. Có 195.000, em nói thiệt em bán với chị cái gì cũng rẻ hết trơn luôn. Người ta bán với chị 200-300.000 một đôi, 200-300.000 một đôi. Em gom với chị 195.000. Chị nào ân đen lên đen, chị nào ân hồng lên hồng giùm em. Áo em gom với chị có 119.000 nha mấy chị nha. À, hàng chuẩn sách tay về từ Thái về cho mấy chị nữa. Trời ơi cái form ấy càng đẹp quá. Đúng là con vợ nó mắt thẩm mỹ giờ quá ok luôn. Mấy chị thấy chưa, nhìn vô một phát một cái mang. À, ôi chị, ồ đẹp quá, đẹp quá. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị, bờ ra hồng hoặc bờ ra đen giùm cho em. Bờ ra hồng 195, bờ ra đen cũng 195. Em gom mới chế bờ ra hồng hoặc bờ ra đen 195 luôn, đủ size nha mấy chị nha, đẹp quá. Áo trắng 57kg, áo trắng eo vì. Rồi mấy chị ơi, áo trắng em mặc đó là em có size là từ 40kg cho còn lộn lộn 52kg, 53kg cho tới 61 nha. Eo vì đen 65kg, ok chị Nguyễn Cao nè. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào lấy lên em. Nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Chị nào lấy lên đơn giùm em nha mấy chị nha, 119.000. Chị nào ân lên giùm em nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Áo trắng 53 ok chị luôn. Rồi áo em mặc là từ 53 tới 61, 119.000 luôn. Chị nào ân lên giùm em ạ, 119.000 nha mấy chị nha. Bờ ra đen ok luôn ạ. À. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Chị nào lấy lên em nha mấy chị nha. Wow, 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 cái con Dior. Con Dior đẹp tuyệt vời luôn. Bờ ra đen ok chị luôn. Cái con Dior áo đen đã like chưa chị? Like rồi. Chị like nãy giờ rồi em. Bờ ra hồng. Rồi nha mấy chị nha. Trời ơi. Nè mấy chị. Bị nổn. Bị nổn. Bị o. Bị o trắng rồi ta. Bị o trắng không quên mở ra rồi nè. Ôi 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 ôi. Đi. Rồi đi o đen.
40kg cho tới 90kg đủ size 119.000. Bra đen size 36. Hà mày ghi chữ bra á, đây chữ bò nữa nhé Hà, cho nó đúng cho đỡ mất công cái tụi nó tưởng nó cái gì nó chút luôn á. Dép bra mày nhớ ghi là dép bra đen, dép bra hồng 195.000. Ghi kỹ ra, càng kỹ ra cho nó khỏi bị lộn. Rồi nha quý chị nha, Dior đen quá xuất sắc luôn. Eo vì không có 50kg em ơi. Thanh Thiên Hương nó ghi comment. Ừ nó ghi theo ý nó không à. Ừ có thôi cũng được. Thiên Hương ơi, bị ghi cái gì vậy? Bị ghi mày chắc đó. Ghi mày tức quá. Không có hàng nha Thiên Hương. Rồi, Dior đen 40kg cho tới 90kg đủ size. Em gom với chị 119.000. Chị nó ơn Dior đen lên giùm em, Dior đen 40kg nha quý chị nha. Dạ ok chị Lê Coffee này. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị nào lấy lên đơn giùm em nha quý chị nha. Chị nào lấy lên đơn giùm em. 40 kỹ tới 90 kỹ giùm chị em. Dior đen 40 tới 90 119.000. Chị nào ân Dior đen lên giùm em, Dior đen. Dép bra đúng rồi, bra bờ bò mấy chị, bra đen vòng. Rồi mấy chị nha, đen hay hồng nha Tuyết Nguyễn ơi. Đen hay hồng nha chị. Rồi chị nào ân bra đen lên, ân Dior đen lên cho em, Dior đen. 40 kỹ tới 90 kỹ giùm em đủ size. 119.000. Chị nào ân Dior đen lên giùm em, Dior đen 40kg tới 90kg giùm em ạ, đủ size nha mấy chị. 40kg tới 90kg giùm em đủ size 119.000 nha mấy chị nha. 119.000 giùm em ha. Mấy chị ơi nhớ nha mấy chị, bữa nay mấy chị chia sẻ like nhiều giùm cho em. 5 chị chia sẻ like nhiều nhất sẽ tặng mỗi chị một cái túi Chanel full hộp. 5 chị chia sẻ like nhiều nhất em sẽ tặng mỗi chị một cái túi Chanel full hộp luôn nha mấy chị. Túi Chanel full hộp luôn em sẽ tặng cho 5 chị. 5 chị có lượt chia sẻ like nhiều nhất. Nói thiệt luôn bà ơi, ở bên túi bà chơi ít có lượt chia sẻ quá, cho nên mấy bà chia sẻ phát cái dễ trúng liền luôn á. 5 chị ship trên cái bảng size á, cái bảng mà những chị nào mà lượt chia sẻ, 5 chị chia sẻ like nhiều nhất sẽ được tặng mỗi chị một cái túi sách Chanel. Nha mấy chị, em sẽ công bố kết quả vào ngày hôm sau. Nha mấy chị nha, chị nào á, nhớ nha mấy chị nha, mấy bà chia sẻ một lần trang cá nhân còn lại hội nhóm. Một lần trang cá nhân còn lại hội nhóm, chia sẻ hội nhóm càng nhiều thì càng dễ trúng giùm cho em. Trời ơi mấy bà mua bà trúng mà trúng hoài, nhận quà mà mờ xỉu luôn á. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Em tặng cho 5 chị nha mấy chị nha, có cái lượt chia sẻ ra nhiều nhất ha. Rồi nha mấy chị nha. Dior đen 70 ok chị. Dior đen 40kg tới 90kg luôn đủ size. Dior đen 40kg tới 90kg luôn. Đủ size nha mấy chị nha. Rồi, em lên cho mấy chị cái mã cho em này. Mã cho em. Mã cho em 40kg cho tới 73kg. Ok chị Hoa Nguyễn này. Chị O đen 90, ok chị Loan Nguyễn này. Rồi nha mấy chị nha. Rồi đây nha mấy chị ơi. Cái mã cho em giùm em nha mấy chị. 40kg tới 73kg giùm cho em. 119.000. Cái áo nha mấy chị nha. Áo chem trắng nè, 40kg tới 73kg 119.000. Chị nào ân lên giùm em ạ. Áo trắng mà chem 40kg tới 73kg. Đẹp lắm. Chị Kiều Thanh là sao? Chị Kiều Thanh chứ có số điện thoại không chốt à? À. Kiều Thanh lên số điện thoại nha Kiều Thanh ơi. Kiều Thanh lên số điện thoại nha. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm em ạ. Đi quên lộ, mã chem trắng giùm chị em bao đẹp 40kg tới 73kg đủ size 119.000. Chị nào ân lên giùm em nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Đi quên lộ, chem trắng 40kg tới 73kg giùm em. Chem trắng 40kg tới 73kg. Chấm bài tương tác giúp em đi mọi người ơi. Chấm bài tương tác giúp em với. Kêu nói đâu. Chấm bài tương tác lên giúp em nha mấy chị nha. Chem trắng nha mấy chị ơi, chem trắng 40kg cho tới 73kg giùm em. Chấm bài tương tác đồ lên giùm em với nha mấy chị nha. Tao nói không có thấy comment nhảy luôn á. Rồi nha mấy chị ơi, chị nào lấy lên giùm em ha. Chem trắng 40kg cho tới 73kg 119.000. Chem trắng 40kg cho tới 73kg 119.000. Rồi nha mấy chị nha, 119.000 ạ.
119.000 nha mấy chị nha. 119.000, chị nào lấy lên giùm em ha. 119.000 nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy mềm. Ok Châu Bùi luôn. Dạ ok chị Thủy Tiên luôn. Rồi mấy chị nha, kem trắng ok chị Linh Hình luôn. Rồi nha mấy chị nào lấy giùm em ạ. Kem trắng nha mấy chị nha, 40kg cho tới 73kg giùm em, 119.000. Chị nào ân lên giùm em ha. Kem trắng 40kg cho tới 73kg giùm chị em, 119.000 ạ. Mấy chị ơi, em có cái tinh dầu nước hoa mà để trong trong phòng, trong xi hơi, trong nhà khách đó. Có chị nào ơn không em gom cho. Này mấy chị, đắt lắm mọi người ơi. Chai này á là 280.000 một chai chứ. Mà cái chai nó to. Ngắm mấy cây vô nha mấy chị nha, tỏa hương thơm, đặc biệt là ai có phòng phòng khách. Có cái gì? Có bật máy lạnh ấy. Trời ơi, đỡ cái tinh dầu em mua chục chai về em để mấy chị. Em để phòng ngủ, phòng khách. À quên, ở cái shop ấy. Chị nào ơn ông thì nói em gom cùng nha mấy chị nha, thơm lắm. Em gom 280.000 một chai, vừa to vừa nhiều vừa rất là nặng luôn. Tinh dầu nước hoa để xe hơi là em nói thiệt bao sang chảnh luôn. Để cái kiểu như là những cái chỗ mà mấy chị biết sao, những cái chỗ này mà vô những cái khách sạn mà 5 sao rồi đó mấy chị. Thơm lắm nha, mình mở vô ở bên Thái là nó có cái gọi là thiên đường nước hoa luôn á. Nhưng mấy chị nha, em gom là 280.000 một chai. Thơm lắm, em gom chục chai. Em gom chục chai gì em xài. Cho nên chị nào có ơn thì nói giùm em ha. Hà mày nhớ ghi là tinh dầu nước hoa để phòng. Tinh dầu nước hoa để phòng. Em nói thiệt với chị luôn, em vô tình em đi vô cái shop kia. Cái em thấy nó thơm, nó trưng trên cái tủ á mấy chị. Em hỏi người ta là mua chỗ này. Bắt đầu nó chỉ em lên là trên trung tâm thương mại á, là lấy cái trên đó. Mà nói thiệt, nó nói là giá hơi cao đó. Tại vì mấy chị biết không, cái xong cái 280.000, nó thẳng ra là 270.000, em lời 10.000. Cái xong á là nó kêu em là thơm lắm, mà xài rất là lâu luôn. Xài tới mấy tháng nó mới hết. Mấy chị mở cái nắp ra, mấy bà gắm vô hết ở trong này nè. Này mấy chị, nó thơm lắm nha mọi người. Mà nó sang lắm nha mấy chị nha, tinh dầu nước hoa ha. 280.000 nè. Đó, sau đó mấy chị về mấy chị khui cái nắp này ra. Sau đó mấy chị để cái mấy cái cây nè, mấy chị để mấy chị gắm vô, cái tinh dầu nó thấm vô, bắt đầu nó tỏa ra hương thơm mà rất là sang trọng luôn nha mấy chị nha. Đặc biệt mấy chị nào mà cái kiểu như là cái kiểu như mấy chị thích cái cuộc sống mà mình hưởng thụ mấy chị, cái kiểu như mình đi làm gì một ngày rất là mệt mỏi, mở cái cửa vô cái tinh dầu nó hương thơm nó phả vô, nó làm cho mình cái sảng khoái tinh thần cho mình, nó làm cho mình cái nói chung là mình có cái cảm giác mình rất là nhà giàu luôn. Thì cái cảm giác như là mình thấy nó ê cuộc đời rất đẹp sao. Nhưng mấy chị nha, em thấy nó thơm, em mua chục chai gì em xài. Tại vì mấy chị biết sao, em để nè phòng ngủ do khách, phòng ngủ của em mấy chị do bật máy lạnh 24/24 luôn á, do mấy con em nó không có chịu được ấy, cho nên là nó phải lúc nào cũng xài máy lạnh. Ví dụ như hồi trước nó không đi học á nha, nó đi học á là chỉ bật buổi tối thôi, còn mà giờ nay nó ở nhà nó hè mấy chị, 24/24 luôn, nó có bít cái cửa phòng lại mấy chị à. Cái em sợ nó bị mùi hôi, nó cái mùi trống á, nó không có thoát khí ra được ấy, cho nên là em cần cái này mà mấy chị để trong phòng, đặc biệt mấy chị để phòng có máy lạnh rất tốt luôn. Còn không chị nào mà sang chảnh chút xíu mấy chị để trong toilet nữa mấy chị, trời ơi thơm lắm, sang chảnh lắm nha mấy chị nha. Tinh dầu nước hoa để phòng 280.000 nha mấy chị nha, thơm lắm nha mấy chị nha, thơm lắm luôn mấy chị. Hương không có hiểu nổi mấy chị, cái đó là mình gắm cái gỗ đó vô, cái bông gỗ đó vô rồi nó tỏa ra mùi thơm.
cái thơm nó phải nói là rất là sang trọng luôn nha mấy chị nha. Mà mấy chị thường mà mấy chị đi khách sạn đồ, mấy chị đi những cái khách sạn mà 4 5 sao trở lên ấy, cái mùi nước hoa nó thơm như vậy đó mấy chị. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy thì em ơi. Châm trắng hả? Châm trắng ok chị luôn. Rồi nha mấy chị nha, mấy chai rồi nha. Rồi mấy chị chinh đầu nước hoa nha mấy chị nha. Ô thơm lắm. Chị ly cà phê nữa hả? Rồi nha mấy chị nha, 280.000. À, em lo được 10.000 chai, chai bự chán vậy. Rồi nha mấy chị nha, em lấy được có 10 chai. Rồi nha mấy chị, thơm. Rồi mấy chị nha. Rồi lên được chưa? Rồi ok mấy chị. Rồi không có tinh dầu xông hơi, cái này là đỡ phòng thôi nha mấy chị. Không có xông hơi nha mọi người. Cái này là tinh dầu để phòng nha mọi người nha. Rồi cái mẹ xin đi trong mặt gái chồng. Ủa em chưa la màu đen mà. Rồi em lên cho mấy chị cái màu đen nữa hả? Rồi màu đen nè mấy chị, chem đen nè, 40kg cho tới 73kg thôi. Chem đen em có size từ 40kg cho tới 73kg thôi nha mấy chị nha. Chem đen em có size từ 40kg cho tới 73kg. Chem đen em có size từ 40kg cho tới 73kg dùm chị em nha mấy chị, dùng đơn dạ ok chị. Chem đen 40kg cho tới 73kg nha mấy chị nha. Chị nào ôm chem đen lên giùm em, chem đen. Chem đen 40kg cho tới 73kg giùm chị em. Nha mấy chị nha, chem đen 40kg cho tới 73kg giùm em. 119.000. Chị nào ôm lên giùm em ha. 119.000, chị nào lấy lên giùm em nha. Chem đen 40kg cho tới 73kg, 119.000 luôn. Chị nào ôm màu đen lên giùm em, màu đen tối nay em like chỗ siêu thị mỹ phẩm nha mấy chị nha. Tối nay em like chỗ siêu thị mỹ phẩm ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chem đen 40kg cho tới 73kg, 119.000, bao đẹp luôn. Chem trắng cũng 40kg cho tới 73. Chem đen cũng vậy nha mấy chị nha. Chem trắng 40kg tới 73kg giùm em. Chem đen cũng 40kg cho tới 73kg, 119.000. Ân trắng lấy trắng, ân đen lấy đen giùm em nha, 119.000. Rồi chị nào ân lên giùm em chem đen, chem trắng nha mấy chị nha. Chem đen, chem trắng lên giùm em ha. Không có quần jean nha mấy chị. Rồi chị nào lấy lên giùm em, ân chăm đen lấy chăm đen, ân chăm trắng lấy chăm trắng giùm chị em ạ. Ân chăm nào lấy chăm đó giùm em nha. Chăm đen ok mấy chị luôn, 40kg cho tới 73kg giùm chị em. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ha. Rồi cái này là mã S đi mấy chị, ngày mặt tới chồng. Bớt trao điện thoại đi. Đụng vô cái tao game hết rồi. Rồi nha mấy chị nha, mã S giùm em. 40kg cho tới 90kg luôn. Mã S nha mấy chị nha, 40kg tới 90kg đủ size. Chị nào ân ghi cho em mã S. Mã S màu trắng 40kg tới 90kg giùm em đủ size. Ồ xuất sắc luôn á trời. Mã S đẹp quá. 40kg tới 90kg giùm em đủ size. Nam được nữ được luôn nha mấy chị nha. Nam được nữ được luôn, 40kg tới 90kg giùm em đủ size. Mã S 40kg tới 90kg giùm em đủ size. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Cái ly đó em. Cái ly. Cái ly này 180.000. Vẫn qua giờ mấy bà lấy mấy cái à. Chồng em ổng cho bán đó mấy chị, ổng nói nó bự quá. Cái ly đít bự nè. Cái con này kêu con gì ta? Con gì chồng? Con gì? Mấy chị, cái con này con gì? Cái gì thấy quen lắm. Con gì thấy quen lắm. Mấy chị nha, con gì thấy quen lắm. Mà không nhớ con gì luôn. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Ôi, chị đang mặc lười lao quá mà ơi. Ôi, tất cái bụng quá. 57kg ok chị luôn.
Rồi nha mấy chị nha, Fendi màu trắng 40kg cho tới 90kg đủ size 119.000. Mấy bà comment đồ lên cho tôi nó hăng hái mấy bà ơi. Cái gì mà tôi nói rằng đơn vậy mấy ông ơi. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em một Fendi màu trắng 40kg cho tới 90kg giùm em đủ size. Fendi màu trắng 40 tới 90kg giùm em đủ size 119.000. Nha mấy chị nha. Fendi màu trắng 40kg tới 90 đủ size 119.000 đủ size. Đẹp quá. Chị nào ân Fendi trắng lấy giùm em Fendi trắng nha. Chị nào ân Fendi trắng lên giùm em Fendi trắng ha, 40kg tới 90kg luôn đủ size 119.000. Rồi nha mấy chị nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị mã yêu tiền nha. Rồi em lên tiếp cho mấy chị mã yêu tiền. Mã yêu tiền 40kg tới 90kg luôn nè. Tối nay nhớ nha mấy chị nha, em ra siêu thị mỹ phẩm nha mấy chị nha. Ân gì ủng hộ em ha. Tối nay em ra siêu thị mỹ phẩm nha mấy chị nha. Ân gì nhớ ủng hộ em ha. Tối nay em ra siêu thị mỹ phẩm á mọi người ơi. Ân gì nhớ ủng hộ em ha. Rồi nha mấy chị nha, mã eo vì trắng 40kg tới 90kg đủ size. Eo vì trắng 40kg tới 90kg giùm em đủ size. Eo vì trắng 40kg tới 90kg giùm em đủ size. 119.000 luôn. Ô đẹp quá mấy chị ơi. Ô đẹp quá. Ô đẹp quá mấy chị, sang quá trời luôn. 40kg tới 90 đẹp quá trời luôn. Eo vì trắng 40kg cho tới 90 nha mấy chị nha, chị Ly Coffee nè. Ô mã này sang quá mọi người ơi. Thì con mấy chị ơi, cái đôi xanh anh đẹp quá. Eo vì trắng 40kg tới 90kg giùm em nha mấy chị nha. Ông pha cà phê cho ông uống. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ha. Cái combo ly chủ nhiệt này mấy chị, combo ly nữ hoàng em gom mới chế 195.000. Đắng nghét luôn á. Sao mình đang pha đắng đi vậy? Combo ly giữ nhiệt 195.000 một cái nha mấy chị nha. À, có thêm, nó được tặng thêm mình một cái túi nữa. Nó được tặng thêm mình một cái túi nữa nha mấy chị. Nó được tặng thêm mình một cái túi đựng ly giữ nhiệt nữa nha mấy chị nha. Rồi nha mấy chị nha. Trắng 53kg ok mấy chị, 119.000 à. Dép gì chị, cái này em mang là sandal. Rồi nha mấy chị nha, eo vì trắng 40kg cho tới 90 đủ size. Eo vì trắng 40kg tới 90kg giùm em đủ size 119.000. Eo vì trắng 40kg tới 90kg giùm em đủ size 119.000. Ok chị Phạm Thanh, ok chị Hoàng My, ok chị Loan Nguyễn luôn. Nha mấy chị nha, quá đẹp luôn. Ok Lê Thị Lệ Lâm mà nói L hả? Ok chị nha. Rồi nha mấy chị nha, xanh anh bao nhiêu chị? 220.000 mà nó đẹp lắm em ơi. Đẹp dữ lắm em ơi, 220.000 mang lên đã cái nư dở sợ luôn. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào ân lên giùm em màu đen giùm em. Rồi em lên mấy chị màu trắng đó. Giờ em lên mấy chị màu đen này. Màu đen này nha mấy chị nha. Nó có hai màu đen màu trắng. Rồi chị nào ân lên giùm em ạ. Rồi nha mấy chị nha. Eo vì trắng. Chị Trần Hoa Hoa lên số ký chị ơi. Ok chị Trương Trang luôn, ok chị Hoàng Mai, ok Phong Trần luôn. Nhưng mà chị Trần Hoa Hoa lên em số ký chị. Ô trời ơi, màu đen nữa. Màu đen cũng 40kg tới 90kg giùm em đủ size. Áo trắng eo vì 52 ok luôn. Màu đen 40kg tới 90. Màu đen 40kg tới 90. Chị nào ưng đen lên đen giùm em. Ok chị Trần Hoa Hoa luôn. Ồ. Màu đen 40kg tới 90 luôn, quá đẹp mấy chị ơi. Quá sang luôn, màu đen 40kg tới 90kg luôn. Chị nào ưng đen lên đen giùm em 119.000. Chị nào ưng đen lên đen giùm em nha. Eo vì trắng ok chị Nguyễn Cao luôn. Ok chị Mỹ Lý Liên Lý luôn. Còn màu đen nữa nè mấy chị. Ân trắng lên trắng, ân đen lên đen. Đẹp quá. Nè chị coi em nè, 119.000 rất đẹp luôn. Mặt mát lắm nha mấy chị nha. Mặt rút mồ hôi cực kỳ luôn. Bởi vì chất của nó là chất cọt tông không pha đó mấy chị. Đẹp lắm. Đen 65kg ok chị luôn. Chị Hạnh Huỳnh này, chị Lam Vũ này, chị Huỳnh Nghe này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Trắng ok chị Loan Hồ này. Rồi nha mấy chị nha. Mỹ Linh Trần Ngọc lên số điện thoại. Mỹ Linh Trần Ngọc lên số điện thoại. Một màu nha chị Huỳnh Hạnh ơi. Mỹ Liên Ý có số điện thoại này. Chị Trương Trang này, đẹp lắm. Eo vì đen 69kg dồn đơn. Ok mấy chị. Em nói lại một lần nữa nha. Tôi vô lần này tôi cũng nói hết. Cái này mấy chị nói với em là Made in China. Hàng này sản xuất tại Trung Quốc.
nhưng mà phân phối hàng đặc quyền tại Thái Lan. Cái này mấy chị, cái thương hiệu đó Bra này, mấy chị coi em này, mấy cái đôi dép của nó này mấy chị sao, cái đôi dép nó cũng thương hiệu Bra này, cái giày của nó, dép nó, cái tên thương hiệu nó cũng Bra luôn. 220.000 một đôi nha mấy chị, cho nên mấy chị sẽ thấy những người đi Thái người ta sẽ tắt tay, xách tay từ Thái gì à? Tầm á là 220, 280, 350, 320, 380, nói chung là tùy là mấy chị, tùy ha, tùy người. Em gom mấy chị là 220.000 nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Chị lấy cho một cái áo hồng hoa nha, ok trần trang này, eo vị liên 52 ok chị luôn. Tô mì bâu còn không thì tô mì bâu là gì, tô mì mặt trước mặt sau hả? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em combo ly những gì ok mấy chị luôn, đẹp lắm. Sandal 220.000 đẹp lắm, nó êm ôi là êm luôn, đen eo vị ok chị luôn. Rồi ok chị Nguyễn Thành Đô luôn, sandal 37 ok chị Con Sóc, chị nghe em đi, đã cái nư mình lắm bà ô, cầm cái đôi sandal lên là bà ghiền liền luôn á. Rồi cho mấy chị nha, em lên cho mấy chị cái mã con tô mì, tô mì này nè mấy chị. Rồi em lên cho mấy chị cái con tô mì này nha, còn là con tô mì này, tô mì in hai mặt này coi, tìm bây giờ có màu đen nữa, tô mì in hai mặt thực phẩm giùm em. Thủy ơi, lên chai bởi dạng kính mập chị đi em. Bôi dạng kính mập đợt này có 2%. Đợt này không có bôi dạng kính mập rồi chị. Đợi em ra mấy giờ ta? Tối nay đi chị, em ra tiệm mỹ phẩm á, nhưng mà trong quầy thuốc thì nó có bán cái bôi dạng kính mập. Tối nay nha chị nha. Tối nay em lấy cho nghe chị, tối nay nghe chị, tối nay đi, tối nay cỡ tầm 7 giờ tối nay chồng nhớ nha, tối nay lấy cái bôi dạng tĩnh mạch ở ngoài siêu thị á nha, tối nay có chị nhớ nhắc em nha. Mã in sau lưng này mấy chị, con cực phẩm tô mì màu trắng 40kg tới 90kg đủ sao, tô mì màu trắng 40kg tới 90kg dùm em đủ sai, đẹp tuyệt vời luôn, 100 rồi xong em bỏ vô bọc hết rồi. Má ơi, màu trắng 40kg tới 90kg cực phẩm, chị nào ưng ghi cho em tô mì trắng, tô mì trắng in hai mặt nha, hàng cái size nhỏ mà nhớ ghi riêng ra để chị đem về in hai mặt, chị một trắng một đen LV ok chị Mỹ Linh, có màu đỏ luôn, màu đỏ đi giờ luôn, đợi xíu đợi xíu. Rồi tô mì in hai mặt đỉnh của cái chớp luôn, 40kg tới 90kg đủ size. Thủy ơi, nó đẹp ơi là nó đẹp luôn nha mấy chị nha. Trắng 65kg hả? Tô mì trắng in hai mặt nha mấy chị nha. Chồng chồng, lấy cái tô mì trắng ra chồng mặt cho chồng. Trời ơi, cái mã này đẹp lắm nha mấy chị nha. Dior đen 70, ok chị Kiều Thanh luôn. Rồi nha mấy chị nha. Trời ơi, tô mì trắng mấy chị ơi. Rồi xong, em có sai cho ông rồi. Lấy lộn sai rồi. Trời ơi, lấy lộn sai rồi. Rồi nha mấy chị nha, 119.000. Ghi cho trắng in hai mặt nha. Mày ghi, mày lấy mấy cái kia cho chị đi, còn cái mày ghi ra chú ra riêng đó là ghi tô mì trắng hai mặt ra để chị đem hàng về rồi phân ra cho nó dễ. Rồi nha mấy chị nha, ghi chị em. Tô mì trắng 40kg tới 90kg giùm em nha mấy chị nha, đẹp lắm. Đẹp lắm người ơi. Đẹp lắm 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 nha mấy chị nha, tô mì trắng in hai mặt 40kg tới 90kg. Tô mì đỏ in hai mặt cực phẩm luôn nha mấy chị nha. Ok chị Phạm Minh Thúy. U là trời. Tô mì trắng 40kg tới 90kg đủ size 119.000. Chị nào ôn tô mì trắng lên giùm em tô mì trắng nha. 40kg tới 90kg giùm em. Nha mấy chị. Rồi tô mì đỏ cũng 40kg tới 90kg luôn. Tô mì đỏ 40kg tới 90kg giùm em luôn, 119.000. Chị nào ôn đỏ lên đỏ giùm em. Combo ly giữ nhiệt nữ hoàng hả? Chồng ơi lại lấy cho giờ cái túi nó màu đen thôi chồng. Cái túi thằng kèm á. Rồi nha mấy chị nha, màu đỏ nữa nè mấy chị. Rồi. Chết đi, nó đẹp đấy chứ ơi.
Chị ơi, đẹp quá chị ơi. Rồi tô mì màu trắng 40-90. Tô mì màu đỏ 40-90. Nha mấy chị nha. LV hả chị? LV có hai màu. LV này hả? LV nó có trắng có đen nha chị. LV trắng, LV đen nè. Rồi nha mấy chị nha. Tô mì đỏ đẹp quá chứ ơi. Đen nữa. Đen cũng đem cắt ra nó cái đen rồi chị. Đen đem đóng cho bao. Đem về rồi. Chị ông đen này chị lấy đen. Đen nó đẹp lắm. Đẹp y chang như mấy màu này. Không xin màu nào. Đen rất là sang luôn. Đen bỏ vô trong. Nè bỏ lộn. Bỏ lộn một đống trắng luôn. Bỏ lộn một đống trắng luôn. Lộn tay bỏ lại đỡ lai mẫu cho mấy chị. Chứ còn hàng là phải gửi về trước á. Hàng phải gửi về trước nè. Lấy một đống ra toàn á là size to mà màu trắng hết. Quên. Lấy lộn màu đen. Rồi nha mấy chị nha. Tô mì trắng SM ok chị. Rồi tô mì áo đỏ áo Loan Nguyễn ơi lên giùm em số ký chị ơi. Mỹ Linh Trần lên số ký. Mấy chị đặt lần nào phải lên số ký em lần đó. Không có nha chị Kiều Thanh ơi. Rồi nè mấy chị túi sách này. Ở lộn combo ly giữ nhiệt này. Nó gồm một cái combo như thế này 195.000. Chị nào ưng thì ghi cho em là combo ly giữ nhiệt nữ hoàng nha. Combo ly giữ nhiệt nữ hoàng 195.000. Combo ly giữ nhiệt nữ hoàng 195.000. Thủy ơi, chị nhận túi sách 89k đẹp lắm Thủy ơi. Thích mắt liền. Phải lên liền nóng hỏi. Đây là cái túi sách mà mới chế nhận được. Mới chế kêu Thủy ơi, chị nhận cái túi sách 89k đẹp lắm Thủy ơi nè. Đây đây, thương ghê á. Trời ơi, cảm ơn chị rất là nhiều. Tại vì mấy chị biết vì sao không? Ví dụ như cái túi sách này mấy chị mua 100-200 ngàn mấy chị cảm thấy nó bình thường đúng không? Nhưng mà mấy chị mua được cái 89 ngàn so với cái chất lượng á, mấy chị rất là thích. Là thường mấy chị sẽ có tâm lý ồ mua con này rẻ mà đẹp nè. Đúng không mấy chị? Cảm giác là như vậy đó mấy chị. Cho nên chế nào ơn cái túi sách đen này nói em xúc tiếp nha mấy chị. Đợt này nó ra rất là đẹp luôn. Tùy đợt mấy chị ơi, có đợt nó ra nó cũng không bằng. Có đợt nó ra mấy chị được 8 điểm nhưng đợt này nó ra được 10 điểm luôn. Cho nên chế nào ơn nói em ha. Túi sách đen 89k nha mấy chị. Túi sách đen 89k không hết chứ ơi. Bữa nay chỉ có đợt này có màu này thôi chị, do em bán rẻ á. Chứ mấy đợt á thì em nói thiệt với chị luôn, em muốn em bán với chị 99 bảy ngàn đi, em lời được vài đồng. Mà em do ngay từ lúc đầu em nói em bán lấy tương tác, em bán cái 89 ngàn. Thiệt sự luôn mấy chị, rớt nước mắt luôn. Cho nên là mấy chị lấy nhiều lắm nha mấy chị. Dạ cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn chị nè. Rồi nhưng mà nó có 3 ngăn nha mấy chị, nó có 3 ngăn. Mình đựng được nhiều đồ lắm mấy chị, đựng đồ vô. Mấy chị mới mua gì mấy chị đựng đồ ra cho nó nâng cái phơm vũ lột. Cho nó nâng cái phơm túi sách lên. Mấy chị đựng nào là mỹ phẩm nào là đồ, mấy chị đựng nặng nặng vô cho nó phồng cái túi sách ra. Cho nó cứng cái phơm của mấy chị lên. Đó rồi sau đó mấy chị cứ mang thôi. Mấy chị để tầm 2 ngày thôi là cái phơm nó cứng và mấy chị treo lên là cái phơm nó cứng liền. Nè em mang đi mới có mấy ngày thôi chứ mấy. Em mang mới mấy ngày mà cái túi này nó phồng bự ra rồi thấy chưa. Nó cứng lắm. Cho dù em bỏ cái ít đồ nó cũng phồng lên cái phơm nó rất là đẹp luôn. Nha mấy chị nha. Đó đẹp lắm mấy chị. Nè chắc lắm mấy chị, cái quai nó rất là chắc nha. Cái quai loại này nó chất liệu nó theo bằng cái túi á mấy chị. Cho nên nè mấy chị coi này thấy không, túi sách đen có 89 ngàn à. Đó nha mấy chị, lấy hai túi sách luôn nè. I love you chị, cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chị nha. 89 ngàn, nói chung là rẻ mấy chị nhưng mà cái chất lượng nó ok á nha. Áo trắng chữ ok chị Hà Lê nè. Rồi chị nào ơn ghi cho em túi sách đen 89 ngàn của thằng Brada nha mấy chị. Có dây nè mấy chị, thu ra thu vô, thu cao thu dài thu ngắn thu thấp đều được hết nha mấy chị. Mấy chị muốn thu tới thu lui thu sao cũng được nha mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị nhiều. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. À còn cái túi đựng mỹ phẩm nữa. Trời ơi cái túi đựng mỹ phẩm đựng cả thế giới luôn mấy chị ơi nha, bền lắm, sử dụng hoài luôn á, sử dụng tới mấy năm luôn mấy chị. Em gom mấy chị cái túi sách ở bên túi đựng mỹ phẩm, em gom mấy chị 49 ngàn. Chị nó ơn ghi cho em là túi đựng mỹ phẩm 49 ngàn. Mấy chị nhớ ghi cái giá luôn nha mấy chị. Mấy chị nhớ ghi cái giá giùm em. Túi đựng mỹ phẩm em gom với chị 49 ngàn à. Túi đựng mỹ phẩm em gom với chị có 49 ngàn một túi thôi. Chị nó ân lên đơn giùm em. Túi đựng mỹ phẩm 49k. Túi đựng mỹ phẩm 49 ngàn. Nhưng mấy chị thơm lắm. Không phải, nó thơm là trong do em để cái cục sáp mấy chị. Bây giờ nó tỏa ra cái mùi thơm nha. Trời ơi thơm quá. Ở trong là mấy chị có mấy cục sáp nè. Trời ơi mấy chị ơi, em gom mấy cục sáp nè. Mấy chế qua Thái, mấy chế mua lẻ cũng phải 100 ngàn cục của mấy chị. Em gom mấy chị còn có 47 ngàn cục à. Thơm sao mà thơm luôn. Tại vì trong trung tâm thương mại á, nó đang sale. Mấy bà dễ gì mấy bà canh được những cái lúc như này. Mấy bà đi vô siêu thị đi, nó làm gì có giá này. Đó, mấy chị thấy chưa. Em đậy lại. Cái này là túi bao, quên. Túi gì chồng.
Cái này là túi bao tử cho mấy chị nha. Chị chạy, túi đựng mỹ phẩm. Túi đựng mỹ phẩm em gom mấy chị có giá là 49.000 một cái túi đựng mỹ phẩm. Mấy chị mua lẻ đi 100 bạc một cái. Cái này mà mấy chị mua lẻ là 100 bạc đó mấy chị. Em gom mấy chị theo giá sỉ là 49.000 nha mấy chị nha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Màu đen nè, màu hồng hả? Cái này mà màu đen hả? Màu đen thì em lấy thì em ghi giùm chị là zebra màu đen 195.000 em. Zebra màu hồng 195.000 nha. Bra màu đen, bra màu hồng 195.000. Túi đựng mỹ phẩm ok mấy chị. Bra màu đen, bra màu hồng sang xịn mịn đẹp cực kỳ luôn. Cái form nó đẹp quá. 195.000. Từ 36 cho tới 40 chị nào ưng thì ghi cho em là dép bra hồng hoặc là dép bra đen. Sang lắm nha mấy chị nha, rất là sang luôn. Bra hồng hoặc bra đen nha mấy chị nha. 195.000. Rồi nha mấy chị nào lấy giùm em ạ, túi đựng mỹ phẩm ok mấy chị luôn. Rồi nha mấy chị nha. Áo đỏ nha mấy chị, áo đỏ. Áo cái quên áo adi. Áo tô mì đỏ. Túi đựng mỹ phẩm ô đau cái lưng rồi. Rồi em lên cho mấy chị cái áo này nè mấy chị. Cơm nó no hay phí à? Ăn ở bên đây đồ ăn mệt lắm mấy chị ơi. Đồ ăn bên đây mệt lắm mấy chị. Ăn không có quen á. Mỗi lần ăn cơm á là tao nói gì? Mỗi lần ăn cơm mà tao nói thiệt luôn. Rồi cái áo này mấy chị gửi cho em là 3 lít ca. 3 lít ca màu trắng 40kg cho tới 90kg đủ size bao đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền. 3 lít ca màu trắng chồng bữa nãy mới thấy con bé kia đã ngồi đi lấy hàng chung. Nó mặc cái áo này nè. Mặc lên thiệt đẹp luôn. Ồ, hay chưa? Tôi nhìn vô phát là tôi biết hàng liền luôn. Rồi nha mấy chị nha. Tôi đâu có nhìn cái đâu mà. Ừ. Ai bếp cứ phòng 401 có người ở đó. Bà chị Thảo lên ở phòng 401. Thôi bà không? Tiếng mẹ đó ai? Tóc ngắn gặp. Ừ. Cái bố này đối diện cũng có người. Đối diện là đối diện phòng nhỏ. Đẹp quá. Gửi cho em áo trắng 40kg tới 90kg. Quá đẹp luôn. Áo trắng 40kg tới 90kg 119.000. Chị nào lấy áo trắng lên giùm em áo trắng nha. 40kg tới 90kg giùm em 119.000. Chiều nay có ăn cơm không? Ăn gì ạ? Rồi chị nào ưng áo trắng lên giùm em áo trắng nha. 40kg tới 90kg giùm em 119.000. 40kg tới 90kg giùm em. Mấy chị có ai ưng cái dép này không? Nói em gom luôn nè. Do em bán mấy giá sale tương tác nè. Cái này là mấy chị gửi cho em là dép mà khóa đen. Gửi cho em là dép khóa đen 36, 37, 38 mà. Em gom mấy chị họ còn cái giá bao nhiêu? 79.000 đôi luôn, lấy tương tác nha. Rồi còn cái này là khóa hồng. Khóa hồng thì cũng còn cái size là 36, 37, 38 luôn. Khóa hồng 36, 37, 38. Khóa đen 36, 37, 38. Em gom mấy chế chị có giá là 79.000 đôi luôn. Cái đôi này mấy chị mua không dưới giá 125 đâu. Mấy chị và khóa xanh này đẹp lắm. Hàng của Monica. Này mấy chị 159 bạc. Em gom mấy chị 79.000 luôn. Chị nó ưng khóa hồng lấy khóa hồng. Chị nó ưng khóa xanh lên giùm em khóa xanh. Ok chị Phan Thúy Kiều nè. Rồi nè mấy chị nha, một áo nữa. Ok chị, nè mấy chị coi mẹ em nè, khóa đen ha,
khóa hồng và khóa xanh từ 36 cho tới 39. Gì từ 36 cho tới 38, 36 và 38. Hàng của Monica nha mấy chị nha. Em gom mấy chị luôn giá sale còn 79.000 đôi luôn. Nha mấy chị, Thảo Vy lên số ký giùm em ạ. Trắng 87 ký, ok chị, đẹp lắm mấy chị ơi, áo trắng em mặc đẹp lắm nha. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào ưng lên giùm cho em nha mấy chị nha. Khóa đen này, khóa hồng này, khóa xanh này, từ 36, 37, 38. Em gom mấy chị 79.000 một đôi. 79.000 bán lấy tương tác nha mấy chị nha. À, một cái 43, một cái 52, ok chị Giang Quyên này. Áo trắng 46, ok ken ken luôn. Rồi nha mấy chị nha. Cái đôi em mang đó là xanh đan chứ không phải dép chị ơi, xanh đan. 220.000 chị, xanh đan từ 36 tới 40. Xanh đan là từ 36 tới 40, 220. Còn cái này là dép khóa này mấy chị. Nè, nhìn cái mã dép là biết ngay là của Thái liền luôn á. Nha mấy chị, dép mã khóa ha. Mã khóa đen này, mã khóa hồng này và mã khóa xanh này, từ 36 cho tới 38, 36 và 38. Em ơi mấy chị có giá là 79.000 đôi luôn, lấy tương tác nha mấy chị nha. Hàng này em bán mấy chị lấy tương tác siêu rẻ để em gom tương tác nha mấy chị, 79.000 đôi luôn. Chị nào ưng thì nói em lấy ha, 79.000 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ha. Cứ chị em khóa trắng, khóa đen hoặc khóa trắng, khóa đen hoặc khóa trong mặt xếp màu đen được coi. Khóa đen hoặc khóa xanh nha mấy chị. Ok chị Phương Mai luôn. Rồi nha mấy chị nha. Đấy. Rồi còn áo đen được nha mấy chị. Áo trắng 40 kg cho tới 90 kg 119.000. Rồi còn áo đen nữa nè mấy chị. Mấy chị nào thích mặc rộng tự động đôn số ký lên giùm em nha. Áo trắng 90, ok chị. Rồi áo đen này mấy chị 40 kg tới 73 kg. Mấy chị thích mặc rộng nhớ tự động đôn số ký luôn. Áo này mấy chị tự động đôn số ký giùm em. Không có 39 chị ơi. 36, 37, 38 không có 39 nha. Dép khóa 36, 37, 38 79.000 một đôi, xả rỉ luôn nha mấy chị nha. Nước nhức răng nha Thủy. Giờ ok chị, nhức răng bên Thái của em hay lắm. Nhức răng em gom mấy chị có 29.000 chai thôi mà hay cực kỳ luôn. Rồi mấy chị nha, chị nào ân lên giùm em ạ. Rồi cái này mấy chị ghi chị em đen. Áo đen 40kg cho tới 73kg giùm em. Ok tạp hóa Lộc Phúc này màu trắng nha. Tạp hóa Phát Lộc là màu trắng. Không có 39 mấy chị ơi, dép khóa đâu có 39. Dép khóa 36, 37, 38 không có size 39 nha mấy chị nha. 36, 37, 38 không có size 39 nha mấy chị. Rồi áo đen nè mấy chị, đen chữ luôn 40kg cho tới 73kg. Đen chữ 40kg tới 73kg chị nào lấy lên em. Đen chữ 40kg cho tới 73kg chị nào lấy đen chữ lên giùm em đen chữ nha. 40kg cho tới 73kg 119.000. Trời ơi rẻ lắm luôn mấy chị. Em bán cái rẻ ghê luôn á. Mấy mã này bán có 119.000 à. Toàn là mẫu đẹp không luôn nha mấy chị nha. Chị nào ưng lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào ưng lên giùm em ha. Toàn là mã đẹp thôi. Rồi nha mấy chị nha. Chị nào ưng lên giùm em ạ. Chị nào ưng lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Áo trắng 65 ok chị luôn. Phạm gái. Rồi còn cái này mấy chị. Nè mã tô mì này hốt liền chị em. Chồng mặc cái tô mì này cho chồng. Rồi tô mì hốt liền tô mì 53kg cho tới 90kg. Không đẹp không lấy tiền xúc liền cho em. Tô mì màu trắng không đẹp không lấy tiền 53kg tới 90 nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị. Tô mì màu trắng 53kg tới 90 lượm kèo 53kg hoặc 52kg nha. 52kg tới 90 nha mấy chị. Này mọi người ơi, 52kg tới 90kg lượm kèo liền 119.000. Chị nào ân lên giùm em. 52kg tới 90 119.000. Chị nào ân lên giùm em. Tô mì siêu đẹp luôn. Tô mì siêu đẹp luôn, 52kg tới 90, 119.000. Chị nào ân mã tô mì lên giùm em mã tô mì nha. Đẹp quá mọi người ơi, tô mì nha. 52kg tới 90, trắng nào vậy chị? Trắng và đen 75, là cái trắng chữ nha. Ủa trắng và đen nào vậy Phạm gái? Áo trắng chữ Balaka đúng không? Phạm gái là trắng 75kg, đen 75kg mã Balaka nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nói em, tô mì ok chị Ngân Bích nè. Ok chị Nguyễn Nga này. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em ạ. Rồi lên giùm em tô mì màu trắng 40kg 52kg cho tới 7 tới 90kg. 52kg tới 90 giùm em nha. 52kg tới 90. Ok chị Phạm gái này. Rồi nha mấy chị, mã này đẹp lắm mọi người ơi, có 119.000 à. Rẻ sao mà rẻ luôn mấy chị. Rẻ ơi là rẻ luôn á mọi người ơi, đẹp quá. Nha mấy chị, dép có hồng 38 ok chị luôn. Rồi chị nào ân mã tô mì trắng lên cho em tô mì trắng 52kg cho tới 90kg luôn. Tô mì trắng 52kg tới 90. Chị nào ân lên giùm em ha. Đẹp quá trời luôn mấy chứ ơi. Đẹp quá trời luôn. Chị nào ân lên giùm em nha mấy chị nha. Chị nào ân lên giùm em ạ.
Rồi áo đen chữ L, ok nghe Trần luôn. Áo đen chữ đẹp lắm mấy chị. Áo đen, áo trắng chữ 3XK. Rồi mấy chị, tô mì trắng lên giùm em cực phẩm nha mấy chị. Cực phẩm tô mì trắng. Cực phẩm tô mì trắng nha mấy chị nha. Cực phẩm tô mì trắng à. Rồi lên giùm em. Cực phẩm tô mì trắng 53kg tới 90. Rồi đẹp quá. Chị nào ưng ưng tô mì cực phẩm lên giùm em tô mì cực phẩm nha. 53kg tới 90. Rồi tô mì đen nữa nha mấy chị. Tô mì đen. Tô mì đen 40kg tới 90kg luôn. Ok con sóc luôn. Không cho đổi mẫu nha chị Phan Thúy Kiều ơi. Không cho đổi mẫu nha chị nha. Không cho đổi mẫu nha chị. Rồi ok chị Nguyễn Mai luôn. Rồi tô mì đen 40kg tới 90kg. Má ơi đẹp xỉu. Tô mì đen 40kg tới 90kg. Chị Hình Thúy lấy trắng đúng không chị? Chị Hình Thúy là lấy trắng nè. Tô mì đen 40 tới 90. Em nói trước nha, em không cho đổi mẫu đâu nha mấy chị. Áo có 119.000 thôi nha mọi người. Áo có 119.000 rẻ lắm rồi. Cho nên mấy chị thông cảm giùm em không cho đổi mẫu ha. Màu đen hả? Rồi tô mì đen 40 tới 90. Em không cho đổi mẫu nha mấy chị nha. Em nói lại nha mấy chị, em không cho đổi mẫu nha. Em bán từ hồi giờ luôn, em chỉ cho đổi size thôi. Không cho đổi mẫu. Ok chị Hình Thúy nè. Vậy là không lấy trắng phải không? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy về mềm. Tô mì đen 40kg cho tới 90, 119.000. Tô mì đen 40kg tới 90kg. Đẹp dày cho sao mấy bà. Có 119.000 à. Ok chị Thái Hằng nè. Ok chị Lam Vũ nè. Rồi tô mì nha mấy chị nha. Tô mì, chị nào lấy tô mì lên giùm em tô mì ha. 40kg nha mấy chị nha. Túi đựng mỹ phẩm có 49.000 nè mấy chị. Mà tài ngon lắm nha mọi người. Thêm cái L nữa hả? Là một là hai cái L màu đen đúng không chị? Rồi mấy chị nha. Thêm cái đen L. Rồi này mấy chị, túi xách đen 89.000. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em tô mì đen. Ok chị Phương Minh luôn. Rồi nha mấy chị nha, hít mũi ong già em gom mới chế 19.000 cây. Ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh. Nha mấy chị nha, thì mới chế hít giùm cho em. Hít mũi ong già em gom mới chế 19.000 một cây. Rất rẻ luôn. Nha mấy chị nha, chị nào lấy em không có nha chị Lưu Thảo ơi. Không có hàng nha chị nha. Gửi giùm em hít mũi ong già. Chị nào bị ngứa mũi, nghẹt mũi, viêm mũi dị ứng, chảy mũi nước, cảm cúm, đau đầu, stress, căng thẳng thần kinh mới chế hít giùm cho em. Em gom với chế chị có giá là em gom với chị có giá là nhiêu ta? 19.000 cây à. Chị nào lấy lên giùm em nha. Hít mũi ong già, hít mũi ong già 19.000, hít mũi ong già 19.000. Xài ngon lắm nha mấy chị nha. Hai chai dầu ong già đỏ hả? Dầu ong già là 19.000 chai luôn. Dầu ong già nước đỏ ha. Rồi mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em ạ. Chị nào lấy lên đơn giùm em nha. Hít mũi ong già 19.000. À quên nữa là ơi, nước hoa em bé là chiếc này chưa gom chưa? Nước hoa em bé trầu vơ thơm dữ lắm nha mấy chị nha. Chị nào mà chưa từng xài, xài thử nước hoa em bé đi, bảo đảm luôn. Xài cho con này, xài trên áo, trên quần, trên người cho con này. Xài kể cả bản thân mình cũng ghiền cái mùi nước hoa em bé luôn. Em gom với chị nước hoa em bé siêu thơm, thơm dịu dàng ngọt, dễ thương, tươi mát lắm mấy chị. Thơm dịu dàng, tươi mát nha. Em gom mới chế 79.000 chai nước hoa em bé luôn. Nha mấy chị, nước hoa em bé gom 79.000 chai thôi, bao giá cho mấy chị luôn á. Thơm ơi là thơm luôn. Chị nào ân gửi cho em nước hoa em bé 79.000. Nước hoa em bé 79.000. Nước hoa em bé 79.000 lên đơn. Nha mấy chị, nước hoa em bé 79.000 lên đơn. Nước hoa em bé 79.000 lên đơn. Nha mấy chị nha, thơm lắm mọi người ơi. Nước hoa em bé 79.000 lên đơn. Nha mấy chị nha. Rồi ok chị Nguyễn Mai luôn. Nhung Trần lên số điện thoại giùm em. Nhung Trần lên số điện thoại nha chị. Rồi nước hoa em bé 79.000. Rồi áo tô mì đen chị nào ưng lên giùm em nha. Quần đùi em mặc hết rồi mấy chị ơi. Rồi
mệt quá rồi bà. Rồi em lên cho mấy chị con siêu phẩm này. Con siêu phẩm này nha mấy chị nha. Con siêu phẩm nha mấy chị. Ok chị Nhung Trần luôn, con mì đen ok phận gái luôn. Rồi em lên cho mấy chị con này. Con này là cái con vô xì. Vô xì 40 kg cho tới 51 và 63 kg cho tới 90. Nghe kỹ số kg thì em 63 kg tới 73 kg thôi. 40 kg tới 51 và 63 kg cho tới 73. Tôm con gu xì trắng 40 kg cho tới 51 và 63 kg cho tới 73. Chị nào ưng gu xì trắng lên cho em. Quá đẹp, gu xì trắng 40 kg cho tới 51 và 63 kg cho tới 73. Chị nào ưng gu xì trắng lên giùm em gu xì trắng nha. 40 kg cho tới 51 và 63 kg cho tới 73. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Gu xì trắng nha mấy chị nha, 40 kg tới 51 và 63 kg cho tới 73. Ủa em mấy chị nhìn giống em đôi dép hả? Sandal. Sandal nha mấy chị. Đẹp quá chồng ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Gu xì trắng 40 kg tới 51 và 63 kg cho tới 73 kg giùm em. Chị nào ôn lên giùm em nha mấy chị nha, chị nào ôn lên giùm em ạ. Gu xì trắng nha. Đẹp lắm nha mấy chị. 40 kg tới 51 và 63 kg cho tới 73. Chồng cũng nhờ xây lên, nhờ ngồi. Đâu quá. Ngồi đáng lại thêm xíu. Ông xếp lại. Ông xếp lại cho. Ôm hàng xuống xếp lại không. Bây giờ đi ông dương cho ngon à. Xếp lại cho. Xếp hàng lại cho. Ngân mệt sao mà nó mệt luôn. Chua mới là nó khỏe cho mặt. Tô mì trắng xanh lờ. Ok chị Hình Thủy luôn. Gu xì trắng nữ 58 kg. Hết rồi nha Như Quỳnh ơi. Gu xì trắng 63 cho chị Nguyễn ơi. Gu xì trắng 65 cho Hân. Hân Bùi. Căng căng căng. Trời ơi xem lại mấy cái áo đen. Chịu em ơi. Nghĩ sao giờ tôi like hết cả một đống từ 1 giờ. Mà giờ nó kêu coi lại hết mấy cái áo đen. Xỉu ngang em. Coi lại like đi em ơi. Trời ơi bây giờ mà nghĩ sao like từ 1 giờ tới giờ nó kêu coi lại hết mấy cái áo đen. Có nước xỉu ngang xỉu dọc luôn. Mấy chị ơi giờ không like nữa. Không like áo nữa nha. Rất là mệt. Không like nữa mấy chị. Không like áo nữa ha. Võ Thị Hằng lên số điện thoại giùm em. Mỹ phẩm mua cho mấy bà hỏi đơn người ta xúc này. Chồng đưa hàng lại đây đang dò la nữa. Đợi riêng hết nha chồng, đợi riêng hết. Đưa cái lô túi sách trên kia đưa xuống đây dò la. Ok chị Thương Hình. Cái kẹt mới chứ ơi, em gom mới chứ 15.000 cây kẹt này. Kẹt Thái nha mấy chị nha, 15.000 cây. Kẹt Thái 15.000 cây. Nha mấy chị, kẹp Thái 15.000 cây, chị nào ưng kẹp lên kẹp giùm chị. Kẹp Thái 15.000 cây, kẹp đã lắm. Cứng cáp phậm vạp lắm mấy chị, ngon lắm. Nha mấy chị nha. Áo gu xì. Có không chị? Áo cúc lờ là gì? Áo gu xì hả? Gu xì chị đặt thì lên đơn nó có nè. Rồi nè mấy chị ơi. Nè mấy chị, con này nha mấy chị nha, cái kẹp. Em có kẹp nâu và kẹp đen. Em gom mấy chị là 15.000 cây kẹp.
Chị nào ưng kịp lên kịp giùm em nha. Ưng kịp nâu lấy kịp nâu, mà ưng kịp đen lấy kịp đen giùm cho em. 15 ngàn một cái kịp. Chị nào lấy kịp lên kịp giùm em. Nhắm với chị nha, 15 ngàn. Chị nào ưng kịp lên kịp giùm em 15 ngàn. Ưng nâu lấy nâu, ưng đen lấy đen giùm cho em 15 ngàn một cây. Ưng nâu lấy nâu, ưng đen lấy đen giùm em 15 ngàn một cây. Chị nào ưng kịp lên kịp giùm em. Ưng đen lấy đen, ưng nâu lấy nâu 15 ngàn một cây. Chị nào lấy lên đơn. Nhắm với chị nha, kịp 15 ngàn một cây thôi. Nhắm với chị. À quên nữa mọi người ơi, mấy bà nào mà ưng khẩu trang không, em mua khẩu trang này về cho con em nè. Chị nào ưng khẩu trang cho con không mấy chị. Khẩu trang này. Ồ, không ổn rồi. Cái này nó hơi nhỏ, cái thằng nhỏ mình nó đeo vừa. Thằng lớn đeo. Thôi, không lấy đâu. Nó hơi nhỏ trong ơi. Nè, hơi nhỏ. Hơi nhỏ, có chút béo như sao sơn mình lại mang vừa. Cái thằng chút béo thì nghe con được. Vậy mà họ 8 tuổi vừa không, nói vừa màu tôi á. Đúng không chồng? Coi này bằng cái sao nhỏ nha mà. Thôi gì à? Cái này có tầm 5 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi thì được. 5 tuổi, 6 tuổi thì được. 8 tuổi thì sao vừa mà nó nói vừa mấy không? Em định gom khẩu trang Thái này mấy chị. Mà lười quá. Rồi nha mấy chị nha. Áo em mặc là 180.000 free size. Hàng free size. Hàng free size nha mấy chị. Hàng free size. Hàng free size nha mấy chị nha. Rồi. Đây nè mấy chị, cái này nha mấy chị nha, xách nhang. Xách nhang này mấy chị, nhang mũi nè. Trời ơi, nó tới mấy chục cây lần. Nha mấy chị, xách sang mũi nè. À, nó diệt mũi với diệt rán mấy bạn, diệt. Diệt mũi, diệt ruồi và diệt dán luôn. Chua ngon dữ vậy chợ. Chào chào chồng chồng, cái này mua ruồi nè chồng. Ruồi nè. Ruồi hồi đợt á, đợt làm gì mà mình chua. À đúng rồi. Diệt mũi, diệt ruồi và diệt dán luôn. Nha mấy chị nha, chị nào ơn mua đi. Một bó em gom mấy chị, một hộp như vậy em gom mấy chị có 29 ngàn à. Chị nào mà lấy 5 hộp nhang mũi trở lên em để cho mấy chị luôn, còn có giá 27 ngàn hộp luôn. Hộp nhang mũi của Thái này mấy chị. Trời ơi, nhang mũi của Thái ngon ở lòng, nhang mũi này mấy chị. Đốt mũi, quên, đốt để diệt mũi nha. Quét lợp đợp luôn mấy chị. Chị nào ơn ghi giùm cho em. Nha mấy chị nha, ghi cho em là hộp nhang mũi. Em gom mấy chị còn có giá là, em gom cho mấy chị còn có giá là bao nhiêu ta? Em gom mấy chị còn có giá là 29 ngàn một hộp, một đống cây luôn. Mà mấy chị nào mà lấy 5 hộp nhang mũi trở lên thì em gom mấy chị còn 27 ngàn à. Hộp nhang mũi của Thái nha mấy chị nha. Đốt mũi lợp bợp luôn mấy chị đó. Mũi nó chết á mấy chị. Trời ơi đã lắm. Chị nào ân lên giùm em nha. Ghi rõ giùm em là hộp nhang mũi nha mấy chị. Ghi rõ giùm em là hộp nhang mũi ha. Một hộp 29 ngàn. Chị nào lấy 5 hộp em gom mấy chị còn cái giá là 20 à. 5 hộp em gom mấy chị còn cái giá 27 ngàn một hộp luôn. Để dành về xài mấy chị. Bán rỉ lắm luôn á. Chị nào ân lên đơn giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha. Mới nãy có mấy chị hỏi em là hộp nhang mũi xài ngon lắm mấy chị. Ờ đây nè mấy chị mới nãy mới hỏi em là Thị ơi có cái thuốc nhức răng nè. Nha mấy chị nha, thuốc nhức răng này mấy chị, thuốc nhức răng của Thái này cực kỳ hiệu quả luôn. Chồng đứa cho vợ lóc nhân Phật hả chồng. Rồi nè mấy chị, gì ta, nhức răng, nhức nhổ nào mấy chị chấm miếng bông mấy chị nhét vô cái lỗ chân răng, mấy chị nhét vô cái lỗ chân răng cho em. Nó trị nhức răng cực kỳ hiệu quả luôn. Chị nào ơn ghi cho em thuốc nhức răng 29 ngàn. Nhỏ thiệt nhưng mà có vỏ lắm mấy chị. Nhỏ thiệt nhưng mà cực kỳ hay và cực kỳ chất lượng luôn. Nha mấy chị nha, coi giùm em nè. Đây cái chai nước nè mấy chị, chút xíu thôi. Nha mấy chị nha, nhưng mà hổ nó trị nhức răng má ơi hay luôn. Con nít người lớn mà bị nhức răng mấy chị cho con xài cái này. Trời ơi, nhức răng nó khó chịu lắm mấy chị. Nó giật tưng mấy chị ơi, cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà mấy chị sử dụng cái này này hay lắm. Chị nào ơn ghi cho em nhức răng nha mấy chị nha. Nhức răng em gom mấy chị có 29 ngàn à. Hay lắm. Chị nào ơn ghi cho em nhức răng 29 ngàn. Nhức răng 29 ngàn. Nha mấy chị nha, thuốc nhức răng luôn, ok ạ. À, em có bán nhang trầm nụ không? Trầm nụ là em trầm luôn á chị. Mà lười like thôi. Nhà trầm nụ là em trầm luôn, chỉ có điều em lười like á chị. Nè mấy chị, cái áo em mặc này là nó có size từ 63kg tới 73kg mặc vừa. Dưới 63kg ưng mặc rộng thì mấy chị làm
em mới là cả năm mấy ký thôi nha, 63 ký tới 73 ký mặt vừa, dưới 63 ký là mặt rộng. Chồng cái áo này còn màu đen đâu chồng. Gửi chị em là áo gấu trắng hoặc gấu đen 180.000, rất đẹp. Rất đẹp nha. Rất đẹp. Nhan cầm là em đầy luôn á chị, em nhan cầm của em kỹ lắm, em còn đem lên chùa em thỉnh nữa mà. Nhan cầm em kỹ lắm chị. Nè mấy chế coi giúp em nè, áo gấu, gấu trắng và gấu đen. Mới toàn hot rần rần Minh Hải luôn. Gấu trắng và gấu đen. Áo gấu trắng 180.000, 63 kg tới 73 kg mặt vừa, dưới 63 kg mặt rộng như em ưng thì lấy. Em có hai màu, màu trắng và màu đen. Ô đẹp lắm mấy bà ơi. 63 kg tới 73 kg mặt vừa, dưới 63 kg ưng mặt rộng như em hốt. Nha mấy chị nha, đẹp lắm mọi người ơi, đẹp lắm, có 180.000 một áo thôi. Thấy không? Đẹp lắm. 63 kg tới 73 kg mặt vừa, dưới 63 kg chị nào ưng mặt rộng như em hốt. Nha, đẹp lắm mấy chị. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em nha mấy chị nha, chị nào lấy lên em ạ. Chị nào lấy lên giùm em này ha. Tối nay nhớ nha mấy chị nha, em đi siêu thị mỹ phẩm nha mọi người. Tối nay nhớ em đi canra em nha, em đi siêu thị mỹ phẩm nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn giùm em. Lóc nhan Phật này mấy chị, lóc nhan Phật này. Nhan Phật hay còn gọi là nhan thơm đó mấy chị. Một lóc nhan Phật như thế này. Nhan Phật, nhan thơm, nhan trầm cũng là nó luôn. Một nó đốt lên nó hương mùi trầm á, cho nên người ta cũng gọi là nhan trầm hoặc là nhan Phật hoặc là nhan thơm. Nha mấy chị, đây này, thường hay gọi là nhan Phật đây này. Cái nhan này mấy chị đốt ở bàn thờ Phật rất là thích luôn nha mấy chị nha. Bởi vì nó tỏa mùi hương thơm, nói chung là Phật hay là tổ tiên của mấy chị rất là thích cái kiểu như vậy, cho nên người ta hay nói là đốt cái nhang này Phật độ là gì đấy mấy chị, cái kiểu như là hút lọc trong ngôi nhà của mình, giúp cho ngôi nhà của mình là được suôn sẻ mấy chị. Ở bên Thái người ta rất là thích cái dòng nhang này nha mấy chị, cho nên là thường á là người ta săn cái dòng nhang này nhiều lắm. Em gom mấy chị là từ 220.000 một set, em gom mấy chị 145.000 một set một lóc nhang Phật thôi. Chị nào ưng thì nói em gom đơn. Chị nào ưng nói em nha, ghi cho em là lóc nhang Phật 145.000 một lóc. Chị nào ưng lên giùm em lóc nhang Phật 145.000 một lóc. Nha mấy chị nha. Ok, ok mai mai luôn. Cái này là hàng phi size nha mấy chế. Nó là hàng phi size, hàng nó không có size. Mặt vừa là 63 kg tới 73 kg mặt vừa. Dưới 63 kg mặt rộng nó có size thôi. Nha mấy chị nha. Rồi mấy chị em nhận được hàng rồi chị ơi. Ủa gì hả? À cảm ơn, I love you em. À, cảm ơn em chia sẻ giùm chị nha. Cảm ơn em, cảm ơn em. Rồi nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy lên giùm em ạ. Ghi giùm em nha, lóc nhân Phật 145.000 8 bó lần. Rồi chị nào lấy lên đơn. Nha mấy chị nào lấy lên đơn giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên đơn. Lóc nhân Phật giùm em ha. Ờ, chồng lên đi chồng. Rồi mấy chị lắp nhân Phật ok mấy chị luôn. Rồi cây nhíp này. Cho nó đang lai áo mà hỏi cây nhíp. Chán ghê luôn. Nè nha, cây nhíp này chị. Cây nhíp này, cây nhíp vàng của Thái này. Cây nhíp vàng nha mấy chị nha. Chồng lại đây cái chồng. Cây nhíp vàng này mấy chị. Em gom mấy chị 19.000 một cây. Bảo đảm với bà xài liền cái cây nhíp này. Nha mấy chị, cây nhíp vàng này mấy chị, cây nhíp vàng của Thái này, son da đam, son dưỡng ạ. Nha mấy chị, ống ngắt lên đó. Này mấy chị coi giùm em nha, cây nhíp vàng hay còn gọi là cây nhíp thần. Nha mấy chị, cây nhíp vàng hay còn gọi là cây nhíp thần. Mấy chị ơi, em nói thiệt mấy chị nha. Chụp vô là dính nha. Chụp vô là dính, em bảo đảm mấy chị luôn nha. Không tuột, không chuột, không đứt, không gãy, không làm mấy chị nổi quạo. Nhiều khi mấy chị nhổ lông nách nó còn đỡ nha. Nhổ lông mày nó còn đỡ nha. Mà nhổ tóc ngứa mấy chị, mình lặn ra được cái cọng tóc ngứa rồi á, mấy chị biết sao không? Ai gọi vậy chồng? Chị nghe nè em. À cái gì em? Cái gì? Bột muối. À cá. Ở bữa chị mới 20 đúng không? Giờ lấy cho chị thêm 20 nữa đi em, 30 đi em, 30 nữa. À ok em nha. Nha, rồi để chút nữa chị ra liền á, ở chút nữa chị ra liền nha, chị ra liền á. Trời nha mấy chị nha, một cây nhíp 19.000 một cây thôi mà mấy chị chụp ở đâu dính đó. Cái cọng tóc ngứa của ông á, nó ngán ngủn à. Tôi lận nó ra được, tôi cũng muốn nổi quạo luôn á. Vậy á, mà nhiều khi nha mấy chị nha.
Nhiều khi này em nói thiệt với chị này, nhiều khi mình lận ra được cái tổng tóc ngứa nó là khó rồi. Thôi bà kéo một cái nó tụt lướt nha, nó dễ tuột, nó dễ ruột, nó dễ đứt, dễ gãy là mình quạo lắm nha mấy chị. Tóc ngứa cái nhíp này mấy chị nhổ lông nách là em nói thiệt với chị, nhổ rẹt rẹt luôn nha mấy chị ơi, nhổ rẹt rẹt luôn, không tuột, không ruột, không đứt, không gãy nha mấy chị nha, không làm mấy chị nổi quạo luôn nha mấy chị, không làm mấy chị nổi quạo luôn, chụp vô nó dính tóc đen không mấy chị ơi. Nè coi nè, coi giùm em này mấy chị, đã lắm, chụp từ đầu dính tới đó, không tuột không ruột nha mấy chị nha, kéo lên một phát tại cái nhíp mà mấy chị. Đôi khi á, mình lựa nó không có đúng cây, đôi khi mình lựa nó không đúng hàng chứ, cái nhiều cái á mấy chị, mình chụp vô một cái nó tuột lướt lên, lặn cọng tóc ngứa đâu dễ đâu mấy bà nè, lặn cọng tóc ngứa hả, muốn mỏi mòn mắt nè mấy chị. Coi này, nó mỏng ơi là mỏng mà nó cũng không đứt nha, mỏng lắm mà nó cũng không đứt luôn á. Rồi chị nào lấy thì lên đơn giùm em, ghi giùm em cây nhíp 19.000 một cây, nhíp 19.000 một cây, nhíp 19.000 một cây, rồi hết rồi nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em ạ, nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Giúp kẹp hai màu, giúp kẹp hai màu là màu này. Cây nhíp này lúc nhận hàng mở ra em nhìn nó nghĩ nó không ok vì cái đầu nó dày dày, ai ngờ sử dụng rất ok, chị giới thiệu đúng. Em biết vì sao không? Cái đầu của nó này nó phải dày dày, nó phải có cái độ bám, bởi vì cái nhíp của em là nó phải có cái độ bám tốt thì nó mới không tuột được cái cọng tóc và cái cọng lông. Độ bám tốt nó sẽ không có bị vuột đi. Còn nếu như mà nó mỏng quá và nó bé quá, nó sẽ làm yếu cái cọng, yếu cái đầu này, nó sẽ dễ bị tuột và nó dễ sẽ bị đứt cái cọng tóc đó luôn. Cho nên thường á là bởi vậy cho nên nó là những chị nào á mà mua cây nhíp của bên nhà chị xong á cũng có điều một câu thủy ơi bán chị cây nhíp thần nữa thủy. Toàn là vậy không? Thủy ơi lấy chị 5 cây nhíp thần nữa chị. Cái kiểu vậy, đôi khi không phải là mình nghĩ mình tiếc mấy chục ngàn, mà đôi khi mình gặp không được cái đúng cái cây nhíp mà mình ưng cái bụng nha mấy chị nha. Cho nên mới chế thử đi, có 19.000 một cây luôn à nha mấy chị nha, mà xài ngon lắm nha mấy chị. Rồi chị nào lấy ghi cho em nhíp nha mấy chị nha. Dép á mấy chị lên màu giùm em nha. Son dưỡng nha đam có 19.000 một cây thôi nha mấy chị. Son dưỡng nha đam có 19.000 một cây thôi. Chị nào lấy lên giùm em ạ. Rồi cái này là nhiệt miệng này mấy chị. À quên, cái vỉ tetanol giảm sốt hạ đau đầu hạ sốt này mấy chị, của Thái hay lắm. Bên Thái rất là nổi tiếng về cái vỉ hạ sốt này. Chị nào đau đầu uống hết, bị sốt uống hết, cảm cúm uống hết. Một vỉ đau đầu hạ sốt của Thái em gom mấy chị 19.000. Gửi giùm em hạ sốt 19.000, vỉ hạ sốt 19.000. Vỉ hạ sốt 19.000 một vỉ, chị nào lấy lên đơn giùm em. Vỉ hạ sốt 19.000 một vỉ, chị nào lấy lên đơn giùm em. Nha mấy chị nha, vỉ hạ sốt có 19.000 thôi nha mọi người, 19.000 thôi. Chị nào lấy lên đơn ha. Rồi còn cái này nè mấy chị, cái tiết nhiệt miệng của Thái Lan. Chị nào bị nhiệt miệng hay còn gọi là bị điện miệng nha mấy chị, bị lỡ miệng á, hoặc là bị nhiệt miệng hoặc là bị điện miệng thì mấy chị sử dụng giùm em cái cây nhiệt miệng của Thái này. Lũng 1, lỗ 2, lỗ 3, lỗ 4, lỗ. Mấy chị té dập môi, dập miệng, căng ăn trúng lưỡi, trúng môi, trúng miệng, nó làm cho mấy chị bị chảy máu, mấy chị xức cái này đi. Nhanh lành vết thương cực kỳ. Nó điều trị nha những cái nút đèn á, nút nhiệt miệng mấy chị vừa đau vừa rát vừa thốn đó. Trong vòng ngày hôm nay qua ngày hôm sau đỡ liền. Gửi chị em nhiệt miệng 45.000 luôn. À bữa nay đợt này sale luôn 45.000. Gửi chị em nhiệt miệng 45.000 một tiết, chị nào ân lên đơn. Nha mấy chị, của Thái hay cực kỳ luôn. Của Thái nó nhạy lắm mấy chị, sức vô lúc là nó đỡ à mấy chị. Ha. À, với lại mấy chị sức mà ngày hôm nay một lần mấy chị sức á, cách 4 tiếng mấy chị sức lại cho em nè. Cứ cách 4 tiếng mấy chị sức lại cho em một lần. Em gom cho mấy chị được em già trẻ lớn bé trai gái đàn ông đàn bà phụ nữ, đặc biệt có bầu có bí cho con bú đều sức được hết ông em. Con nít đó em biết vì sao không? Nhưng thằng con chị nó hay xài không? Nó hay té này, té bắt đầu cái răng này, cái nó dập xuống cái môi bắt đầu lủng lỗ. Răng môi dập xuống lủng lỗ hoặc là bị nhiệt ngay chỗ này này. Nó bị nhiệt ngay chỗ này, nó ăn đâu có được đâu. Nhìn ăn nó không có nói được, nó không có nói được. Nhưng mà mình biết với chị, mỗi lần ăn mà cái kiểu như mà mình mà lỡ trúng miếng nước mắm mà mặn mặn vô là nó không chịu ăn. Cái là mình biết nó bị nhiệt rồi, bắt đầu dạch ra dạch qua dạch lại dạch, lúc thấy con lỗ trong đó cái sức cái qua ngày hôm sau nó ăn được à. Hay lắm. Nhiệt miệng nha mấy chị nha, nhiệt miệng em gom với chị là còn có giá 45.000 nha mấy chị nha, 45.000. Cha xịt Downy hả em? Trời ơi lấy đi em ơi, xịt Downy chị có hai thuốc trị của shop em là siêu hiệu quả luôn nha Thanh Dũng. Này mấy chị ơi, xịt Downy. Này mấy chị, xịt này, trên mền, trên gối, trên ga, trên nệm, trên giường, trên nệm, trên trong tủ quần áo, trong ồ, trong áo, trong quần, trong tủ quần áo, xịt trong nón bảo hiểm, trong đôi giày, xịt trên ra trên rèm cửa, xịt xung quanh ví dụ như gớ bố, gớ ơ rồi đó mấy chị, cần mấy chị xịt thì mấy chị xịt giùm cho em nha mấy chị nha.
quần tờ quá à. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ạ. Nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Ồ thấy gì? Nó thấy miếng thịt ở trong này thôi chứ nó cũng có thấy gì đâu em, đừng lo nha. Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy lên giùm em ha. Ghi giùm chị em nha mấy chị nha. Áo Gucci đen 55 hả? Chồng coi thử áo có Gucci đen không chồng? Rồi nha mấy chị nha, chị nào lấy giùm em. Lên cho em xịt thơm down đi. Em gom cho mấy chị còn có giá 135.000đ. Ưng đen lấy đen, ưng đỏ lấy đỏ giùm em 135.000đ. Chị nào cho giờ miếng nước với chồng ơi. Chị nào ưng đen lấy đen, ưng đỏ lấy đỏ giùm chị em 135.000đ. Nha mấy chị nha, 135.000đ thôi. Nha mấy chị nha, mà thơm lắm, sạch khuẩn lắm nha mấy chị nha. Vừa thơm vừa sạch khuẩn luôn, 135.000đ. Chị nào lấy lên giùm em ha. Còn ở đâu đây là nó đâu đi? Rồi lên cho em xịt thơm đao đi, ưng đen lấy đen, ưng đỏ lấy đỏ, 135.000 một chai, bao giá cho mấy chị luôn. Rồi chị nó ưng lên đơn, 135.000 một chai, thơm lắm nha mấy chị nha. Hai tiếp dầu là hai tiếp gì ta? Hai tiếp dầu là hai tiếp gì vậy em? Cô vô nó mệt sao mà mệt luôn mà không dám nghĩ cái gì. Ôi vô nó thơm quá. Hít mũi ong già 19.000 một cây. Hít mũi ong già 19.000 một cây, lấy lên đơn giùm chị em nha mấy chị. Xịt thơm lên cho em, xịt thơm lên cho em. Ủa gì ta? À bị trĩ nè chị, bị trĩ nè. Bị trĩ nha. Hai cha hai màu hả chị? Bôi trĩ nhét trĩ này. Sư phụ trị trĩ luôn. Sư phụ trị trĩ luôn. Nè mấy chị nha, sư phụ trị trĩ luôn. Nè mấy chị, trĩ này. Trĩ bôi á, búi trĩ lòi á, búi trĩ lòi ra. Lòi ra thì mấy chị bôi cái này cho em. Mà búi trĩ ở bên trong, trĩ nội bên trong. Trĩ lòi á thì mấy chị bôi, mà trĩ nội á thì mấy chị nhét. Nha mấy chị nha. Ôn đỏ lên số điện thoại giùm em ạ. Chồng hỏi giày dép thử có hàng chưa đâu. Này chồng hỏi có chưa chồng? Hỏi có chưa? Ôi ôi em mệt quá mấy chị ơi, chắc em like này nữa, em xuống like quá. Tối đi em like ở bên siêu thị mỹ phẩm nha mấy chị, em dành hơi tối em like nữa nha. Em mệt quá trời mệt luôn. Nè mấy chị bôi trĩ nè, 79.000, nhét trĩ 79.000. Rồi chị nào ưng lên giùm chị em. Tối nay em like nữa nha mấy chị nha, giờ em mệt quá trời mệt luôn. Trĩ bôi hay trĩ nhét chị ơi? Trĩ bôi á mấy chị. Trĩ bôi á là dùng cho những chị nào mà bị trĩ rồi, còn trĩ nhét là cái búi trĩ nó nằm ở bên trong á. Mà mấy chị đi cầu á, nó chảy máu á là mấy chị phải nhét. Nha mấy chị nha, chồng hỏi thì có không không, giờ xuống luôn cho. Xuống luôn trả tiền luôn hả? Hỏi có hàng chưa, để xuống trả tiền luôn. Nó mệt xe mà nó mệt luôn chị. Em mệt quá trời mệt luôn chị. Tối nay 7 giờ em có mặt tại siêu thị mỹ phẩm em like nha. Thôi em xuống like nha mấy chị. Thôi em xuống like nha mấy chị nha.
Thôi em xuống like nha. Nhưng mà nó có lòi không em? Bị rác hả? Em vừa bôi vừa nhét luôn đi. Chị em vừa bôi vừa nhét luôn đi em. Vừa bôi vừa nhét đi. Nếu như mà bị rác á, bị rác mà bị chảy máu á, bị rác ngay chỗ hả? Rác là do chị bôi đi em, bôi đi, bôi đi. Bị rác là nó nằm ở ngoài rồi, còn bên trong nó chảy máu á. À ok em, thôi xuống like nha mấy chị ơi, em mệt quá. Em mệt quá cái gì à? À cái đó bị bón hả? Nó bị rách hậu môn á. Vậy đó em bôi đi em, cho nó làm lành cái vết thương ở ngoài em. Rồi thôi bye bye mấy chị nha. Bye bye.